Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với không khí rất tưng bừng của lễ hội, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp ấn tượng của lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn các năm qua góc nhìn của nghệ thuật nhiếp ảnh ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, đứng cạnh Triều Dương lúc này là nghệ sĩ nhiếp ảnh Viết Rừng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng. Anh là người đã có nhiều năm tác nghiệp tại lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn và cũng là người đã giành giải cao trong cuộc thi ảnh di sản Việt Nam, Việt Nam Heritage Photo 2013, phải không anh Viết Rừng? Và ngày hôm nay thì rất là vui khi được gặp anh Viết Rừng đang tác nghiệp tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn. Chúng ta cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh nhé. Xin chào anh, và anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả một chút được không? Năm nay đến sân cảm xúc của anh thế nào ạ? Vâng, Viết Rừng xin chào tất cả các quý vị khán giả. Viết Rừng rất là vui bởi vì cứ năm nào thì có lễ hội Chợ Châu thì Viết Rừng cố gắng tổ chức để bố trí thời gian để đến dự lễ hội Chợ Châu chung vui cùng với bà con. Cảm xúc của anh năm nay khác gì năm trước nào? Năm nay cảm xúc của mình thấy là thứ nhất là thời tiết rất là đẹp. Thứ hai nữa là cái cách bố trí cũng như là tiếp đón và đồng thời là các cái hệ thống an toàn mà ban tổ chức đã chuẩn bị rất là công phu và kỹ lưỡng. Tôi nghĩ rằng là cái lễ hội Chợ Châu năm nay sẽ thành công rất là tốt đẹp. Có một điều mà tất cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh đều hướng tới, đó là bắt được những khoảnh khắc xuất thần trong bất kỳ một sự kiện nào. Hôm nay đến với lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn 2023 thì anh Viết Rừng, anh đã có được cho mình những khung ảnh nào ưng ý rồi đến thời điểm này thưa anh? Thực tế thì cái lễ hội Chợ Châu thì nó diễn ra rất nhiều khoảnh khắc rất là đẹp. Mỗi một cú trận đấu, mỗi một cái cú cáng, cú sừng, rồi tất cả những cái đều một khoảnh khắc rất là đẹp. Thì mình cũng nhiều khi đi chụp ấy thì cũng cố gắng chọn góc và chọn những cái góc nhất, nhưng mà nhiều khi cũng phải may mắn để mà có xảy ra khoảnh khắc mà mình chớp được khoảnh khắc đó. Hết sức cẩn thận. Với một người đã có nhiều năm tác nghiệp tại lễ hội truyền thống như anh, theo anh thì điều gì là khó khăn nhất để có được một khung hình ưng ý, truyền tải được đúng ý đồ của người nghệ sĩ trong lúc sáng tác ngay tại sân vận động thưa anh? Thực tế thì nói chung là mình phải tìm một cái góc độ quan sát làm sao thuận lợi nhất và có thể nắm bắt được tất cả các khoảnh khắc ở trên sân. Thì đấy, chúng ta là phải đến sớm và rồi chọn được cái vị trí đứng tốt nhất, xong đó là sẽ chịu khó quan sát, và với cái kinh nghiệm của mình thì mình phải chọn cái góc độ nào đẹp nhất. Và quá trình nó xảy ra thì mình phải biết là khi nó chuẩn bị diễn ra cái gì rồi thì mình đoán được cái tình huống và mình cố gắng chớp được những khoảnh khắc đẹp đó. Thế còn mưa nắng thì sao? Vì cả anh Viết Rừng cùng với Triều Dương đều nhớ là mấy năm gần đây
trời bao giờ cũng có mưa một chút, sau đó là nắng rực rỡ. Liệu điều đó có ảnh hưởng nhiều không anh? Thực tế thì nếu đúng ra mà nắng thì nó có cái ánh sáng rất là đẹp, nhưng mà mưa nó cũng có cái đẹp của mưa. Bởi vì nếu mưa mà sân có nước thì nó sẽ có cái giọt nước tung tóe khi dâu chạy lên này cũng dễ bị rất là đẹp. Thế nhưng mà cái nó sẽ khó khăn cho việc tác nghiệp cho máy móc, những thiết bị máy móc được đánh giá cao, chất lượng chuyên môn cao. Đấy, ảnh hưởng đến sự tác nghiệp. Còn nếu mà trời mưa mà bố trí được vị trí chụp mà đẹp thì các cái khoảnh khắc còn đẹp hơn là khi trời nắng. Xin bật mí một điều, đó là những hình ảnh mà chúng ta vừa được thưởng thức trong phóng sự chèn về những khoảnh khắc đẹp trong lễ hội Chọi Châu chính là một trong những sáng tác của nghệ sĩ nhiếp ảnh Viết Rừng đây. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những phần sau của lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn trên sóng TSV. Thêm một điều nữa phải nhắc các anh Viết Rừng và quý vị này, đó là chúng ta còn một màn bình chọn trên app TV On nhá. Quý vị nhớ đón xem với khán giả có giải thưởng 10 triệu phải không nào? Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong ít phút nữa. Xin cảm ơn anh. Châu số 02, chủ châu là ông Đinh Xuân Sơn ở phường Vạn Hương. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 140cm, chiều dài châu 235cm, vòng ngực 235cm, chiều cao sừng 34cm, độ rộng của sừng là 73cm. Các đặc điểm khác: bốn khoái chung, lông da đen, hai khoang, trường đùi ngắn quản, mắt đỏ, mi dày, đuôi chai móng sò. Châu số 12, chủ châu là ông Lưu Đình Toàn Thắng ở phường Minh Đức. Châu được mua về từ Bình Phước với chiều cao 152cm, chiều dài 240cm, vòng ngực là 240cm, chiều cao sừng 45cm, độ rộng của sừng là 102cm. Với các đặc điểm: hai khoang, ba khoáy, đuôi chai, móng quéo, lông da đen. Và thưa quý vị, khắp đấu thứ 3 sẽ là cuộc đọ sức giữa hai ông châu số 02 và ông châu số 12. Ông châu số 02 sẽ xuất phát từ cửa Bắc và xuất hiện tại cửa Nam sẽ là ông châu số 12. Với những cái diễn biến cũng khá là bất ngờ trong cái khắp đấu thứ hai, đúng không ạ? Một cái khoảng thời gian rất ngắn để ông châu số 03 có được chiến thắng, thì anh Bắc Đàn hy vọng gì vào cái tính chất quyết liệt cũng như là cái sự hấp dẫn của khắp đấu thứ ba này? Vâng, tôi nghĩ cũng giống như mọi mùa lễ hội thôi, thì Chọi Châu Đồ Sơn càng vào sâu thì các cái trận đấu nó sẽ càng hay hơn, và chúng ta cần phải kiên nhẫn một chút nữa để xem những cái trận đấu này. Và tôi nghĩ là sức nóng của các cái trận đấu sau nó sẽ nóng lên dần cùng với cái thời gian. Và tôi hy vọng khắp đấu thứ ba này sẽ là một khắp đấu cân tài cân sức như chúng ta được giới thiệu các cái thông số của ông Châu trên thông tin vừa rồi. Vâng, ông Châu số 02 và ông Châu số 12 thì được đánh giá là cân tài cân sức. Ở góc nhìn của nhà báo Lưu Duy thì sao ạ? Thực ra thưa quý vị và các bạn, thì đây cũng là hy vọng là cái khắp đấu là cân tài cân sức. Bởi vì tuy nhiên thì nó cũng có một cái từ khi mà Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn là bỏ cái vòng loại lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn, thì ở các cái trận đấu này thì cũng như các vị quý vị đã xem hai câu khắp đấu đầu tiên, thì có những khắp đấu nó kéo dài, nhưng có những khắp đấu thì vừa vào đánh miếng đầu tiên thì châu của đối phương đã bỏ chạy đó. Thì cái chất lượng thì là các của các cái khắp đấu ấy, thì như anh Bạch Đàn nói thì tất nhiên là càng vào sâu thì nó phải qua các cái vòng loại của những cái trận đấu đầu tiên rồi, thì vào đến các cái vòng sau, vào tứ kết, bán kết và chung kết thì là cái chất lượng của các cái khắp đấu nó sẽ cao hơn. Vâng, và đó là một điều mà chúng ta rất đáng để chờ đợi, đúng không ạ? Mỗi một kỳ lễ hội thì luôn luôn mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là thú vị. Và năm nay thì lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn cũng có rất nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa. Lúc này thì ông Châu số 12 đến từ cửa Nam đã xuất hiện trên sân, và chúng ta đang chờ đón sự xuất hiện của ông Châu số 02 ở cửa Bắc. Ông Châu số 02, chủ châu là ông Đinh Xuân Sơn ở phường Vạn Hương. Quý vị các bạn có thể thấy một đặc điểm rất là khác biệt so với cái khắp đấu này so với khắp đấu khác, đó là chủ châu đưa vào từ cửa Nam nhưng mà lại đưa châu sang đến sát cửa Bắc. Không hiểu là ông chủ châu này có cái miếng đánh gì, bởi vì nếu mà chủ châu đối phương đưa vào từ cửa Bắc mà đưa sang thì cái khoảng cách của hai châu rất là ngắn, và rất có thể ông chủ châu này đang toan tính một cái điều đấy. Chúng ta hãy chờ xem. Đúng như anh Bạch Đàn đã nói đấy, thì khi mà tôi còn làm chương trình Chọi Châu Đồ Sơn truyền hình trực tiếp thì là trên sân luôn luôn có trọng tài, và khi mà chủ châu đưa châu từ cửa Nam vào thì chỉ được đến ranh giới giữa sân là trọng tài yêu cầu chủ châu phải dừng lại.
Nhưng mà cái hiện tượng năm nay là chúng tôi không thấy là có trọng tài trên sân. Và bây giờ là ông chủ châu số 12 đưa châu vào từ cửa nam, tuy nhiên lại đã châu đã lại đi ra ngoài phía cửa bắc. Vâng, thưa quý vị, theo quan sát của chúng tôi thì lúc này chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của hai ông châu ở cửa nam, đó là ông châu số 12, và ở cửa bắc đó là ông châu số 02. Những trận đấu nằm trong khuôn khổ của lễ chọi châu Đồ Sơn thì luôn ẩn chứa rất nhiều những cái điều bất ngờ, và đôi khi quý vị khán giả có mặt trực tiếp tại sân cũng như là đông đảo quý vị khán giả theo dõi trên truyền hình sẽ phải dành cho mình một sự kiên trì để có thể theo dõi những diễn biến tại các mùa lễ hội. Và đây thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái nét rất là thú vị, đúng không ạ? Một cái sự hấp dẫn rất là riêng có của lễ hội chọi châu Đồ Sơn. Đúng như nhận định của giới chuyên môn trên cả nước, không chỉ ở Hải Phòng và tại Đồ Sơn. Những cái miếng đánh tại lễ hội chọi châu Đồ Sơn được coi là rất là độc và hiểm, và các cái trận đấu có thể nói là rất là khó đoán định bởi cái tính chất bất ngờ của nó. Những cái bức hình mà chúng ta vừa xem được tổng kết và được các phóng viên ghi lại qua 33 mùa lễ hội cho thấy là những miếng đánh rất là đặc biệt. Có những cái miếng đánh mà tại cái mùa giải năm ngoái, tại cái trận bán kết giữa châu số 07 và châu số 08, thì một cái miếng cáng của châu số 08 và châu sau này lên ngôi vô địch ở mùa giải 2022 đã cáng gần như là bốn chân của châu đối phương lên ra khỏi mặt đất. Ở đây nó cho thấy cái tài huấn luyện cũng như là cái tài chăm sóc của các ông chủ châu Đồ Sơn. Còn một điều đặc biệt nữa mà tôi muốn thông tin tới quý vị và các bạn, đó là hiện nay trên cả đất nước của chúng ta có nhiều lễ hội, nhưng mà và chủ châu Đồ Sơn thì hàng năm là họ đều không ngại bỏ ra công sức và thời gian để đi tuyển chọn châu trên khắp cả miền đất nước, và nhiều châu đã được đưa về từ các lễ hội chọi châu tại Vĩnh Phúc, tại Bình Phước và tại Nghệ An. Nhưng có một điều lạ và rất khó giải thích là các châu đó khi đưa về lễ hội chọi châu Đồ Sơn thì thường bị loại ngay từ vòng đầu. Trên màn hình của chúng ta đó là ông châu số 12 đến từ phường Minh Đức. Ông châu xuất phát ở cửa nam trong hạng đấu thứ ba này. Bắc châu số 02 của Minh Sơn, phường Hoàng Dương. Vâng, châu số 12 mà chúng ta đang thấy trên màn hình đã được đưa vào rồi. Và như tôi đã và anh Lưu Diêu có nói với quý vị và các bạn là lúc trước là đã đưa sát ra cửa Bắc, nhưng mà hình như là họ lại đưa vòng ngược trở lại. Không hiểu đây là yếu tố tâm linh hay như thế nào đó. Chúng ta hãy chờ xem cái trận đấu này. Và tại cửa Bắc lúc này thì ông châu số 02, chủ châu là ông Lưu Đình Đinh Xuân Sơn cũng đã được đưa vào sân. Chúng ta sẽ cùng chờ những diễn biến hấp dẫn của cặp đấu này, của cặp đấu cân tài cân sức. Thưa quý vị và các bạn, là chủ châu 02 là của ông Đinh Đình Sơn, phường Vạn Hương, đặc điểm châu là chiều cao 140 cm, chiều dài 235. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Châu số 02 là châu chủ động đưa ra miếng đánh đầu tiên. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì đây là cặp đấu cân tài cân sức. Trong cái góc quay này thì quý vị có thể thấy là thể hình của hai châu này là khá tương đồng. Anh Duy có thể cho biết là các thông số của các ông châu này như thế nào ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, là châu số 02 là chủ châu là ông Nguyễn Đình Sơn, có chiều cao là 140 cm, chiều dài 235 cm, và vòng ngực là 235 cm, chiều cao của sừng là 34 cm và độ rộng của sừng là 73 cm. Mùa tháng 10 năm 22 từ Hải Dương, đặc điểm là có bốn khoái chung và lông da đen hai khoang, trường đùi ngắn quản, mắt đỏ, mí dày, đuôi trai, móng sò. Đây là những cái đặc điểm rất là độc đáo của ông châu số 02. Và châu số 12 là chủ châu là ông Lưu Đình Toàn ở phường Minh Đức, đặc điểm châu là chiều cao là 152 cm, chiều dài là 240 cm, vòng ngực là 240 cm, và chiều cao sừng là 45 cm, độ sừng rộng của sừng là 102 cm. Mùa tháng 8 năm 2002 tại Bình Phước, đặc điểm khác của châu là có hai khoang và ba quái, đuôi trai, móng quéo và lông da đen. Vâng, mà Bình Phước cũng là một địa chỉ mà các chủ châu chọi Đồ Sơn thường tìm đến để lựa chọn châu cho mình. Đây là những cái thời điểm mà các cái khắp đấu quan trọng
các khắp đấu hay, dự báo được coi là hay thường diễn ra tại lễ hội chợ châu Đồ Sơn. Hai ông châu đang nghênh nhau, một cái thuật ngữ được gọi là một thuật ngữ riêng tại đây, và đây cũng chính là cái thời điểm mà các châu đang tìm ra các cái tình huống và các cái miếng đánh. Chúng ta hãy chờ xem các diễn biến tiếp theo. Vâng, đúng như anh Bạch Đàn vừa ấy nói về cái chuyện là hai ông châu đang đứng nghênh nhau. Đây là thuật ngữ của những nghệ nhân nuôi chăm sóc châu và huấn luyện châu tại Đồ Sơn. Đấy. Tiếp tục là hai ông châu vẫn đang lừa miếng để vào trận đấu. Và tiếp tục là đang nghênh nhau. Tuy là hai ông châu nghênh nhau nhưng luôn luôn đề phòng châu đối phương tấn công đột ngột. Thông thường những trận đấu này sẽ có hai kết cục. Một là trận đấu diễn ra rất nhanh. Hai là những trận đấu sẽ có các cái miếng đánh quyết liệt và kéo dài thường tới 5 và 7 phút. Chúng ta hy vọng ở cái tình huống thứ hai xảy ra. Gần 3 phút đã trôi qua nhưng mà chúng ta vẫn chưa được chứng kiến những miếng đánh độc đáo và ấn tượng đến từ hai ông châu số 02 và số 12. Kính thưa quý vị, ở mùa lễ hội năm nay thì bên cạnh việc chúng ta có thể trực tiếp theo dõi các khắp đấu tại sân vận động Đồ Sơn thì quý vị còn có thể lựa chọn cho mình cách thức thứ hai. Chúng ta sẽ cùng truy cập vào các kênh sóng, các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, đơn vị bảo trợ chủ tịch độc quyền của lễ hội. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn app OnePlus hoặc là FPT Play trên một số đài truyền hình phát thanh địa phương. Và đặc biệt là trong thời gian diễn ra chương trình thì quý vị anh nhanh chóng tải hoặc là truy cập vào app TFTON để có thể tham gia bình chọn cho ông châu vô địch và có được cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ là công ty du lịch Hòa Bình, Hòa Bình Travel tại thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cuộc bình chọn trên app TFTON đã được mở từ 0 giờ đêm ngày hôm qua và sẽ đóng lại vào lúc 11 giờ trưa nay. Rất mong là nhận được sự quan tâm, theo dõi và tham gia rất là nhiệt tình của đông đảo quý vị khán giả để chúng ta có thể trở thành chủ nhân của một phần thưởng vô cùng ý nghĩa và giá trị này. Vâng, hơi trái với các cái dự đoán ban đầu thì đây là một cặp đấu mà đến thời điểm này gần 3 phút rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa chứng kiến được những miếng đánh thực sự giữa châu số 02 và châu số 12. Thưa quý vị và các bạn, nếu nhìn vào thể hình của các ông châu là châu số 12 và châu số 2 ở trên sân ấy, thì theo những nghệ nhân mà chuyên nuôi chợ châu ấy, thì cái độ rộng của sừng ấy, là sừng châu số 12 là quá rộng. Bởi vì các cái độ rộng của sừng ấy, nó chỉ từ 70 đến ngoài 70 thì thường là dễ đánh được các miếng đánh vào đầu sừng, vào mí mắt hoặc là cắn hầu đối phương. Tuy nhiên, thưa quý vị các bạn, là châu số 02 đã lấy cán và đang cán hất bổng châu số 12 lên khỏi mặt đất. Vâng, đúng như thế. Và đến này thì là hai châu lại trở lại trợ thắng là nghênh nhau. Vâng, như anh Duy vừa mới trao đổi thì đúng là châu số 12 có độ rộng của sừng khá lớn. Và châu số 12 không phải là châu có miếng đánh đầu tiên mà chính lại là châu số 02 với miếng đánh cáng vừa rồi. Và cái độ rộng của sừng về mặt thông số châu số 02 là nhỏ hơn khá nhiều so với châu số 12. Và chính châu này là con miếng đánh đầu tiên trong khắp đấu mà chúng ta đang theo dõi. Tiếp theo như anh Bạch Đàn nói thì tôi vừa phân tích về cái góc độ độ rộng của sừng ấy, thì như các bạn vừa chứng kiến là châu số 02 là có cái độ rộng của sừng rất là hợp lý mà thường được đánh được những cái miếng đánh hiểm như là đầu sừng mí mắt hoặc là cáng hầu. Tuy nhiên thì đối với châu 12 thì cái độ sừng rộng thì nó lại cũng có một cái lợi thế là như các bạn đã biết là có một trận chung kết là cách đây mấy năm thì là châu mà có độ sừng rộng là đánh miếng vào đóng sừng vào sườn châu và cũng là giành thắng lợi. Thì đối với châu mà có độ rộng này thì nó cũng có một cái lợi thế chứ không phải là những cái nhược điểm. Vâng, đúng như vậy, mỗi một cái thông số nó đều mang tới những cái miếng đánh mà đương nhiên là các ông chủ châu sẽ hướng đến để huấn luyện cho châu của mình. Và thật là bất ngờ, hiện nay thì châu số 12 lại đang lững thững đi ra ngoài cửa nam. Và chúng ta hãy chờ xem quyết định tiếp theo của ban tổ chức. Thường thường là các châu vào cửa nào thì lại đi ra theo cửa đó. Đó không biết là có phải là yếu tố tâm linh hay không. Tuy nhiên như hiện tại là châu số 12 đã đi ra khỏi cửa nam
thì theo quy định của ban tổ chức là châu số 12 đã thua trận và châu số 02 đã giành thắng lợi. Cái này là theo quy định của ban tổ chức, cho nên là đương nhiên là cũng chỉ xong một miếng đánh, và khi mà hai châu đã tiếp tục đánh nhau thì châu số 12 là của ông Lưu Đình Toàn thắng, đã đứng vững đi ra khỏi cửa năm và coi như là đã là thua trận. Vâng, đúng là như vậy. Ban tổ chức dưới sân cũng đã quyết định là châu số 02 là châu giành thắng lợi sau gần 6 phút rưỡi thi đấu. Như vậy là khắp đấu thứ 3 đã kết thúc và chúng ta đã xác định được 3 châu. Chúng ta xác định được 3 châu lọt vào vòng sau, đó là châu số 05, châu số 03 và châu số 02. Tại khắp đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ được chứng kiến. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức giữa châu số 13 của ông Lưu Đình Quyền, phường Minh Đức, và châu số 04 của ông Đoàn Văn Thọ, phường Bằng La. Đến thời điểm này thì nắng cũng đã dịu hơn, hay nói chính xác là mặt trời đã trách hẳn lên ở phía giữa, và khán giả tại 4 khán đài cũng đã bớt ánh nắng, và hy vọng là thời điểm này thì các trận đấu sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn để cống hiến cho người xem qua màn hình nhỏ cũng như những người đã cất công đến xem tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn. Đây là những ảnh làm trận khắp đấu số 3, và đây là miếng cáng mà ông châu số 02 đã tung ra. Và đây có lẽ là một tình quyết định đến cái thắng lợi của ông châu số 02 trong trận đấu thứ 3 này. Một cách tiếp cận trận đấu rất là chậm và thận trọng, nhưng mà ông châu số 02 cũng đã tung ra được một đòn đánh. Tôi nghĩ rằng đó là đòn quyết định của ông anh Bạch Đạt. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Thường thì những châu mà nghênh nhau sau một thời gian tương đối dài, kéo dài tới hơn 3 phút, nhưng mà như khắp đấu chúng ta vừa theo dõi thì châu nào có miếng đánh đầu tiên sau cái thời gian nghênh đấy thường là châu chiếm ưu thế. Và như anh Ngọc Dũng cũng như anh Lưu Duy đã phân tích rằng châu số 02 đã tận dụng được cái ưu thế của mình bằng cái độ dụng của sừng hợp lý, đã tung ra được cái miếng đánh này. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu thứ tư giữa hai ông châu số 13 và ông châu số 04. Thưa nhà báo Phạm Bình Đàn, theo quan điểm của anh thì trong mỗi một trận đấu, yếu tố nào là quan trọng nhất quyết định đến một chiến thắng của ông châu? Đó là do chất lượng của châu hay là do cách dục binh và những cái bài, những miếng đánh tủ mà do các chủ châu huấn luyện cho các châu chúng ta? Tôi nghĩ là cái việc này nó đến từ cả hai phía. Lễ hội chọi châu Đồ Sơn nó khác biệt và hay hơn so với nhiều lễ hội chọi châu khác đang diễn ra tại cả nước, chính vì những cái miếng đánh mà mỗi một năm thì đều có cái sự bất ngờ. Tôi nghĩ là cái việc mà chăm sóc châu từ cái khâu tuyển chọn, chăm sóc, huấn luyện và có được những miếng đánh cụ thể tại mỗi một khắp đấu, tại mỗi một trận đấu và tại những thời điểm khác nhau là rất là linh hoạt. Như anh Duy có nói là có châu thì có độ rộng sừng, và đấy đều là những ông chủ châu lao luyện có nhiều năm tham gia tại lễ hội, nhưng họ vẫn cứ chọn những cái châu mà có độ rộng của sừng để tận dụng những cái miếng đánh mà họ cho rằng là chiếm ưu thế vào những thời điểm quyết định. Nhưng có những châu thì lại có độ rộng sừng hẹp hơn, thì đương nhiên là họ sẽ phải tận dụng cái miếng đánh mà cái độ rộng sừng nó phát huy ưu thế. Thì tôi nghĩ đây chính là những cái bí kíp của các ông chủ châu Đồ Sơn mà chỉ có riêng có. Đương nhiên là tôi nghĩ rằng tại cái lễ hội chọi châu Đồ Sơn này đã diễn ra được tới 33 mùa, thì ngay ngày hôm nay ngồi đây hoặc là theo dõi qua màn hình nhỏ thì có rất nhiều các chủ châu không chỉ đến từ Đồ Sơn mà đến từ các nhiều lễ hội khác, và họ cũng sẽ biết được rằng những cái bí kíp đó và họ cũng sẽ học hỏi. Nhưng tuy nhiên cái hồn cốt và cái nét riêng của lễ hội chọi châu Đồ Sơn nó sẽ nằm ở cái kinh nghiệm và cái văn hóa của lễ hội chọi châu Đồ Sơn, và hay đúng hơn là của công chủ châu. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói với quý vị các bạn xem truyền hình, thì thực ra đối với người dân Đồ Sơn thì lễ hội chọi châu Đồ Sơn thì nó phát triển rất là từ thời xa xưa, nhưng mà được khôi phục từ năm 1990 cho đến nay. Chính vì vậy, và không phải là
vì một cái lý do đơn giản mà người dân Đồ Sơn đã công nhận một số ông chủ châu trong 30 chủ châu đã giành chức vô địch. Sau 33 năm tổ chức thì có 2 năm là dừng do dịch, và năm nay là năm thứ 33 là tiếp tục đang tìm châu vô địch. Thì 30 ông chủ châu đó thì chỉ có 10 ông chủ châu được công nhận là nghệ nhân. Và đã là nghệ nhân thì đúng như anh Bạch Đàn nói, thì khi mà đi tìm mua châu ở các cái vùng miền, nhất là phía Nam hoặc là kể cả ở nước ngoài Campuchia, thì người chủ châu... Châu số 13, chủ châu là ông Lưu Đình Toàn Quyền ở phường Minh Đức. Nơi mua: Bình Phước. Chiều cao châu 150cm, chiều dài châu 228cm, vòng ngực 228cm, chiều cao sừng 45cm, độ rộng của sừng là 82cm. Châu có các đặc điểm: một khoang, bốn khoáy, đuôi chai móng sò, lông da đen. Châu số 04, chủ châu là ông Đoàn Văn Thọ ở phường Bàng La. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 150cm, chiều dài 228cm, vòng ngực 228cm, chiều cao sừng 44cm, độ rộng của sừng 90cm. Châu có các đặc điểm: hai khoang, hai khoáy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau những diễn biến khá là chậm của cặp đấu thứ ba thì có lẽ là đông đảo quý vị khán giả trên sân cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua màn hình nhỏ thì đều chờ mong những diễn biến hấp dẫn hơn, kịch tính hơn, sôi động hơn với những miếng đánh mang đặc trưng của châu chấu Đồ Sơn tại cặp đấu số 4 này. Cuộc đối đầu giữa hai ông châu số 13 đến từ cửa Bắc và ông châu số 04 xuất hiện tại cửa Nam. Đây là ông châu số 04, chủ châu là ông Đoàn Văn Thọ đến từ phường Bàng La. Ông châu xuất hiện tại cửa Nam. Còn đây là ông châu số 13. Chúng ta vẫn chưa được chứng kiến và vòng đầu tiên. Vâng. Châu số 04 đến từ phường Bằng La. Phường đã có 3 mùa giải liên tiếp có châu lên ngôi vô địch. Những pha ghi sừng đầu tiên của cặp đấu thứ tư. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình các bạn là hai châu đang đấu sừng để ghi sừng nhau để tìm miếng đánh tiếp theo. Tuy nhiên về thể hình thì trong châu số 13 có vẻ nhỉnh hơn là châu số 04. Châu số 13 là chủ châu là ông Đinh Đình Toàn Quyền ở phường Minh Đức. Đặc điểm châu là chiều cao 150cm, chiều dài 228cm, vòng ngực là 228cm, chiều cao sừng là 45cm và độ rộng của sừng là 82cm. Mùa tháng 8 năm 2022 tại Bình Phước. Đặc điểm khác là một khoang bốn khoáy chung, đuôi chai, móng sò, lông da đen. Còn chủ châu số 04 là ông Đoàn Văn Thọ ở phường Bàng La. Đặc điểm châu: chiều cao là 150cm, chiều dài 228, vòng ngực 228 và chiều cao sừng là 44cm, độ rộng của sừng là 90cm. Mùa tháng 10 năm 2022 tại Hải Dương. Đặc điểm khác là hai khoang hai khoáy. Trong những giây phút vừa rồi thì châu số 13 với hình thể nhỉnh hơn một chút đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên với một cái hình với một cái những cái thông số mà không vượt trội như thế này thì theo tôi những cái tính yếu tố về mặt lì, gan lì sẽ là yếu tố mà phát huy được ưu thế trong những giây phút tiếp theo. Phương đoạt giải nhất. Và bây giờ chúng ta đang được chứng kiến châu số 04 đến từ phường Hồ Nam thi đấu với châu số 13 của ông Lưu Toàn Quyền, phường Minh Đức. Ở góc máy này thì quý vị có thể thấy là gần như không có một không gian nào để châu một trong hai châu có thể tìm ra sơ hở của đối phương. Ra một trong hai đối phương sẽ đặt ra để đánh giá.
châu nào thực sự là lớn hơn thì sẽ được cá được trước đối phương, và cá biển thì sẽ làm đối phương cao. Thưa quý vị và các bạn, châu số 04 là chủ châu ông Đoàn Văn Thọ ở phường Bàng La. Phường Bàng La thì qua 3 mùa giải phường Bàng La đều có châu giành chức vô địch. Và năm 2002 là sâu của ông Hoàng Đức Toàn, châu số 08 đã giành chức vô địch. Và cũng trong kháp đấu này thì cũng hy vọng rằng là kể cả châu của hai ông chủ châu là châu ông Lưu Đình Toàn Quyền ở phường Minh Đức và châu số 04 là của ông Đoàn Văn Thọ ở phường Bàng La thì hiện tại vẫn đang là ghi sừng nhau để tìm sơ hở của đối phương để có thể thực hiện các cái miếng đánh cáng. À, với thời tiết như thế này thì những cái pha ghi sừng đó sẽ tao hao mòn rất là nhiều thể lực của hai châu, và tôi nghĩ là châu nào mà có thể thoát ra được con Lê Minh đánh cáng, châu đấy sẽ giành được thắng lợi. Theo quan sát của chúng tôi, châu số 13 chủ động tấn công hơn. Quý vị và các bạn có thể là nhìn vào thực tế hình ảnh ở trên sân thì cứ nghĩ là cái miếng ghi sừng ở giữa hai châu rất là đơn giản, nhưng thực tế là nó rất tổn hao sức lực của hai châu, nhất là thời tiết ở trên sân hiện nay đang nắng rất là gắt. Anh không biết anh Duy nghĩ như nào, nhưng mà tôi nghĩ là châu nào mà giành thắng lợi được ở cái cặp đấu này thì cũng có cơ hội để đi xa, bởi vì nó thể hiện được là cái tính trường đòn của họ của châu, nhưng đồng thời nó cũng có một yếu tố là sẽ bào mòn thể lực của những châu đi tiếp, và cái cơ hội càng đi sâu vào gặp những châu mạnh, châu có thể tốt, thí dụ như là châu nặng tới 1,3 tấn thì tôi nghĩ là cơ hội của những một trong hai ông châu này sẽ khó đi xa hơn. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói, và cũng như lúc trước tôi đã nói, là do là sau khi mà xảy ra cái sự cố của lễ hội trò châu Đồ Sơn thì ban tổ chức lễ hội Đồ Sơn cũng như là ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn là bỏ cái vòng loại. Thực ra qua cái vòng loại ấy, thì các ông châu mới được là trải nghiệm và thể hiện, và nó là những cái cuộc kiểm tra về các cái miếng đánh để cũng có một cái thời gian bổ sung hoặc là rèn luyện thêm về thể lực của các ông chủ châu. Thế tuy nhiên là khi mà bỏ cái vòng loại ấy, thì các cái trận đấu này thì là diễn ra thì không có cái trải nghiệm là đã qua trận mạng, như một cái bài test đúng không anh? Đúng rồi. Những âm hưởng cổ vũ đến từ bốn khán đài cũng sẽ giúp cho các ông châu có thêm được cái động lực để thi đấu hay hơn, cũng hiến những cái mánh đánh hay ấy cho quý vị các bạn. Đã tới hơn 5 phút trôi qua. Vâng, đây vừa rồi là một cái miếng đánh rất hay. Miếng đánh rất hay, cả hai châu vẫn không hề có cái biểu hiện suy giảm gì về mặt thể lực. Và gần như là chúng ta không thể tìm ra một cái sơ hở gì trong lối đánh của hai ông châu này. Thật tiếc nếu mà một trong hai châu bị loại. Đây chắc chắn sẽ là những ông châu có thể nói là lì nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, là châu số 13, 13 đã lấy được cáng rất nhanh, là lấy được cáng châu số 04. Tuy nhiên là châu số 04 cũng đã rất nhanh là chủ động là phá thế đánh cáng của châu số 13. Vâng, đúng, chỉ trong một tích tắc thôi thì châu số 13 đã có được cái miếng cáng đầu tiên. Cứ tưởng chừng là đây chính là cái miếng mà có thể tạo ra được cái bước ngoặt trong trận đấu này, nhưng mà ngay lập tức chúng ta thấy là châu số 04 đã thoát ra được, và cái diễn biến của cái trận đấu này vào thời điểm này thì lại trở về cái thế cân bằng. Thực ra khi vào kháp đấu thì châu số 04 là châu chủ động, và châu số 04 cũng là châu lấy được miếng đánh cán đầu tiên đối với châu số 13. Tuy nhiên qua thời gian thăm dò và ghi sừng nhau để tìm miếng đánh cáng thì vừa rồi là châu số 13 cũng đã lấy được cáng của châu số 04. Và bây giờ là tiếp tục là hai châu vẫn đang ghi sừng nhau để tìm miếng đánh mới. Như vậy là hơn 7 phút đã trôi qua, một thế trận diễn ra rất là cân bằng.
Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu mà ban tổ chức sẽ đặt lá phiếu của mình dành cho cặp đấu hay nhất ở trong buổi sáng ngày hôm nay, với cái tính chất cân bằng của cả hai châu cũng như các cái miếng đánh quyết liệt gần như là không có sơ hở. Đây sẽ là một trong hai châu có là ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Mặc dù là thể hình của châu số 04 nhỏ hơn so với châu số 13, tuy nhiên vừa rồi là châu số 04 đã dồn châu số 13 vào sát hàng rào bảo vệ của sân của sớ chọn. Trong suốt thời gian diễn ra các đấu này thì châu số 04 là thường là châu chủ động dồn ép đối phương. Hiện tại là hai châu vẫn đang ghì sừng nhau để tìm miếng đánh cáng. Thưa các bạn, là châu số 04 vừa rồi đã lại lấy tiếp tục lấy được cáng châu số 13. Trải qua 33 năm khôi phục và phát triển thì lễ hội chọi châu Đồ Sơn đến thời điểm này đã tôn vinh 10 nghệ nhân. Và cái điều đáng quý của lễ hội chọi châu Đồ Sơn chính là câu chuyện tiếp nối qua các thế hệ. Năm nay cũng là năm chúng ta được chứng kiến quay trở lại của một nghệ nhân có thể nói là hàng đầu, lớp là tiền bối của lễ hội chọi châu Đồ Sơn, đó là ông Đinh Đình Phú. Ông Đinh Đình Phú cùng với nhiều nghệ nhân khác bao gồm cả ông Hoàng Gia Bổn, ông Nguyễn Khắc Thơ là thế hệ đầu tiên. Và đến thời điểm này, đến những mùa giải gần đây thì lễ hội chọi châu Đồ Sơn đã được chứng kiến lớp thứ ba, tức là lớp cháu của ông Đinh Đình Phú, của ông Hoàng Gia Bổn, ông Khắc Thơ. Tôi nghĩ rằng đây là một cái nét rất là hay, nó được tiếp nối cái truyền thống của lễ hội và là một cái nét văn hóa cần được lưu giữ và bảo tồn. Vâng, đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì hiện tại ở cái lễ hội chợ châu Đồ Sơn năm 2023 còn duy nhất là trường hợp của ông chủ châu Đinh Đình Phú là người là có châu tham gia ở lễ hội chợ châu năm nay. Và chúng tôi là những người làm chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội chợ châu cũng rất là hy vọng ông Đinh Đình Phú sẽ tại mùa giải năm nay sẽ phá được cái kỷ lục của 4 nghệ nhân đã từng có 2 châu vô địch. Ông Đinh Đình Phú từng có châu vô địch là châu 06 vào năm 1999 và châu số 03 vào năm 2002. Trong các bức ảnh được lưu giữ về Hải Phòng xa xưa thì có những bức ảnh rất đáng quý về lễ hội chọi châu Đồ Sơn từ thời kỳ mà Hải Phòng cũng như cả Việt Nam ở dưới chế độ của Pháp thuộc. Khi đó thì lễ hội chọi châu cổ Đồ Sơn được tiến hành ở khu 1, tức là ở ngay gần bãi biển, với một cái bối cảnh rất là hoang sơ. Nhưng mà đấy là những bức ảnh rất quý cho thấy là lễ hội chọi châu Đồ Sơn đã được tổ chức từ rất lâu và có thể tính bằng hàng trăm năm. Anh Duy có nghĩ là với một cái thời gian kéo dài như thế và gần như các miếng đánh quyết liệt thì chưa thấy tới. Ý tôi muốn nói là cái thời điểm này chính là cái thời điểm quyết định. Và rõ là châu 13 đã giành thắng lợi và đang đuổi châu số 04. Mặc dù là châu số 04 là châu chủ động trong tất cả cái thời gian thi đấu, nhưng cho đến thời điểm này thì châu số 13 sau khi đã thoát ra việc ghi sừng giữa hai châu thì là châu số 13 đã giành thắng lợi trước châu số 04. Vâng, đúng là châu số 13 hình thể thì hơi vượt trội một xíu thôi, nhưng mà tôi cho rằng cái độ lì, cái tính gan lì đã giúp cho châu này giành được thắng lợi quyết định. Tôi nghĩ rằng châu số 13 sẽ là một ứng cử viên cho chức vô địch trong buổi sáng ngày hôm nay. 10 phút 50 giây, đó là khoảng thời gian diễn ra kham đấu thứ tư giữa hai châu số 13 và số 04. Và kết quả như quý vị và các bạn quan sát trên màn hình đã thấy, chiến thắng đã dành cho ông châu số 13. Mặc dù châu số 04 là ông châu đã chủ động đưa ra những miếng đánh đầu tiên, nhưng với sự gan lì, can trường và những tố chất rất đặc biệt thì ông châu số 13 đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Và đây là ông châu của phường Minh Đức. Trong trận tứ kết tới đây thì ông châu số 13 sẽ cùng đọ sức với ông châu số 02. Thì ở trận tứ kết thứ hai. Và đi xem được
Mỗi một trận đấu tại lễ hội trọi châu Đồ Sơn sẽ là một sắc màu khác nhau, không có trận đấu nào giống trận đấu nào, không có một kịch bản nào trùng lặp trong các diễn biến này cả. Có những trận chúng ta sẽ được theo dõi những pha đánh ngay từ đầu rất sôi động, rất kịch tính và quyết liệt, nhưng có những trận đấu chúng ta sẽ phải dành sự kiên trì để chờ đợi những cái biến đánh được đưa ra từ các ông châu. Và kháp đấu chúng ta vừa theo dõi là một trong những kháp đấu như vậy. Phường Minh Đức cũng chính là phường mà có nhiều châu tham dự qua rất là nhiều mấy lễ hội. Tuy nhiên thì số lần vô địch của phường này mới chỉ là con số 3 thôi. Phường Minh Đức đã có 3 lần có châu lên ngôi vô địch qua các mùa giải và có 6 lần về nhì. Và tiếp theo đây sẽ là kháp đấu thứ 5. Kháp đấu thứ 5 là cuộc đọ sức giữa châu số 08 của chủ châu là ông Hoàng Gia Duy, phường Hải Sơn và châu số 10 của ông Hoàng Gia Van, phường Ngọc Xuyên. Phường Ngọc Xuyên là phường có châu giành được nhiều lần vô địch nhất qua các mùa giải tổ chức với 10 lần lên ngôi. Đây là những hình ảnh làm chậm của kháp đấu thứ 4. Trận đấu chúng ta được chứng kiến hai ông châu đã thi đấu rất là gan lì. Yếu tố thể lực đó là một trong yếu tố quyết định đến cái sự hấp dẫn của cặp đấu này. Tuy nhiên với sự gan lì hơn thì châu số 13 đã có được thắng lợi. Đây là những pha ghi sừng, một trong những bức đánh rất đặc trưng của châu chọi Đồ Sơn. Châu số 13 mặc dù xuất phát chậm hơn, chịu những đòn đánh đầu tiên nhưng rất gan lì và bản lĩnh. Sau hơn 10 phút thì đã có được chiến thắng để lọt vào vòng tứ kết. Trong nhiều năm trở lại đây thì các ông chủ châu tại Đồ Sơn đã không quản ngại khó khăn, tiền bạc, thời gian để đi luyện tuyển lựa châu trên khắp cả các miền đất nước. Và không chỉ tại đất nước Việt Nam đâu mà họ còn bỏ thời gian ra qua tại Campuchia, qua Myanmar và qua cả Thái Lan nữa. Thường thì mỗi một ông châu để có xuất hiện tại cái mùa lễ hội thì thường mất qua khoảng một năm để chăm sóc và tuyển chọn. Cá biệt có những châu là nuôi dưỡng tới 2 năm. Và sau chiến thắng cho ông châu số 04 thì chúng ta có thể nhận diện đây là một trong những ông châu có rất nhiều khả năng tiến sâu tại giải đấu năm nay, đúng không ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đánh giá cao số 13 về cái độ lì, và chúng ta thấy là tất cả các cái thông số rất là hài hòa. Mỗi một ông châu khi được đưa về thì đều trải qua những thủ tục về mặt lễ nghi và sau đó sẽ bước vào một quá trình tập luyện diễn ra rất là tỉ mỉ, rất là công phu, từ chế độ ăn cho đến chế độ tập luyện, với mong muốn của các ông chủ châu là sẽ mang đến cho du khách thập phương, đặc biệt là những người dân Đồ Sơn sẽ được theo dõi những kháp đấu với chất lượng cao nhất. Và công tác chăm châu, công tác huấn luyện châu cũng là một trong yếu tố được đề cao trong những năm vừa qua. Mỗi một ông chủ châu thì sẽ có những cái bí quyết riêng để có thể đưa ra được một cái giáo án tập luyện, dùng một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với ông châu của mình. Những bài tập với lốp rồi là lội ao, lội bùn giúp cho thể lực của các ông châu được nâng cao hơn rất nhiều. Chế độ dinh dưỡng cũng là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao cái nền tảng thể lực và thể trạng của mỗi ông châu. Ở mùa giải năm nay thì cũng có những ông châu đã xuất hiện tại Hải Phòng từ rất nhiều năm và trải qua một quá trình huấn luyện và đào tạo kéo dài. Và đến với lễ hội năm nay thì đó cũng sẽ là những ông châu nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những cái trận đấu quyết liệt giống như trận đấu thứ tư này giữa ông châu số 13 và ông châu số 04. Cuộc đọ sức tiếp theo mà quý vị chuẩn bị theo dõi chính là cuộc đọ sức giữa hai ông chủ châu có quan hệ họ hàng với nhau. Đó là ông Hoàng Gia Duy. Hoàng Gia Duy, vâng, ông ấy là chủ châu số 08 và người anh em họ hàng của ông Hoàng Gia Duy đó là ông Hoàng Gia Van, chủ châu số 10 đến từ phường Ngọc Xuyên. Vâng, và ông châu số 10 cũng chính là ông châu có cái khoảng thời gian được chăm sóc huấn luyện kéo dài từ năm 2018 đến giờ. Sau 2 năm gián đoạn bởi vì Covid-19 thì
Trong hấp đấu tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất trận của ông Châu số 10 đến từ phường Ngọc Xuyên. Ông Châu có 5 năm chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay. Và đây là một ông Châu rất đáng xem, nhận định là sẽ có được những miếng đánh, có những màn thể hiện tốt nhất. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì Châu số 08 mà anh Dũng vừa nói chính là Châu mà có thời gian chăm sóc, huấn luyện lâu nhất. Châu số 10 là Châu có thời gian chăm sóc huấn luyện lâu nhất qua các cái mùa lễ hội. Châu số 08, chủ Châu là ông Hoàng Gia Duy ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Campuchia với chiều cao 148cm, chiều dài 229cm, vòng ngực 229cm, chiều cao sừng là 40cm, độ rộng của sừng 70cm. Các đặc điểm khác, bốn khoái chung. Châu số 10, chủ Châu là ông Hoàng Gia Ivan ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Tây Ninh với chiều cao Châu là 150cm, chiều dài 229cm, vòng ngực 229cm, chiều cao sừng là 40cm, độ rộng sừng 102cm. Với các đặc điểm, một khoang, bốn khoái, đuôi chai bóng sò, lông da đen. Sức chứa của sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn là khoảng 2 vạn, nhưng mà ban tổ chức đã quyết định là chỉ đưa ra cái lượng giấy mời là khoảng 1.8 vạn thôi. Tôi cho rằng đây là một cái quyết định rất là đúng, bởi vì nó vừa đảm bảo được cái sức khỏe cho mọi người đến xem và cũng chính ra là đảm bảo được luôn cho cái tầm nhìn của mọi người quan sát dễ hơn của các cái cặp đấu. Một trong những nét mới của lễ hội năm nay đó là hàng rào ở trong khu vực chọi sâu, khu vực sới chọi thì cũng đã được lắp những tấm biển pano áp phích. Điều này thì sẽ giúp cho tầm nhìn của các ông Châu sẽ ngắn hơn và giúp cho các ông Châu sẽ tập trung nhiều hơn vào các trận đấu, không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, và cũng gia tăng thêm sự chắc chắn của hàng rào bảo vệ, mang tới cái trải nghiệm an toàn cho đông đảo du khách. Mỗi một ông Châu chọi khi đến với lễ hội thì đều mang theo rất nhiều những cái sự tâm huyết, sự đầu tư rất lớn về mặt tiền bạc cũng như là công sức của ông chủ Châu. Đây là một trong những cái niềm vinh dự đối với mỗi ông chủ Châu khi được đứng giáp đại diện cho mỗi phường để xuất hiện tại lễ hội chọi Châu ở Đồ Sơn. Một lễ hội đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân miền biển Hải Phòng, người dân Đồ Sơn, và là một trong số 15 lễ hội trọng điểm cấp quốc gia. Năm nay là tròn năm thứ 10 lễ hội chọi Châu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và tại cửa Bắc là Châu số 08 của ông Hoàng Gia Duy sắp được đưa vào sân. Và đối phương của Châu của cặp đấu này đó là Châu số 10 của ông Hoàng Gia Ivan phường Ngọc Xuyên. Đây là cuộc đọ sức nội bộ giữa hai người có quan hệ hoàng với nhau, và điều đặc biệt chính là đây là lứa thế hệ thứ hai của ông chọi chủ Châu tham gia qua các mùa. Ông Hoàng Gia Ivan chính là con trai của ông Hoàng Gia Bổn, một trong những người tham gia có Châu tham gia từ những năm đầu tiên, đầu những năm 90. Nhà báo Lưu Duy thân mến, ông Châu số 10 là một ông Châu có thời gian tập luyện, được chăm sóc, được huấn luyện rất là kỹ, kéo dài đến tận 5 năm, từ năm 2018. Ngày hôm nay thì sẽ đối đầu với ông Châu số 08 của phường Hải Sơn. Không biết là cái khoảng thời gian được chuẩn bị, được huấn luyện kỹ như vậy thì nó sẽ mang lại những cái lợi thế gì cho ông Châu số 10 ạ? Vâng, anh Ngọc Dũng thân mến, là thực ra cái thời gian ấy thì nó cũng có 2 năm bị dịch Covid nên là lễ hội chọi Châu Đồ Sơn tạm dừng. Tuy nhiên cái thời gian mà luyện Châu, chăm sóc Châu ấy thì nó có cả một cái quá trình như thế, thì nó sẽ được thực hiện một cách rất bài bản đối với các nghệ nhân nuôi và chăm Châu chọi tại Đồ Sơn. Ví dụ như là về chế độ ăn uống là cỏ mật cám hoặc là cho uống thuốc B1 thường xuyên. Cái thứ hai là như anh Dũng lúc ấy có nói là cho tập luyện là nội bùn. Thế tuy nhiên như ở Đồ Sơn thì có một cách tập luyện nữa vào buổi sáng, thường thường là các ông chủ Châu hoặc là quản Châu đưa Châu ra bãi biển và tập cho chạy trên bãi biển
để tập, để nâng cao thể lực. Thì đối với mỗi một nghệ nhân Chủ Châu là đều có cái cách huấn luyện riêng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở cửa Bắc là chúng tôi đã thấy ông Chủ Châu là ông Hoàng Gia Duy ở phường Hải Sơn là đã đưa Châu vào trong sới chọi. Và ở cửa Nam là Châu của ông Hoàng Gia Văn ở phường Ngọc Xuyên là Châu số 10. Hai ông Chủ Châu đang tiếp tục là đưa Châu vào ở vòng trung tâm của giới chọi. Miếng đánh đầu tiên là Châu số 08 đã chủ động tấn công, nhưng mà ngay lập tức thì Châu số 10 đã có pha phản công ngay, rất quyết liệt ngay từ đầu. Cuộc đọ sức giữa hai Châu mà hai ông chủ lại là hai người anh em. Vâng, là Châu số 10 không chỉ là chưa đến một phút là đẩy lùi Châu số 08 và đã lấy cáng. Sau miếng đánh cáng mà Châu số 08 là tháo được cáng thì là Châu số 08 đã bỏ chạy ra cửa phía Nam, và Châu số 10 Chủ Châu là ông Hoàng Gia Văn đã giành thắng lợi. Để quý vị có thể chứng kiến được những trận đấu có thể là kéo dài chỉ vài giây thôi, hoặc là có những trận đấu kéo lên tới 35 phút. Thực chiến thì là cả một quá trình huấn luyện là ít nhất là 1 năm. Và cá biệt như là Châu số 10, Châu vừa rồi đã giành chức vô địch, giành được thắng lợi trong hấp đấu vừa rồi, thì là có thời gian chăm sóc lên tới 5 năm. Vâng, thời gian chính xác diễn ra hấp đấu số 5 đó là 17 giây. Và ông Châu số 10 có biệt danh là Hà Mã đã thể hiện được sự vượt trội của mình về khoảng thời gian được chăm sóc, được huấn luyện kéo dài đến tận 5 năm thì cũng đã có được một chiến thắng thuyết phục trước ông Châu số 08. Mặc dù ông Châu số 08 là ông Châu đưa ra miếng đánh đầu tiên, tuy nhiên thì sau đó thì quý vị có thể thấy rằng là một sự phản kháng rất mạnh mẽ đến từ ông Châu số 010. Và với chiến thắng này thì Phường Ngọc Xuyên cũng đã có đại diện bước vào vòng tứ kết, đó là ông Châu số 10 đến từ phường Ngọc Xuyên với sự dẫn dắt của Chủ Châu là Hoàng Gia Ivan. Như vậy là đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã xác nhận được 5 ông Châu xuất hiện trong vòng tứ kết. Đây là những diễn biến của hiệp đấu thứ 5. Một pha phản công rất dũng mãnh của Châu số 10. Cũng phải nói thêm rằng là pha đánh chủ động của Châu số 08 là chưa đủ mạnh về lực. Tôi nghĩ như vậy, không hẳn là hổ lao. Đây chỉ là một miếng đánh dập thôi. Và với cái chiều độ rộng của sừng là khá là lớn hơn so với đối phương, thì Châu số 10 hoàn toàn bình tĩnh chủ động để hóa giải miếng đánh này. Và chỉ sau gần 20 giây thôi thì Châu số 10 đã giành được thắng lợi chung cuộc. Dù gì đi chăng nữa thì ông Hoàng Gia Bổn cũng đã có một trong hai người con của mình là lọt vào, có trôi lọt vào vòng sau. Anh Bạch Đạt thân mến, với sự xuất hiện của 5 ông Châu đã giành được quyền vào vòng tứ kết, đó là ông Châu số 05, 03, 02, 13 và 10, thì hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả cái điều gì ở cái vòng đấu tiếp theo của chúng ta. Bởi vì đây là những ông Châu đã có những cái màn thể hiện rất là ấn tượng. Họ, khán giả của chúng ta, họ có thể trông chờ điều gì từ những cái gương mặt xuất hiện tại vòng tứ kết không? Tôi nghĩ là với những gì mà đã thể hiện trong 5 trận đấu vừa qua thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ở những trận đấu trong vòng tứ kết nó có chất lượng chuyên môn tốt hơn. Trong số 5 Châu lọt vào vòng tứ kết đến thời điểm này thì tôi ấn tượng với các cái miếng đánh của Châu số 010 và Châu số 02. Đây là những Châu mà có khả năng thực chiến tốt, bền bỉ và có những cái ưu thế về mặt thông số rất là ổn. Và chúng ta sẽ chờ xem họ, những ông Châu này sẽ thi triển như nào ở những phút tiếp theo. Có một chi tiết mà anh Duy có nhắc tới 2 lần từ buổi sáng đến giờ, đó là ban tổ chức đã quyết định bỏ cái vòng sơ loại. Thì đây cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là
hạn chế cho các ông chủ châu bởi vì họ không có các cái bài test. Bởi vậy cho nên là cái việc mà đưa ra các cái miếng bánh cụ thể ở vào những trận đấu đầu tiên này trong một cái bối cảnh thời tiết nóng như này rất là quan trọng. Có thể là những cái miếng đánh dập ngay từ đầu hoặc là những miếng đánh hổ lao, nhưng tôi nghĩ là ở những trận đấu đầu tiên thì rất ít khi các ông chủ châu sẽ quyết định cho châu của mình đánh hổ lao, bởi vì thứ nhất là nó hao tổn về mặt sức và thứ hai rất có thể là sẽ bị chạy gió ở sau này. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì trước đây thì các ông chủ châu hay sử dụng cái miếng đánh hổ lao, tuy nhiên cái miếng đánh hổ lao rất là nguy hiểm. Nếu như gặp châu đối phương mà biết chống sừng thì là chủ châu dùng miếng đánh hổ lao rất là dễ bị chấn thương. Và cũng có nhiều trận đánh và từ vòng loại cũng như là vòng bán kết thì đã xảy ra những trường hợp là hai châu dùng miếng đánh hổ lao đều là bị chấn thương. Và đã có trận đấu là kể cả hai châu là tử trận ngay sau khi sử dụng miếng đánh hổ lao. Đúng, hổ lao chính là một cái con dao hai lưỡi. Thường thì trong các cái mùa giải gần đây thì tôi thấy rằng là các miếng hổ dao là được dùng ở những cái trận đấu quyết định cuối cùng, chứ ở những cái vòng là bên ngoài, những trận đấu đầu tiên rất các ông chủ châu ít khi sử dụng cái miếng đánh này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì nhiều trước đây thì các chủ châu hay dùng miếng đánh hổ lao huấn luyện cho châu, kể cả khi mà rút mũi châu ra là cũng là cho châu chạy một đoạn rất xa và rút mũi châu ra để cho châu của mình là thực hiện miếng đánh hổ lao. Tuy nhiên nếu mà gặp vào các cái ông chủ châu mà đã huấn luyện cho châu mình ấy, thì người châu đối phương người ta chỉ cần là né sang một bên là có thể tránh được miếng hổ lao. Và sau này là nhiều ông chủ châu đã dùng là huấn luyện cho châu để dùng miếng đánh để chống sừng để phản đòn lại. Và thường thường những cái trường hợp mà châu anh chủ đánh miếng hổ lao là bị tổn thương, là bị chấn thương rất là nặng. Đúng là một con dao hai lưỡi, đúng không anh Lưu Duy? Vâng. Tôi thì nghĩ rằng là để có thể đi đến chức vô địch để mỗi mùa lễ hội thì các ông châu sẽ phải trải qua 4 trận đấu. Chính vì vậy mà việc phân phối sức lực và lựa chọn các bên đánh cũng là một trong những chiến thuật mà các chủ châu rất là lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đấu thứ 6 ạ. Khắp đấu tiếp theo mà chúng ta sắp theo dõi chính là một khắp đấu được nhiều người dân Đồ Sơn chờ đợi, bởi vì đây là cuộc đọ sức giữa hai ông châu mà một trong hai ông chủ châu chính là ông Đinh Đình Phú, một trong những ông chủ châu lão luyện được phong nghệ nhân tại Đồ Sơn. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì thực ra ở khắp đấu này là khắp đấu thứ 6 giữa ông chủ châu số 11 là ông Đinh Đình Phú, là ở cái lễ hội trọi châu Đồ Sơn năm nay là còn duy nhất một nghệ nhân là ông Đinh Đình Phú tham gia lễ hội trọi châu Đồ Sơn năm 2023. Và ông Đinh Đình Phú là một trong bốn chủ châu đã từng có hai châu vô địch. Và chúng tôi hy vọng rằng là nếu như mà vạn sự khởi đầu nan thì hy vọng là ông Đinh Đình Phú có thể phá được cái kỷ lục là hiện tại là đang có 4 nghệ nhân là có 2 châu vô địch kể từ khi mà khôi phục lễ hội trọi châu Đồ Sơn. Và chúng ta hãy hy vọng và cầu chúc cho ông Đinh Đình Phú có châu giành được thắng lợi ít nhất là trận đấu mở màn này. Đây là một cuộc đọ sức rất thú vị, và một bên là một ông chủ châu lão luyện thế hệ đầu tiên và một ông chủ châu trẻ tuổi hơn nhưng mà có nhiều châu tham gia trong những lễ hội gần đây. Nghệ nhân Đinh Đình Phú thì cũng là người có số lượng châu tham dự các mùa lễ hội nhiều, một trong số những người có được cái số lượng tham gia lễ hội rất là lớn. Tính đến thời điểm này thì nghệ nhân Đinh Đình Phú đã có 18 châu tham gia các mùa lễ hội. Hai người đang có cái số lượng châu nhiều hơn nghệ nhân Đinh Đình Phú đó là ông Lê Bá Tuyền và ông Hoàng Gia Bột. Mỗi người thì cũng đều có 25 ốc châu đã tham gia các mùa lễ hội trong suốt 34 năm kể từ khi mà lễ hội được khôi phục trở lại vào năm 1990. Đây là mùa giải mà nghệ nhân Đinh Đình Phú quyết định nói vui là đó là ông đã tái xuất giang hồ, đúng không ạ, để mang đến những cái kinh nghiệm, những cái tình yêu của mình phục vụ cho lễ hội. Và đó cũng sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi, trận đấu giữa châu số 11 và châu số 16. Tại buổi sáng ngày hôm nay thì ông Hoàng Gia Bột, một trong những người đồng niên cùng thế hệ với ông Đinh Đình Phú, tham gia từ những mùa đầu tiên không có mặt tại không có châu tham dự lên nay, nhưng ông hoàn toàn có thể vui và hạnh phúc bởi vì con cháu của ông là ông Hoàng Gia Ivan, chủ châu số 10 trong khắp đấu vừa chúng ta vừa theo dõi, đã có châu lọt vào vòng sau. Với người Đồ Sơn thì có lẽ là lễ hội chọi châu, công tác chăm châu, luyện châu
chúng ta có thể xem như là một cái gì đó rất là vinh dự, đúng không ạ? Một cái truyền thống rất là tốt đẹp, cha truyền con nối để giữ gìn cái nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Châu số 11, chủ châu là ông Đinh Đình Phú ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Bình Phước với chiều cao 152cm, chiều dài châu 231cm, vòng ngực là 231cm, chiều cao sừng 40cm, độ rộng của sừng 58cm. Với các đặc điểm, một khoang, bốn khuấy, đuôi chai móng sò, lông da đen. Châu số 16, chủ châu là ông Nguyễn Chí Hiếu ở phường Hợp Đức, nơi mua An Giang. Chiều cao trâu 143cm, chiều dài trâu 234cm, vòng ngực 234cm, chiều cao sừng 47cm, độ rộng của sừng là 72cm. Trâu có các đặc điểm: một khoang, bốn khoáy. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với kháp đấu thứ 6 nằm trong khuôn khổ của lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023. Và ở thời điểm này, ông Châu số 11 của nghệ nhân Đinh Đình Phú, phường Ngọc Xuyên đang rất sẵn sàng ở vị trí của mình và đang chờ đợi đối thủ của mình trong kháp đấu này. Đó là ông Châu số 16 của chủ châu Nguyễn Chí Hiếu đến từ phường Hợp Đức. Và tại cửa Nam, ông Châu số 16 cũng đã xuất hiện trên sân. Sẽ là một kháp đấu mà chúng ta sẽ chờ đợi những miếng đánh độc đáo nhất của Châu Châu Đồ Sơn. Liệu có một pha hổ lao hay không ạ? Một pha đánh dập rất tốt. Vừa rồi là dập, một pha đánh dập chưa về là hổ lao. Châu chủ động là châu số 16. Chủ châu số 16 là ông Nguyễn Chí Hiếu ở phường Hợp Đức. Sau pha đánh vừa rồi thì có vẻ là hai châu đang hơi choáng. Đúng như dự đoán thì chúng ta đã được nhìn thấy đòn đánh rất độc đáo của Châu Châu Đồ Sơn. Những pha đánh dập, những pha đánh phù đầu. Và nếu như thành công thì có thể mang đến chiến thắng cho các ông chủ của chúng ta. Và rõ ràng là với pha đánh vừa rồi thì cả hai ông châu đều đã có những ảnh hưởng. Đúng là với một khoảng cách tới hơn 30m, trọng lượng trung bình lên khoảng độ 700-800kg thì cái lực đánh vừa rồi là rất là mạnh. Cái việc mà hai châu bị choáng là chuyện hoàn toàn bình thường. Và chúng ta hãy chờ xem là sau cái tình huống này, sau cái miếng đánh vừa rồi thì châu nào sẽ là châu có được miếng đánh quyết định. Với nhiều năm có châu tham gia thì rõ ràng là châu số 16 của ông Đinh Đình Phú chắc chắn sẽ có được cái kế sách để có thể chống chọi lại với cái pha đánh vừa rồi. Đây là một cuộc đối đầu rất là thú vị, một cuộc đấu trí giữa hai ông chủ châu, một già một trẻ, một kinh nghiệm và một nhiệt huyết. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ pha giao chiến đầu tiên giữa hai châu thì hai châu thực hiện miếng đánh dập, cho nên là hiện tại là sau miếng đánh dập ấy thì là cả hai châu đều bị choáng. Và hiện tại là hai châu bây giờ vẫn đang lững thững, chưa giao tranh. Chia sẻ trước thềm lễ hội thì chủ châu nghệ nhân Đinh Đình Phú đến từ phường Ngọc Xuyên cũng rất là tự tin với sự chuẩn bị cho ông châu số 11 và đặt để vào đó rất nhiều hy vọng là ông châu số 11 sẽ là ông châu tiếp theo của phường Ngọc Xuyên xuất hiện tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì ông châu số 11 sẽ phải vượt qua ông châu số 16 của chủ châu Nguyễn Chí Hiếu, một người cũng đã có rất nhiều những cái sự đầu tư trong công tác chăm sóc và huấn luyện châu chọi và cũng đã đạt được những cái bước tiến trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, là chủ châu số 1 là ông Đinh Đình Phú ở phường Vạn Xuyên. Đặc điểm của châu là chiều cao là 132cm, chiều dài là 231cm, vòng ngực là 231cm và chiều cao sừng là 40cm, độ rộng của sừng là 58cm, mua vào tháng 9 năm 2002 tại Bình Phước. Đặc điểm khác là một khoang bốn khuấy, đuôi chai móng sò, lông da đen. Còn chủ châu số 16 là ông Nguyễn Chí Hiếu ở phường Hợp Đức. Đặc điểm châu là chiều cao là 143cm, chiều dài là 234cm, vòng ngực là 234cm và chiều cao sừng là 47cm, độ rộng sừng là 720cm. Là châu số 16 mua tháng 2 năm 2002 tại An Giang. Đặc điểm khác là một khoang và có bốn khuấy. Với những trận đấu mà có khoảng thời gian hai ông châu nghênh chiến dài như thế này thì sự cổ vũ trên sân của quý vị khán giả, tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng cũng sẽ là một yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp hai ông châu
tập trung hơn với cái chuyên môn của mình và sẽ đưa ra được những cái phần giao đấu hấp dẫn và kịch tính. Trong những năm gần đây thì Bình Phước chính là một địa chỉ mà các chủ châu Đồ Sơn thường tìm đến để lựa chọn châu cho mình. Bình Phước là một tỉnh có diện tích rộng và bậc nhất tại miền Đông Nam Bộ. Tại đây thì có rất nhiều châu và cụ thể là có các nhiều huyện để chăm đang nuôi châu và là một địa chỉ tốt cho các ông chủ châu Đồ Sơn đến. Thường thì các ông chủ châu Đồ Sơn thường tìm đến tại các huyện như là Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Đốp và cả Bình Long nữa. Vừa rồi là một miếng cáng rất hay, liên tiếp là hai miếng liên tiếp vâng. Miếng đánh của châu số 16. Tuyệt vời. Đúng là mà sau nhiều năm không tham gia thì lần tái xuất này ông Đinh Đình Vũ vẫn cho thấy nguyên vẹn cái sự đam mê và cái tính chuyên môn của mình rất là lão luyện. Chúng ta có thể thấy được là những miếng đánh gần như là liên tiếp của châu số 16 hướng về châu số 11. Với sự chuẩn bị của mình thì các chủ châu đều rất tự tin là ông châu của mình sẽ có thể thể hiện tốt nhất những gì mà đã được chuẩn bị. Tuy nhiên với những diễn biến trên sân thì đôi khi lại là cho kết quả ngược lại, bởi vì những cái miếng đòn được đưa ra một cách rất là bất ngờ tạo ra độ choáng khiến cho các ông châu của chúng ta rất khó trong việc triển khai những đòn đánh tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, thì sau khi là hai châu thực hiện miếng đánh dập thì cho đến thời điểm này là châu số 11 là vẫn đang bị có thể nói là vẫn đang bị choáng, nên là đều phải đang tìm cách né tránh các cái miếng đánh của châu đối phương. Hy vọng là sau quãng nghỉ ngắn này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Đây là một cuộc đọ tài rất là thú vị giữa hai ông chủ châu, nghệ nhân Đinh Đình Phú và ông Nguyễn Chí Hiếu. Ông Nguyễn Chí Hiếu đã có nhiều năm có châu tham dự lễ hội, tuy chưa có chức vô địch nào nhưng ông Đình Hiếu, ông Nguyễn Chí Hiếu thường có châu lọt vào vòng sâu và theo trí nhớ của tôi thì ông cái ngôi vị cao nhất mà ông Nguyễn Chí Hiếu tham gia được là giành vị trí thứ 3 ở mùa giải năm 2011. Quyết định tấn công. Thưa quý vị và các bạn, châu của nghệ nhân Đinh Đình Phú vừa chủ động lao vào để đánh châu số 16. Tiếp tục là châu số 11 thực hiện là pha đánh dập rất là mạnh. Tuy nhiên thì châu số 16 đã chủ động về phòng thủ. Tôi nghĩ đúng như anh Duy nói, tức là mặc dù có thể tới là gần một phút nghênh nhau nhưng mà ngay lập tức thì châu số 11 đã có một cái pha đánh cực kỳ bất ngờ với hầu hết những người xem và bao gồm cả chúng tôi nữa, nhưng mà rõ ràng là châu số 16. Và thưa quý vị các bạn, và hiện nay là châu số 11 của nghệ nhân Đinh Đình Phú. Thưa quý vị các bạn, là châu số 11 tiếp tục vào bồi dùng đánh cán vào bụng châu số 16 và đang đuổi châu chạy ở trên suối. Tiếp tục châu số 11 dồn châu số 16 vào góc của tường ngăn và châu số 16 đã chạy ra khỏi cửa nam và châu số 11 của nghệ nhân Đinh Đình Phú đã lọt được vào vòng tiếp theo. Vâng, xin chúc mừng nghệ nhân Đinh Đình Phú. Lần tái xuất này của ông thật là tuyệt vời. Và những phẩm chất mà ông Đinh Đình Phú dành cho môn chọi châu này vẫn còn nguyên vẹn. Và chúng ta có thể thấy được là những cái phẩm chất của châu số 11 trong những pha đánh vừa rồi. 7 phút 17 giây đó là khoảng thời gian chúng ta đã được theo dõi trong trận đấu giữa ông châu số 11 và ông châu số 16. Trong cuộc đối đầu này thì những kinh nghiệm của nghệ nhân Đinh Đình Phú đã được phát huy. Ông châu số 11 mặc dù chịu rất nhiều những ảnh hưởng, sự choáng váng sau pha đánh dập của châu số 16, nhưng cũng đã có những đòn đánh ở những thời điểm quyết định và đó là đủ để cho Phường Ngọc Xuyên tiếp tục có thêm một đại diện nữa xuất hiện tại vòng tứ kết tại lễ hội năm nay.
đó là ông Châu số 11 của phường Ngọc Xuyên. Vừa rồi là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều miếng đánh hay, với nhiều tình tiết bất ngờ, và với ngay cả chúng tôi những người đang tham gia bình luận trực tiếp trên sóng. Đúng là những thông số thì đều có ý nghĩa quan trọng với những người tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện. Tuy nhiên thực chiến mới là điều quyết định trên sân. Chiến thắng của Châu số 11 cũng đã tạo ra một cặp tứ kết rất đáng chú ý. Cuộc đọ sức giữa hai ông Châu số 10 và số 11 đều đến từ phường Ngọc Xuyên. Đây có thể được xem như là một trận chung kết sớm. Năm nay thì quý vị có thể thấy là hàng rào bảo vệ đã được gia cố rất là chắc chắn, và điều đó cũng đã hạn chế đến mức thấp nhất những cái va chạm giữa ông Châu và hàng rào, qua đó đảm bảo cho đông đảo du khách cũng như là lực lượng các phóng viên tác nghiệp đưa tin về lễ hội của chúng ta. Với những gì đã thể hiện trong khắp đấu mà chúng ta vừa theo dõi, Châu số 11 chắc chắn sẽ là ứng cử viên vô địch trong buổi sáng ngày hôm nay. Không chỉ là yếu tố về các miếng đánh, sự lì lợm, nhưng về mặt thể trạng và thể lực thì Châu số 11 cũng rất đáng khen. Trong trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi thì Châu số 11 đã có những lúc thất thế bởi các cái miếng đánh bất ngờ của đối phương với lực đánh rất là mạnh, nhưng mà trên hết thì Châu số 11 vẫn đứng vững và cuối cùng đã giành được thắng lợi chung cuộc. Vâng, như vậy là chúng ta chỉ còn hai trận đấu nữa thôi, thì vòng đấu đầu tiên của lễ hội năm nay sẽ kết thúc. Và để theo dõi những diễn biến của lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2023 thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn các kênh sóng nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, đơn vị bảo trợ truyền thông độc quyền của lễ hội năm nay. Bên cạnh đó thì sẽ có những sự lựa chọn như là app On Plus và FPT Play cùng một số đài phát thanh truyền hình địa phương trên địa bàn cả nước. Và có một điều vô cùng thú vị, một nét mới của mùa giải năm nay, đó là trong khoảng thời gian diễn ra chương trình thì quý vị và các bạn hãy nhanh chóng cài đặt và truy cập vào app THP On để cùng đến với chương trình bình chọn cho ông Châu vô địch. Và người bình chọn chính xác nhất sẽ có được cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ công ty du lịch Hòa Bình, Hòa Bình Travel, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Và cổng bình chọn trên app THP On đã được mở từ 0 giờ đêm ngày hôm qua và sẽ đóng lại vào lúc thời điểm trước khi trận chung kết của lễ hội năm nay diễn ra. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi và có được cơ hội đến với giải thưởng rất có giá trị đến từ nhà tài trợ, đó là công ty du lịch Hòa Bình, Hòa Bình Travel. Đây là miếng đánh quyết định để Châu số 11 đã giành được thắng lợi trước Châu số 16. Tưởng chừng là hai châu sẽ còn nghênh nhau nữa nhưng không phải. Sau một thời gian thăm dò thì Châu số 11 đã tung ra miếng đánh có thể nói là rất bất ngờ với đối phương. Một trong những yếu tố mà chúng ta có thể nhận thấy đó là cái khả năng chịu đòn của các ông Châu, đúng không ạ? Cũng sẽ dẫn đến là những cái kết quả khác nhau. Có những ông Châu được đánh giá cao hơn, nhưng khả năng chịu đòn sau khi nhận một pha đánh mạnh như vừa rồi thì có lẽ là cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đây thì có thể nói là kinh nghiệm của nghệ nhân Đinh Đình Phú đã cũng là phần nào giúp cho ông Châu số 1 có được cái sự vững chãi này. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc Dũng. Châu số 11 trong trận đấu vừa rồi thì đã có nhiều thời điểm mà chúng ta nghĩ là sẽ khó trụ vững được trước sự chủ động của Châu số 16. Lối đánh của Châu số 11 khá toàn diện. Tôi nhận định đây sẽ là một trong những châu có khả năng đi xa, ứng cử viên của chức vô địch trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là hai ông Châu cũng đã trải qua quá trình chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Với ông chủ Châu Nguyễn Chí Hiếu của phường Hợp Đức thì mục tiêu mà họ hướng tới đó là những ai khép đấu hay được tạo ra bởi ông Châu số 16. Và có lẽ điều đó đã được hiện thực hóa với một trận đấu rất hay của câu lạc bộ sức với Châu số 11. Đúng như thế, mặc dù là bị loại nhưng mà Châu số 16 cũng đã cho thấy những cái phẩm chất của mình. Tôi nghĩ rằng là trước khi trận đấu này ngã ngũ thì nhiều người cũng đã nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về Châu số 16, bởi vì trên thực tế thì những gì mà Châu số 16 thể hiện cũng không rất là tuyệt vời. Và như đã nói ở phần trên thì Châu mà chiếm thế chủ động và có những miếng đánh đầu tiên, miếng đánh có thể nói là rất có uy lực lại là Châu số 16 chứ không phải Châu số 11, đúng không anh Lưu Duy? Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói, qua đó thì cũng có thể chứng minh là cái sự là lì lợm của Châu số 11. Mặc dù sau miếng đánh dập giữa hai châu là Châu số 11 là bị choáng,
Thế tuy nhiên thì châu số 11 là rất là lì lợm và luôn né các cái đòn đánh của châu số châu số 16. Thế và khi mà chủ động tấn công mà gặp châu đúng châu lì lợm mà không chặn thì thường thường khi châu số 11 phản đòn cái thì là châu 16 lại là châu bỏ chạy trước và châu số 11 đã giành thắng lợi. Clip dưới đường sau anh với em cái. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 đã đi qua một nửa chặng đường. Chúng ta đã được chứng kiến 6 trận đấu đầu tiên của vòng 1 với những cái diễn biến khác biệt, mang đến những cái sự trải nghiệm rất là thú vị dành cho đông đảo du khách khi đến với lễ hội năm nay. Đến thời điểm này thì 3 cặp tại vòng tứ kết đã được xác định, đó là trận tứ kết đầu tiên cuộc đọ sức giữa ông Châu số 05 và ông Châu số 03. Trận tứ kết thứ hai là cuộc đọ sức giữa hai ông Châu số 02 và số 13. Và trận tứ kết thứ ba, như đã vừa nói thì đây là một cuộc đấu nội bộ giữa hai ông Châu của phường Ngọc Xuyên, ông Châu số 10 và ông Châu số 11. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về hai ông Châu sẽ xuất hiện trong trận đấu thứ 7, ông Châu số 01 của phường Vạn Hương và ông Châu số 14 của phường Hợp Đức. Châu số 01, chủ châu là ông Nguyễn Quang Linh ở phường Vạn Hương. Châu được mua về từ miền Tây với chiều cao 150cm, chiều dài 232cm, vòng ngực 232cm, chiều cao sừng 45cm, độ dầm của sừng là 100cm. Với các đặc điểm, 4 khoái trung, độc khoang, mắt đỏ, mi dày, khoái tam tinh lệch phải. Châu số 14, chủ châu là ông Nguyễn Hoàng Huy ở phường Hợp Đức. Châu được mua về từ Campuchia với chiều cao 150cm, chiều dài 227cm, vòng ngực 227cm, chiều cao sừng 46cm, độ rộng của sừng 65cm. Châu có các đặc điểm 1 khoang, 4 khoái. Có thể là từ đầu buổi sáng đến giờ quý vị chưa được chứng kiến nhiều các cái miếng cáng độc, cáng hiểm, cáng hầu. Nhưng mà tôi tin là các ông chủ châu và các châu sẽ thể hiện những cái miếng đánh mà quý vị mong muốn ở những vòng đấu tiếp theo. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì diễn ra đã là 6 khắp đấu rồi nhưng mà chưa thấy có những cái miếng đánh cáng hầu hoặc là đầu sừng bí mắt. Là những miếng đánh rất độc và dễ buộc châu đối phương phải bỏ chạy. Tuy nhiên là đã qua 6 cặp đấu thì hiện tại là vẫn chưa có miếng đánh nào là miếng đánh giành thắng lợi từ miếng đánh cáng hầu hoặc là cáng đầu sừng mí mắt. Điều đó có thể xuất phát từ cái sự chuẩn bị và kinh nghiệm của ông chủ châu đúng không ạ? Họ sẽ lựa chọn những đấu pháp, những cách tiếp cận trận đấu làm sao để cho ông châu của mình có được những lợi thế. Đúng như anh Ngọc Dũng nói, tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật. Như tôi nói là cái độ cao của sừng và cái độ rộng của sừng để thực hiện được miếng đánh cáng hầu và miếng đánh là đầu sừng mí mắt đấy, thì nó phải phụ thuộc rất nhiều vào cái độ cao của sừng và cái độ rộng của sừng. Ở lúc này thì tại cửa Bắc, ông Châu số 01 đang được đưa vào sân. Và ở cửa Nam, ông Châu số 14 cũng đang rất sẵn sàng. Cách tiếp cận sẽ là như thế nào đây? Các đấu thứ 7 là có thể sẽ là một cách tiếp cận trận đấu chậm rãi. Thưa quý vị và các bạn, ở khắp đấu thứ 7, ông Châu số 01, chủ châu là ông Nguyễn Quang Linh, phường Vạn Hương. Đặc điểm châu chiều cao là 150cm, chiều dài là 232cm. Vòng ngực là 232cm và chiều cao sừng là 45cm, độ rộng của sừng là 100cm.
mùa tháng 10 năm 2022 từ miền Tây. Đặc điểm khác là bốn khoái chung, độc quang, mắt đỏ, lý dày, khoái tam tinh, lệch phải. Miếng đánh đầu tiên đã được đưa ra bởi ông Châu số 01, nhưng từ đó là chưa đủ để tạo ra những lợi thế. Và lúc này là khoảng thời gian hai ông Châu đang nghênh nhau. Thưa quý vị và các bạn, ông Châu số 14, chủ Châu là ông Nguyễn Hoàng Huy ở phường Hợp Đức. Đặc điểm Châu là chiều cao 150cm và chiều dài là 227cm, vòng ngực là 227, chiều cao sừng là 46cm, độ rộng sừng là 65cm. Mua năm 2022 tại Campuchia. Đặc điểm khoang và bó bốn khoái. Đây đều là những thông số rất đáng quý đối với một châu chọn. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai trong trận đấu này thì châu số 01 đã có miếng đánh về phía châu số 04, à châu số 14. Kể từ khi giao tranh đến giờ thì là châu số 01 là châu chủ động, đã có hai lần chủ động tấn công châu số 14. Theo cảm nhận của chúng tôi thì châu số 14 đặc biệt tính nhưng chưa chủ động. Thưa quý vị và các bạn, tôi cung cấp thêm một số cái đặc điểm của châu để cho các quý vị khán giả xem truyền hình để hiểu thêm về các thông số của châu. Bởi vì đối với nghệ nhân nuôi châu Đồ Sơn thì các nghệ nhân luôn luôn là thọt đầu là vào xem, gọi là xem bản đồ châu, là nhìn mắt, nhìn tai và nhìn cho các cái khoáy rõ ràng. Đây là những cái điểm mà là tích tụ ở những con của những ông châu mà tham gia lễ hội chọi châu để bảo đảm được là cái sự là độ lì lợm, hoặc là có thể thực hiện được các cái miếng đánh kỹ thuật do ông chủ châu là tập luyện, rèn luyện cho sau cái thời gian mà chăm sóc châu trước khi tham gia lễ hội chọi châu chính thức. Gần 3 phút đã trôi qua nhưng mà hai ông châu của chúng ta vẫn rất là đồng đỉnh. Sau hai pha đòn đến từ châu 01 thì hai ông châu lại trở về trạng thái nghênh chiến. Dù rất chủ động trong hai pha đánh, và đây có lẽ là lần thứ ba, nhưng vẫn là chưa đủ để châu số 01 có được những cái lợi thế và có thể quyết định trận đấu này. Cáng rồi, một pha cáng. Vâng, vừa rồi là pha cáng đầu tiên của trận đấu này. Và nó lại đến từ châu bị động trong những diễn biến đầu tiên. Có thể nói là châu số 14 là rất là chủ động đề phòng các cái miếng đánh. Bởi vì sau khi mà giao chiến thì là châu số 01 luôn là châu chủ động tấn công. Nhưng mà sau khi mà khống chế được cái pha tấn công của châu số 01 thì vừa rồi châu số 14 lại là châu lấy được cán châu số 01. Tuy nhiên thì ở thời điểm này là hai châu vẫn đang ghi sừng để tìm miếng đánh cán mới. Trong buổi sáng ngày hôm nay, những trận đấu mà quý vị vừa mới theo dõi thì đã có nhiều tình huống tương tự như tình huống này. Và chúng ta có thể thấy rằng là sau những cái pha ghi sừng hoặc là những miếng đánh khá là chủ động của một trong hai ông châu thì thường trận đấu sẽ được quyết định bởi những cái thời điểm từ 3 đến 5 phút. Đây cũng chính là cái thời điểm để thử thách về mặt thể lực đối với các châu. Thời tiết nắng nóng cũng là một yếu tố khiến cho thể lực của các ông châu sẽ bị bào mòn rất là nhanh. Chính vì vậy mà có lẽ là các ông chủ châu đều mong muốn là trong mỗi khắp đấu, cái quãng thời gian diễn ra trận đấu sẽ ngắn hơn để có thể tiết kiệm được sức cho những vòng đấu tiếp theo. Vẫn là sự chủ động đến từ ông châu số 01. Hai châu đang ghi sừng và rõ ràng là đang tìm cơ hội để có thể thoát ra, để đưa ra được cái miếng đánh tiếp theo về hướng đối phương. Và chúng ta chờ đợi sẽ là những miếng cáng. Châu 11 đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là châu số 01 vừa rồi đã đánh cáng được châu số 14 và đẩy lùi châu số 14 về phía sau. Và sau miếng đánh của châu số 01 thì châu số 14 đã bỏ chạy ra cửa phía bắc.
Theo quy định của ban tổ chức thì châu chưa ra khỏi cửa thì là châu, ông chủ châu chưa được bắt châu. Và châu số 01 hiện tại vẫn đang đuổi châu số 14 ở trên giới chọi. Năm phút là khoảng thời gian để châu số 01 đưa ra những miếng đòn quyết định. Và sau 4 lần chủ động tung ra đòn thì chiến thắng đã thuộc về ông châu số 01. Đây là một chiến thắng xứng đáng dành cho ông châu số 01 đến từ phường Vạn Hương. Đúng như vậy, trong những diễn biến mà chúng ta vừa theo dõi thì châu số 01 là châu thiếm chiến chủ động, với hầu hết các miếng đánh được hướng về đối phương. Và châu số 11 chỉ có thể chống đỡ được sau gần 5 phút. Như vậy là phường Vạn Hương tiếp tục có thêm một đại diện nữa xuất hiện tại vòng tứ kết. Tính đến thời điểm này, họ đã có được 3 ông châu lần lượt là 01, 02 và 03. Điều này cho thấy là công tác chăm sóc và huấn luyện châu của các ông chủ châu đến từ phường Vạn Hương đang được thể hiện rất tốt ở mùa lễ hội năm nay. Những trận đấu diễn ra với sự tham gia của các ông châu đến từ phường Vạn Hương thường có diễn biến rất là hấp dẫn. Như vậy là ông châu đều có những miếng đánh đặc trưng. Như vậy là chỉ còn một trận đấu nữa thì vòng thi đấu thứ nhất của vòng chung kết ngày hôm nay sẽ kết thúc. Và chúng ta sẽ xác định được thêm một châu nữa để lọt vào vòng tứ kết. Khác đấu tiếp theo là cuộc đọ sức giữa châu số 09 của ông Lưu Đình Dũng, phường Hải Sơn, và ông châu số 06 của ông Bùi Văn Chín, phường Bằng La. Chúng ta sẽ cùng đến với những pha quay chậm ở những diễn biến của khác đấu thứ 7, cuộc đối đầu giữa ông châu số 01 và ông châu số 14. Sau khi tung ra 3 miếng đòn chủ động và quyết đoán thì hai ông châu đã đưa nhau vào miếng ghi sừng. Sự chủ động của ông châu số 01 được thể hiện ngay từ những phút đầu. Và sau khoảng thời gian 5 phút thì ông châu số 01 đã cụ thể hóa những cái lợi thế của mình, sức mạnh của mình bằng chiến thắng trước châu số 14. Quý vị và các bạn vừa được xem lại hình ảnh mà châu số 01 dồn ép và đẩy lùi châu số 14 về phía trước. Và sau miếng dồn ép này thì châu số 14 đã không chịu được sức chủ động tấn công dồn dập của châu số 01 và đã phải bỏ chạy ra khỏi giới chọi ở cửa phía bắc. Vâng, thưa quý vị, và song song với việc chúng ta theo dõi những diễn biến rất là gay cấn, hứa hẹn rất là nhiều sự kịch tính của các hấp đấu nằm trong khuôn khổ lễ hội năm nay, thì quý vị có thể dành thời gian để tải và đăng nhập vào app TFPON để tham gia vào cuộc bình chọn dành cho ông châu vô địch tại mùa lễ hội năm 2023. Và với dự đoán chính xác, quý vị sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ đến từ Hòa Bình Travel. Cổng bình chọn của chúng tôi được mở từ lúc 0 giờ 0 phút đêm ngày hôm qua và sẽ chính thức đóng lại vào thời điểm trước khi trận chung kết của mùa lễ hội năm nay diễn ra. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quý vị khán giả. Trước mắt chúng ta sẽ là khắp đấu cuối cùng tại vòng 1 của lễ hội năm nay, cuộc đọ sức giữa hai ông châu số 09 của phường Hải Sơn và ông châu số 06 của phường Bàng La. Bảy ông châu xuất hiện tại vòng tứ kết, gồm có 3 ông châu đến từ phường Vạn Hương, 2 ông châu đến từ phường Ngọc Xuyên và 1 ông châu đến từ phường Bàng La. Và với khắp đấu thứ 7 này thì phường Bàng La hoàn toàn có thể đặt hy vọng là sẽ có thêm một đại diện nữa bước vào vòng tứ kết, và khi đó thì chúng ta được chứng kiến giữa các địa phương có cái bàn thể hiện tốt nhất ở mùa giải năm nay, với số lượng châu có mặt tại vòng tứ kết là khá tương đồng nhau. Ngọc Xuyên Bàng La vào nữa. Thưa quý vị và các bạn,
Tiếp theo đây sẽ là kháp đấu thứ 8, là kháp đấu cuối cùng của các trận đấu loại để xác định được là các ông châu vào vòng tiếp theo. Ở kháp đấu thứ 8 này thì ông châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Đặc điểm châu là chiều cao 158 cm, chiều dài là 240 cm, vòng ngực là 240 cm, chiều cao sừng là 45 cm và độ rộng của sừng là 100 cm, mua năm 2002 từ Hải Dương. Đặc điểm khác là có 4 khoái chung. Châu 09 của ông Lưu Đình Dũng sẽ gặp châu số 06, chủ châu là ông Bùi Văn Chi, phường Bằng A. Đặc điểm châu là chiều cao là 143 cm, chiều dài là 230 cm, vòng ngực là 230 cm và chiều cao của sừng là 37 cm, độ rộng sừng là 90 cm. Và ông châu 06 là được mua tháng 8 năm 2002 tại Tây Ninh. Đặc điểm khác là một khoang và có 5 khoáy. Thưa hai vị bình luận viên Bạch Đàn và Lưu Duy, với những diễn biến và với những ông châu đã xuất hiện tại vòng tứ kết, 3 ông châu đến từ phường Vạn Hương, 2 ông châu thuộc phường Ngọc Xuyên và 1 ông châu đến từ phường Bàng La. Và cái kháp đấu thứ 8 này cũng sẽ có một đại diện của phường Bàng La tham gia thi đấu, đó là ông châu số 06. Không biết là các anh có đang để hy vọng vào một sự xuất hiện thêm nữa của đơn vị phường Bàng La hay không ạ? Hay là chúng ta chờ đợi sự tươi mới đến từ phường Hải Sơn với sự tham gia ông châu số 09? Tôi nghĩ là phường Bàng La trong những mùa giải gần đây đều có châu đoạt chức vô địch. Chính xác hơn là 3 mùa giải liên tiếp họ đều có châu lên ngôi, thì rõ ràng là cái phong trào và cái sự cộng hưởng về mặt tâm lý sẽ giúp cho phường Bằng La có thêm được những cái kinh nghiệm và có thêm được cái sự tự tin để có châu bước vào vòng tiếp theo. Tôi nghĩ rằng châu phường Bằng La vào cũng là hoàn toàn xứng đáng thôi. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì thực ra đến thời điểm này thì thực ra phường Ngọc Xuyên là phường có 4 mùa giải liên tục là có châu vô địch. Còn phường Bằng La thì 3 năm liên tiếp vừa qua là có châu vô địch. Và cũng hy vọng rằng là có thể là phường Bàng La năm nay có chủ châu vô địch để san bằng cái kỷ lục của phường Ngọc Xuyên. Tuy nhiên thì cái số châu mà lọt được vào vòng tứ kết hoặc bán kết vào đến chung kết nhiều chưa chắc đã phải là quyết định, mà vấn đề quyết định vẫn là. Châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 158 cm, chiều dài 240 cm, vòng ngực 240 cm, chiều cao sừng 45 cm, độ rộng của sừng là 100 cm, với đặc điểm 4 khoái chung. Châu số 06, chủ châu là ông Bùi Văn Chín ở phường Bàng La, nơi mua Tây Ninh, chiều cao 143 cm, chiều dài châu 230 cm, vòng ngực 203 cm, chiều cao sừng là 37 cm, độ rộng của sừng là 90 cm, với các đặc điểm 1 khoang 5 khoáy. Bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo trong kháp đấu thứ 8, một kháp đấu mà ông châu số 06 của chủ châu Bùi Văn Chín đến từ phường Bằng La cũng đang rất quyết tâm để có được chiến thắng. Và khi đó thì chúng ta sẽ được chứng kiến một vòng tứ kết với sự đối đầu của 3 địa phương, đó là phường Bằng La, phường Ngọc Xuyên và phường Vạn Hương. Tuy nhiên thì ông châu số 09 của phường Hải Sơn cũng là một đối thủ đáng gờm. Và lúc này tại cửa Bắc, ông châu số 09 đang được đưa vào sân. Và xuất hiện tại cửa Nam sẽ là ông châu số 06. Chỉ được 2 người dắt châu vào trong giới. Hãy
tiếp tục vào lao vào giao tranh. Các bạn đã thấy được cái cánh hầu. Đây, vâng, đây chính là một miếng cáng. Miếng cáng hầu. Vâng, đây chính là miếng cáng hầu. Miếng cáng độc và chỉ có ở Đồ Sơn thường xuyên. Đúng như anh Bạch Đàn nói là châu 09 là châu sau 8 tháp đấu thì hiện nay là châu 09 là châu duy nhất lấy được miếng gọi là miếng đánh cáng hầu vào châu của đối phương. Và theo tôi nghĩ khả năng sau miếng đánh này thì châu 09 sẽ chắc chắn là giành thắng lợi. Vâng, đây có thể nói là miếng đánh cực kỳ độc và hiểm của châu chợ Đồ Sơn. Quý vị và các bạn có thể thấy được là không chỉ là cáng tại chỗ đâu mà di chuyển với một quãng đường như thế, với một cái trọng lượng nặng như vậy thì tôi nghĩ là rất khó chủ vững trước miếng đánh như thế này. Vâng, sau 7 tháp đấu đầu tiên thì tôi có nói với anh Bạch Đàn là vẫn chưa thấy có một miếng đánh là đầu sừng mí mắt hoặc là cáng hầu nào cả. Nhưng mà ở tháp đấu thứ 8 này, sau một pha là giao tranh đánh dập giữa hai châu và châu 09 là châu bị bật ra. Tuy nhiên châu 09 là châu chủ động tấn công trước. Và sau khi mà hai châu thì sừng nhau thì châu 09 đã lấy được miếng đánh rất độc, đó là miếng cáng hầu. Đây có lẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt nhất kể từ đầu sáng đến giờ. Giao gần như là thực chiến liên tục và đều là những cái miếng đánh hay và miếng đánh mà chúng ta chờ đợi trong cả buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn tiếp tục là cáng. Và đúng như tôi nhận định là nếu như châu số 06 mà có thoát được ra khỏi miếng đánh cáng hầu này thì châu 06 rất khoát là sẽ chạy. Bởi vì pha cáng đánh pha cáng hầu này là miếng đánh rất là độc và hiểm. Trước khi trận đấu này diễn ra thì châu số 09 của ông Lý Đình Dũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những cái phẩm chất của châu này đã được thể hiện ngay từ những giây phút đầu tiên của pháp đấu mà chúng ta vừa theo dõi. Bên cạnh hổ lao thì cáng hầu được xem là một miếng đánh vô cùng đặc sắc và là mà miếng đánh đặc trưng của châu chợ Đồ Sơn. Và tại tháp đấu cuối cùng của vòng một này thì chúng ta đã được chứng kiến miếng đánh đó. Đó là miếng đánh quyết định mang lại chiến thắng cho châu số 09 của chủ châu Lưu Đình Dũng đến từ phường Hải Sơn. Như vậy là chúng ta đã xác định được gương mặt cuối cùng có mặt tại vòng tứ kết, đó là ông châu số 09. Đây cũng là một ứng cử viên rất đặc ký cho chức vô địch tại buổi lễ hội năm nay. Những trận đấu tại vòng tứ kết sẽ rất đáng để chờ đợi. Và vừa rồi thì cái miếng đánh cáng hầu mà quý vị và các bạn theo dõi đến từ một châu có cái chiều cao của sừng là 0,45 cm, nhưng mà độ rộng thì lại lên tới là cả 1 mét. Cũng rất ngạc nhiên khi mà châu 09 lại tung ra cái miếng đánh mà đến từ một châu có thể nói là cái độ rộng sừng nó không tương thích với thường không có những cái miếng đánh như vậy. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái yếu tố bất ngờ và chính là cái nét độc đáo của lễ hội chợ châu Đồ Sơn, không khắp đấu nào giống khắp đấu nào cả. Đúng như anh Bạch Đàn vừa nói thì thực ra đối với cái độ sừng rộng của châu số 09 thì thực ra rất ít khi có, đúng thì nó chỉ thường cái độ rộng của sừng nó chỉ khoảng ngoài 70 cm thôi. Thế nhưng mà đối với độ rộng của sừng châu 09 là 100 cm thì và đã thực hiện được miếng đánh cáng hầu cũng rất là độc đáo. Và đúng như tôi nhận định sau 7 tháp đấu là chưa có một miếng đánh cáng hầu nào. Thế tuy nhiên ở tháp đấu thứ 8 này thì châu số 09 đã thể hiện được miếng đánh cáng hầu. Và khi châu đối phương đã bị dính miếng đánh cáng hầu thì gần như là đến 99% sau miếng đánh cáng hầu đó là bỏ chạy. Và đúng như nhận định của chúng tôi thì
châu số 09 đã giành thắng lợi trước châu số 06 và lọt vào trận bán kết, trận tứ kết, là tìm được 8 châu để lọt vào vòng tứ kết. Và trong 8 châu lọt vào vòng tứ kết này thì riêng phường Vạn Hương có tới 4 châu lọt được vào vòng tứ kết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì chúng ta đã xác định được 4 cặp tại vòng tứ kết. Trận tứ kết đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ông Châu số 05 của phường Mang La và ông Châu số 03 của phường Vạn Hương. Trận tứ kết thứ hai là cuộc đối đầu giữa ông Châu số 02 của phường Vạn Hương và ông Châu số 13 của phường Minh Đức. Trận tứ kết thứ ba sẽ là cuộc đối đầu nội bộ của hai ông Châu đến từ phường Ngọc Xuyên, ông Châu số 10 và ông Châu số 11. Và trận tứ kết cuối cùng, trận tứ kết thứ tư là cuộc đối đầu giữa ông Châu số 01 và ông Châu số 09. Và ngay sau đây chúng ta sẽ dành ít phút cho quảng cáo. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đặt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269-269. Hải Phòng Travel Limousine 1900-1767, hãng xe uy tín chất lượng cao, chuyên tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu dàn xe limousine 9 chỗ, 11 chỗ và đặc biệt dòng xe siêu sang, chuyên cơ mặt đất limousine 28 chỗ, sang trọng bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình, thời gian phục vụ liên tục từ 4 đến 22 giờ hàng ngày, đặc biệt với dịch vụ đón trả tận nhà, nội thành tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Hải Phòng Travel cam kết đem lại hành trình an toàn và những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy gọi ngay 1900-1767 để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao của Hải Phòng Travel. Nơi có vị trí chiến lược trọng yếu của nền kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nơi cửa ngõ của những chuyến tàu giao thương quốc tế. Nơi kết nối tất cả hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng, Việt Nam. Trong nghề làm bánh mứt gia truyền. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đặt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269. Như vậy là trận tứ kết đầu tiên đã diễn ra với những diễn biến cực kỳ bất ngờ. Vâng, chúng tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trận đấu đã kết thúc rồi. Những người sát châu và những ông chủ châu số 03 đang hạnh phúc như thể là họ đã đoạt chức vô địch. Bởi vì châu số 03 gần như là chẳng mất một giọt mồ hôi nào, đã giành được thắng lợi ở trận tứ kết đầu tiên. Kết quả của trận tứ kết đầu tiên cũng đã khiến cho phường Bàng La sẽ trở thành đơn vị cựu vô địch tại lễ hội chọi châu Đồ Sơn. Xin được chúc mừng, xin lỗi quý vị, xin được chúc mừng chủ châu số 03. Đó là một đại diện đến từ phường Vạn Hương. Trận tứ kết diễn ra rất trong vánh. Thưa quý vị và các bạn, ở khớp cáp đấu vừa diễn ra thì cái thời gian của châu giành chiến thắng rất là nhanh, và châu số 03 của ông Lưu Đình Nam đã giành thắng lợi. Và cũng là một cái điều rất là buồn đối với lại ông Hoàng Đức Tiến. Ông Hoàng Đức Tiến là có châu số 08 vô địch năm 2002 và hy vọng là giành chức vô địch của 2 năm liên tiếp. Đối với ông Hoàng Đức Tiến coi như là đã chấm dứt, và cũng phải chúc mừng châu số 03 của Lưu Đình Nam. Đây có phải là một pha chạy gió không thưa anh Bạch Đàm?
tôi không dám chắc, nhưng tôi nghĩ là chắc chắn là châu số 05 có vẻ là đã nhìn thấy cái thể hình của châu số 03 quá là lớn, cho nên là họ châu đã bỏ chạy sớm. Châu số 03 chính là châu mà có cái trọng lượng lớn nhất. Hải Phòng Travel Limousine 1900-1767, hãng xe uy tín chất lượng cao, chuyên tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu dàn xe limousine 9 chỗ, 11 chỗ và đặc biệt dòng xe siêu sang, chuyên cơ mặt đất limousine 28 chỗ, sang trọng bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình, thời gian phục vụ liên tục từ 4 đến 22 giờ hàng ngày. Đặc biệt với dịch vụ đón trả tận nhà, nội thành tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng Travel cam kết đem lại hành trình an toàn và những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy gọi ngay 1900-1767 để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao của Hải Phòng Travel. Chúng ta đã cùng quay trở lại với sân vận động của Đồ Sơn. Vừa rồi là những diễn biến rất bất ngờ. Và ông Châu số 03, ông Châu có trọng lượng lớn nhất tại mùa lễ hội năm nay lên tới 1 tấn 3, đã có được một chiến thắng rất chóng vánh và sẽ là đại diện đầu tiên của Phường Văn Hương xuất hiện tại vòng bán kết. Đúng như anh Châu số 02, chủ châu là ông Đinh Xuân Sơn ở Phường Văn Hương. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 140 cm, chiều dài châu 235 cm, vòng ngực 235 cm, chiều cao sừng 34 cm, độ rộng của sừng là 73 cm. Các đặc điểm quay chung: lông da đen, hai khoang, trường đùi ngắn quản, mắt đỏ, mi dày, đuôi chai móng sò. Châu số 13, chủ châu là ông Lưu Đình Toàn Quyền ở phường Bình Đức. Đêm mua Bình Phước, chiều cao châu 150 cm, chiều dài châu 228 cm, vòng ngực 228 cm, chiều cao sừng 45 cm, độ rộng của sừng là 82 cm. Châu có các đặc điểm: một khoang, bốn khoáy, đuôi chai móng sò, lông da đen. Của hai ông châu sẽ xuất hiện trong trận tứ kết thứ hai. Ông Châu số 02, một đại diện tiếp theo của Phường Vạn Hương, sẽ đối đầu cùng ông Châu số 13, đại diện đến từ Phường Bình Đức. Với nhà báo Lưu Duy thì anh có những nhận định gì về cái trận tứ kết thứ hai này? Thực ra là đối với nhận định cái trận đấu thứ hai của tứ kết này thì cũng chưa thể nói lên được cái điều gì. Thì tuy nhiên tôi xin lỗi anh Dũng là tôi nói lại ở cái trận đấu số 9. Thì thực ra là ở cặp đấu số 9 là châu số 03, như anh Dũng đã nói, thì về cái thể hình của châu số 03 là con châu ông châu năm nay là thực ra là mới có cái trọng lượng lớn nhất của hội Thoại Châu. Và thực ra là đối với châu 05 là châu của thực ra là châu số 05 là vừa rồi, như là những người mà nuôi châu chọi ở Đồ Sơn thì hay dùng cái từ gọi là chạy gió. Trông đấy là châu có cái hình thể lớn hơn mình và còn đang chưa tập trung thì đã thấy bị tấn công, thì là châu 05 là gọi là những gọi là chạy gió đó. Vâng, đó cũng là một cái yếu tố rất là thú vị của các cặp đấu nằm trong khuôn khổ của hội chọi châu Đồ Sơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng hướng tới trận tứ kết thứ hai ngay sau đây. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đặt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937 269 269.
tiếp theo là trận tứ kết giữa châu số 02 và châu số 13. Ở vòng đấu loại thì châu số 02 của ông Đinh Xuân Sơn phường Bằng Hương đã giành thắng lợi trước châu số 12 của ông Lưu Đình Toàn. Lưu Đình Toàn thắng vừa Mỹ Đức sau 6 phút 25 giây. Đối phương của châu số 02 trong trận tứ kết thứ hai này là châu số 13. Tại vòng đấu thứ nhất thì châu số 13 của ông Lưu Đình Quyền phường Minh Đức đã giành thắng lợi trước châu số 04 của ông Đoàn Văn Thọ phường Bằng La với gần 11 phút giao tranh. Theo cá nhân tôi thì tại vòng đấu thứ nhất thì châu số 02 có ấn tượng với tôi hơn bởi vì cái sự can trường và cái độ lì. Tất nhiên ở vòng đấu thứ nhất thì cả hai châu này theo đánh giá của chủ quan tôi thì chưa thể hiện được nhiều, bởi vì cái thời gian cũng như là cái đối phương của hai châu này cũng không phải là thử thách quá lớn. Bởi vậy cái điều thực chiến là quan trọng và chúng ta hãy chờ đợi ở trong cái trận đấu thứ hai này, trận đấu thứ hai với hai châu ở trận đấu tứ kết, và chúng ta sắp theo dõi châu nào sẽ đi tiếp vào vòng sau. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cách tiếp cận trận đấu của hai ông chủ châu, đúng không ạ? Sự chủ động sẽ thuộc về châu nào đây? Lúc này thì tại cửa nam, ông châu số 13 đã xuất hiện trên sới chọi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đối thủ của ông châu số 13 là ông châu số 02 sẽ xuất hiện tại cửa bắc. Châu số 13 theo anh Duy thì có ưu thế như thế nào về mặt hình thể ạ? Các cái thông số như thế nào anh Duy? Và với những cái thông số mà anh có được thì anh có nghĩ rằng là châu số 13 sẽ là châu có được những miếng kháng hậu không ạ? Vâng, thực ra anh Bạch Đàn hỏi thì tôi cũng có một vài cái nhận xét thế này về cái thể hình ấy, thì thực ra là châu số 13 cũng là cái là ông châu mà có những thể hình về các cái đặc điểm rất là ấn tượng, và ông châu số 13 cũng là ở các đấu thứ ba là ông châu số 13 cũng là cái các đấu mà cái thời gian mà giữa hai châu giao tranh là dài nhất, là đến hơn 10 phút. Dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thì châu chọi được xem là linh vật trong gia đình, dòng họ. Thậm chí còn được gọi một cách cung kính là ông châu. Ngay sau khi được chọn mua và đưa về địa phương thì thủ tục đầu tiên bắt buộc phải thực hiện đó là làm lễ trình thành hoàng làng. Những ông châu này thường được một nhóm người quản lý và cử ra một đại diện để huấn luyện, chăm sóc. Toàn bộ quá trình chăm sóc và huấn luyện diễn ra vô cùng kỳ công và tỉ mỉ. Trong một ngày thì sáng sớm khoảng tầm 4:30 là phải thức dậy rồi, dậy là ra đưa trâu ra đồng, bắt đầu vào chế độ tập luyện. Thứ có thể là kéo nốt này, hai là nội bùn này. Sau khi tập thể lực xong vào buổi sáng thì mỗi ông trâu thì thường thường là người ta sẽ cho ăn trứng và mật mía, đánh đều với nhau và đúc cho ông trâu ăn. Sau đó và buổi trưa thì có thể là nấu một nồi cháo to. Người ta có thể cho thêm thịt băm, thịt lợn hoặc là thịt bò, và có thể cho ăn thêm 3-50 ngọn mía vào buổi trưa đó. Và sau đó là buổi chiều về thì sẽ có tầm khoảng 50-70 cân cỏ. Có thể thấy công việc chăm sóc, huấn luyện châu chọi là một công việc vô cùng đặc biệt. Dù rất vất vả và phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe, nhưng chúng ta vẫn thấy ở họ niềm đam mê và sự nhiệt huyết, cống hiến, chăm sóc hết mình cho những ông trâu. Gần đến ngày hội, những ông chủ trâu này gần như không ngủ được. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ về ông trâu thôi. Dắt ông trâu qua cánh cửa của sân vận động đấy, khán giả, khoảng vạn khán giả hò reo, tâm lý đấy. Phải nói là rất là phấn khích. Mình chỉ mong này, trâu vào sân đánh công hiến và được những tràng vỗ tay của khán giả thập phương là có năm thực sự thành công. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, công tác huấn luyện và chăm sóc châu chọi như chúng ta đã theo dõi, đó là một quá trình diễn ra rất là công phu và tỉ mỉ. Ở đó đòi hỏi những người chăm châu sẽ phải có một cái tình yêu rất lớn dành cho các ông châu. Sẽ có rất nhiều sự vất vả, sự kỳ công và họ cũng phải tuân thủ theo những cái liêm luật. Tuy nhiên với tình yêu, với sự tâm huyết, họ vẫn luôn luôn cống hiến và với hy vọng lớn nhất đó là sẽ có được những khắp đấu hay để gửi đến quý vị khán giả thập phương đang có mặt tại sân vận động Đồ Sơn ở thời điểm này. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận tứ kết thứ hai giữa hai ông châu số 02 và số 13. Với anh Bạch Đàn thì cái quá trình chăm sóc rồi là huấn luyện các ông châu đòi hỏi những người làm công tác này họ rất phải vất vả và cái thành quả rõ ràng sẽ là cái chiến thắng, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ như vậy. Thực ra thì công tác chăm sóc, huấn luyện cũng như là tuyển chọn của trọi châu Đồ Sơn thì đã được nhiều nơi, đã được rất nhiều địa phương có lễ hội trọi châu đến để học hỏi kinh nghiệm, và tôi nghĩ là họ hoàn toàn có thể làm được những cái việc tương tự. Nhưng điều quan trọng hơn mà như anh Dũng hỏi thì là tôi nghĩ đấy là cái tình yêu của những người chăm sóc huấn luyện châu ở Đồ Sơn dành cho cái lễ hội này, và điều đó nó đã vượt nó đưa cái môn thể thao này, cái mức lễ hội này nó vượt qua là những cái cuộc đấu ở trên sân, và tôi nghĩ trên hết nó là một cái lễ hội hoàn toàn có ý nghĩa rất là lớn về mặt văn hóa. Vâng. Tháng 8 đó là thời điểm có một trăng viên mãn nhất, và trong vận hành vũ trụ thì con số 9 cũng là một cái con số rất là đẹp, đúng không ạ? Và đó chính là lý do mà những người dân Vạn Trài xưa đã lựa chọn mùng 9 tháng 8 âm lịch hàng năm để tổ chức lễ chọi châu, để gửi gắm những cái điều tâm niệm mong ước của những người dân Vạn Trài gửi đến mẹ biển, gửi đến những vị thần bảo hộ cho làng Trài. Và hình ảnh của những ông châu cũng là một trong những cái hình ảnh rất là quan trọng trong mỗi mùa lễ hội. Sự can trường, gan dạ và bản lĩnh của những ông châu cũng phần nào đó nói lên tính cách của người dân Đồ Sơn. Hàng ngày phải đối mặt với cả sóng gió, đối mặt với những điều kiện rất là khắc nghiệt của thiên nhiên để có được một cuộc sống an bình, một cuộc sống với thật nhiều niềm vui và sự hạnh phúc. Và tất cả những điều ý nghĩa đó thì đều được người dân Đồ Sơn gửi gắm rất là nhiều thông qua lễ hội, một cái sự kiện ăn vào tiềm thức của người dân nơi đây. Lúc này thì trên sân, mặc dù thời tiết khá là nóng nhưng mà sự có mặt đông đảo của quý vị khán giả cũng được xem như là một yếu tố tạo nên thành công của mùa giải năm nay. Mọi người vẫn đang rất tập trung, đầy sự háo hức và đầy sự mong chờ để đón xem trận tứ kết thứ hai. Năm nay lễ hội chọi châu Đồ Sơn được tổ chức vào ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Thì bên cạnh buổi sáng trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì ban tổ chức còn có các cái lễ sự kiện văn hóa khác như là lễ hội khinh khí cầu, lễ hội bia và các sự kiện âm nhạc. So với các lễ hội chọi châu diễn ra trên địa bàn cả nước thì điểm khác biệt lớn nhất theo góc nhìn của anh Bạch Đàn mà lễ hội Đồ Sơn đang sở hữu là gì ạ? Tôi nghĩ đó chính là chất lượng của các cái trận đấu. Cái điều này nó làm cho lễ hội chọi châu Đồ Sơn nó khác biệt so với phần còn lại. Tôi cũng có dịp được đi xem nhiều lễ hội ở trên khắp cả nước, như là ở Lập Thạch, Vĩnh Phú, như ở Nghệ An hay là ở Bình Phước, thì các cái trận đấu đấy cũng thu hút được rất là nhiều người xem, nhưng mà những cái miếng đánh hay là những cái tình huống trên sân thì nó không đa dạng như tại Đồ Sơn. Và cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể theo dõi và chúng ta có thể đang nói trực tiếp như thế này, nhưng mà nhiều trận đấu thì tôi tin là cả tôi, anh Ngọc Dũng cũng như là anh Duy không thể lường trước được là tới trận đấu tiếp theo thì các châu sẽ có những miếng đánh như thế nào. Tôi nghĩ đó, cái sự bất ngờ nó chính là cái yếu tố mà thu hút du khách đến với lễ hội châu Đồ Sơn. Vâng, trước khi tiếp vào các đấu tiếp theo thì tôi xin công bố lại các cái thông số của các ông châu. Đó là ông châu số 2, chủ châu là ông Đinh Xuân Sơn ở phường Vạn Hương. Đặc điểm châu là chiều cao 140cm, chiều dài là 235cm, vòng ngực là 235cm và chiều cao của sừng là 34cm, độ rộng của sừng là 73cm. Mua tháng 10 năm 2022 tại Hải Dương. Đặc điểm là có bốn quái chung, lông da đen hai khoang, trường đùi ngắn quản, mắt đỏ, mũi dày và đuôi trai móng sò. Còn đối với lại châu số 13
chủ trâu là ông Lưu Đình Toàn Quyền, phường Minh Đức. Đặc điểm của trâu là có chiều cao 150 cm, chiều dài 228 cm, vòng ngực là 228 cm, chiều cao của sừng là 45 cm và độ rộng của sừng là 82 cm. Ông Châu số 13 là được mua từ tháng 8 năm 2022 từ Bình Phước. Đặc điểm là có một khoang bốn khoái chung, đuôi trai, lông sò, lông da đen. Rõ ràng là với những thông số mà anh Lưu Duy vừa cung cấp cho quý vị và các bạn thì chúng ta thấy đây là hai châu có những cái tiêu chí của một châu chọi tốt. Tuy nhiên thì để có thể chúng ta được chứng kiến tiếp theo những cái miếng đánh như là cáng hầu tương tự như với cái kháp đấu mà chúng ta theo dõi cách đây một kháp thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chờ vào cái thực chiến. Vào cái thời điểm này thì lựa chọn cách đánh nhanh để có thể đưa ra được chiến thắng, có thể rút ra được cái chiến thắng, tôi nghĩ rằng là một cái tính toán rất quan trọng đối với các ông chủ châu. Và những châu nào có ưu thế về mặt thông số sẽ là những châu chiếm được lợi thế. Trong trận tứ kết thứ hai tới đây thì ông châu số 13 như chúng ta đã theo dõi ở kháp đấu vòng loại đúng không ạ? Là một ông châu có cái sự bền bỉ, sự gan lì, thể lực rất tốt. Ở trận đấu tại vòng 1 vừa qua gặp ông châu số 4, mặc dù là bị tấn công trước nhưng ông châu số 13 rất là bình tâm, bình thản và bình tĩnh hóa giải những đòn đánh, thể lực rất tốt, và đó cũng là một yếu tố góp phần làm nên chiến thắng giúp cho ông châu số 13 có mặt tại trận tứ kết này. Và bây giờ chúng ta đang được nhìn trên màn hình. Như anh Ngọc Dung nói thì rõ ràng đây là hai châu có hai lối đánh rất là tương phản nhau. Và chúng ta hãy chờ đợi và hy vọng đây sẽ là một trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Ông châu số 12, xin lỗi quý vị, ông châu số 02 lúc này đang xuất hiện trên sới chọi. Đây là ông châu đến từ phường Vạn Hương, phường mà năm nay có đến 3 ông châu lọt vào vòng tứ kết. Cách tiếp cận trận đấu, thời điểm quyết định rút lõ cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp cho quý vị khán giả có thể nhận biết được đòn đánh mà các ông chủ châu muốn ông châu của mình đưa ra trong những phút đầu của mỗi kháp đấu. Sao lại đổi sân nhỉ? Không hai bên này. Không hai với ngoài. Bên này nó là cửa bắc. Hai bên trái chứ. Cửa bắc. Như vậy là có vào sâu hay không thì tất cả các châu vẫn đứng ở vào cái cửa ban đầu, như là châu số 13 quý vị bạn đấy là đang vẫn là đứng ở cửa nam mặc dù đi vào cửa bắc. Như vậy là cả hai châu đều được các ông chủ châu đưa vào ở cửa phía bắc, châu số 02 là vào trước và châu số 13 là vừa được ông chủ châu đưa vào cũng là từ cửa phía bắc, và trận đấu bắt đầu. Như vậy là trong khi châu số 13 còn đang quan sát thì châu số 02 đã có vào tấn công, nhưng mà bây giờ là miếng cáng, và cái miếng cáng này lại thuộc về châu số 13. Mặc dù là châu 02 là châu chủ động tấn công trước trong lúc là châu số 13 còn đang nghênh, nhưng châu số 13 đã chủ động lấy được miếng đánh cáng trước châu số 02. Cách đây ít phút thì anh Ngọc Dung có hỏi là đâu là cái điểm khác biệt của chọi châu Đồ Sơn so với các lễ hội khác, thì tôi nghĩ là tình huống vừa rồi là câu trả lời xác đáng nhất. Mỗi ông châu đều đã đưa ra được một miếng đánh, một sự cân bằng đã được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, đây là hai ông châu vào vòng bán vòng tứ kết, thì các châu bao giờ cũng thế, khi mà vào giao tranh đều có sự chủ động. Mặc dù là châu số 13 vừa rồi đang đứng nghênh về phía khán giả, tuy nhiên khi mà châu số 2 chủ động tấn công thì châu số 13
cũng đã phá được cái thế chủ động tấn công của châu số 02. Và bây giờ hiện tại là hai châu đang gỳ sừng để tiếp tục làm nên miếng đánh mới. Tưởng chừng như là châu số 02 đã có được những lợi thế nhất định khi tung ra cái miếng đánh đầu tiên. Và quan trọng hơn nữa là châu số 13 là gần như là bị động trong tình huống vừa rồi. Đây là miếng cáng, vâng, hay quá. Lại tiếp tục sâu tuyệt vời. Lại tiếp tục đấy là miếng. Vâng, miếng cáng thứ hai. Miếng đánh cáng này khả năng rất là miếng, là có thể là miếng đánh cáng đầu sừng mí mắt vào châu số 02. Tuy nhiên là châu số 02 cũng đã phá được thế đánh cáng của châu số 13. Vâng, đây chính là những cái tình huống, những diễn biến, những miếng đánh mà khán giả chờ đợi trong cả buổi sáng ngày hôm nay. Càng vào sâu thì chúng ta thấy chất lượng càng hay hơn. Và châu số 13 tiếp tục là có miếng đánh cáng và đã dồn ép châu số 02 chạy ra cửa phía bắc. Và như vậy là châu số 13 đã giành chiến thắng ở trong cặp đấu thứ 10 này, là cặp đấu thứ hai của trận tứ kết. Hoàn hồ châu số 13, chúng ta được chứng kiến rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc trong cái diễn biến của cái trận đấu vừa rồi. Châu số 13 tưởng chừng như là rất là bị động nhưng mà cuối cùng đã giành được thắng lợi vào chung cuộc. Và những gì mà châu số 13 thể hiện thì rõ ràng cho chúng ta thấy được là đây là một châu có lối đánh cũng rất là toàn diện. Trong cái trận đấu vừa rồi thì mặc dù là bị động nhưng mà cuối cùng thì châu số 13 chính là châu chủ động tung ra những hai miếng cáng, và chính cái miếng cáng thứ hai đã góp phần giành được thắng lợi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, sau hai cặp đấu của vòng tứ kết thì hai chủ châu của phường Vạn Hương đã lọt được vào vòng bán kết, đã lọt được vào trận vòng bán kết. Như vậy là phường Vạn Hương vẫn còn hai châu nữa, còn tiếp tục là có các cái cặp đấu tiếp theo. Vâng, chúng ta đang cùng theo dõi những hình ảnh chậm của trận tứ kết thứ hai, một trận đấu mà chúng ta đã được chứng kiến ông châu số 13 tiếp tục thể hiện sự can trường của mình. Mặc dù phải nhận đòn tấn công phủ đầu nhưng mà liên tục sau đó là những miếng cáng rất tuyệt vời đến từ ông châu số 13. Đây, vâng, đây là một miếng cáng thể hiện rõ sự dũng mãnh của ông châu số 13. Đấy là cáng hầu. Vâng, còn đây là đúng là đầu sừng mí mắt như anh Di nói. Liên tiếp là những miếng đánh có thể nói là rất khác biệt mà chúng ta thường thấy ở lễ hội chọi châu Đồ Sơn. Ở vòng ngoài thì ông châu số 13 là ông châu trải qua trận đấu có thời gian kéo dài nhất, đó là 10 phút 50 giây. Nhưng ở trận đấu tứ kết thứ hai này, 2 phút 08 giây là khoảng thời gian đủ để ông châu số 13 đưa ra được những miếng cáng độc đáo quyết định đến thắng lợi này. Đây là đòn đánh quyết định mang lại chiến thắng cho ông châu số 13 đến từ phường Minh Đức, chủ châu là ông Lưu Đình Toàn Quyền. Đây là một kết quả xứng đáng dành cho những gì ông châu số 13 đã thể hiện. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đạt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269-269. Châu số 10, chủ châu là ông Hoàng Gia Ivan ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Tây Ninh với chiều cao châu là 150 cm.
chiều dài 229 cm, vòng ngực 229 cm, chiều cao sừng là 40 cm, độ rộng sừng 102 cm, với các đặc điểm một khoang bốn khoáy, đuôi chai bóng sò, lông da đen. Châu số 11, chủ châu là ông Đinh Đình Phú ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Bình Phước với chiều cao 152 cm, chiều dài châu 231 cm, vòng ngực là 231 cm, chiều cao sừng 40 cm, độ rộng của sừng 58 cm, với các đặc điểm một khoang bốn khoáy, đuôi chai móng sò, lông da đen. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động và quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để chuẩn bị theo dõi trận tứ kết thứ ba, cuộc đọ sức nội bộ giữa hai ông Châu của phường Ngọc Xuyên, ông Châu số 10 của chủ châu Hoàng gia Ivan và ông Châu số 11 là của chủ châu nghệ nhân Đinh Đình Phú. Thế anh Bạch Đàn, với những chủ châu mà đến từ cùng một đơn vị hành chính, đó là phường Cung Phương chẳng hạn, thì theo quan sát và theo tìm hiểu của anh thì giữa các chủ châu này họ có một cái mối quan hệ như thế nào, có giấu bài nhau hay không, hay là có những cái luật quy định khắt khe là sẽ không trao đổi, không trò chuyện trước mỗi vòng chung kết hay không ạ? Tôi không nắm chắc cái câu chuyện về mặt thông tin, nhưng tôi nghĩ là đương nhiên là cùng một phường thì họ sẽ biết rõ về nhau, và đặc biệt là ở đất Đồ Sơn này, ở cái nơi này thì không ai là không biết đến ông Đinh Đình Phú, một là nghệ nhân và là một người có nhiều năm tham gia lễ hội chợ châu. Những cái miếng mỏ, những cái miếng đánh thì rõ ràng là nhiều người biết, và đặc biệt là người trong phường nữa. Tôi nghĩ đây là một cuộc đọ sức rất là thú vị. Châu số 11 đã cho thấy những cái phẩm chất của mình ở cái vòng đấu đầu tiên chúng ta đã theo dõi. Nhưng mà nhưng bây giờ cái trận đấu tiếp theo sẽ là một câu chuyện khác, bởi vì châu số 10 của ông Hoàng gia Ivan cũng cho thấy là một đối thủ rất là đáng gờm. Tôi vẫn nghĩ là ở góc độ cảm quan thì châu số 11 của ông Đinh Đình Phú có phần là nhỉnh hơn. Và bởi vì những cái bài mà châu số 11 đưa ra tôi nghĩ là chưa hết đâu. Và chúng ta hãy chờ đợi xem cái nhận định này có đúng không. Việc đối đầu với ông châu số 10 cũng là một ông châu được đánh giá rất cao, có biệt danh là Hà Mã tại mùa giải năm nay, thì không biết là cái khả năng đi tiếp của ông châu số 11, chủ châu là nghệ nhân Đinh Đình Phú, sẽ là bao nhiêu phần trăm, thưa nhà báo Lưu Duy? Thực ra thì lúc ấy anh Trần Ngọc Dũng có hỏi anh Bạch Đàn ấy, thì thực ra giữa các cái chủ châu ấy thì đối với các ông chủ châu là bảo vệ châu của mình rất là nghiêm ngặt, kể cả là ở trong cùng một địa phương các ông chủ châu đều giấu châu của mình rất kỹ và không cho người lạ vào xâm nhập, để không những là bảo vệ châu và còn là tất cả những không thể hiện. Tuy nhiên thì qua các trận đấu ở vòng ngoài thì các ông chủ châu đã biết được và những cái nhiễm đánh của các ông chủ châu huấn luyện châu của mình rồi. Thế cho nên thực ra là các cái châu vào gặp nhau ở cái trận đấu của vòng tứ kết này thì nó không còn cái gì là sự bí mật nữa, thì ở đây chỉ còn thể hiện ở cái trình độ huấn luyện và các cái nhiễm đánh của các ông châu để giành thắng lợi và vào tiếp vòng bán kết. Vâng, lúc này thì ở cửa Nam là ông châu số 11 và cửa Bắc là sự xuất hiện của ông châu số 10. Một trận đấu rất đáng chú ý, và cách tiếp cận trận đấu cũng rất khác biệt. Các bạn vừa thấy là châu số 11 của ông Đinh Đình Phú vừa rồi là chạy một đoạn để nghênh châu đối phương. Tuy nhiên thì châu đối phương cũng rất là cảnh giác và cũng đang đứng, hai châu vẫn đang đứng nghênh nhau để chuẩn bị là tìm miếng đánh tiếp cận đối phương. Đây là những pha cắt cò để tung ra những pha đánh chậm và ném chậm hơn, không phải những pha đánh cổ đầu đánh xa và xa. Để châu nào sẽ đánh trước, châu nào sẽ có đoạn điểm. Thưa quý vị các bạn, đây đúng là một trong những nét độc đáo của lễ hội chợ châu Đồ Sơn. Có những trận giao tranh, thưa quý vị các bạn, thì châu số 10 đã chủ động lao vào tấn công châu số 11. Tuy nhiên là châu số 11 của ông Đinh Đình Phú cũng đã chủ động với những diễn biến từ những giây phút đầu tiên như thế này thì cũng thật sự là khó dự đoán châu nào sẽ giành được ưu thế.
mặc dù là nghênh nhưng mà chúng ta có thể thấy ánh mắt của hai châu là luôn hướng về nhau. Xét về mặt thể lực thì có lẽ là ông châu số 11 có một chút bất lợi hơn so với ông châu số 10. Khi ở vào ngoài thì ông châu số 11 đã phải hứng chịu một cú đánh dập của châu số 16. Và điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực cũng như sự tỉnh táo của ông châu số 11 trong trận đấu này. Tuy nhiên những diễn biến đến thời điểm này đang cho thấy là thế trận đang rất cân bằng. Trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị đã nhiều lần chứng kiến tình huống như thế này, nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì gần như là hai châu đã có được những miếng đánh tiếp theo và đều là những miếng đánh hay. Thưa quý vị và các bạn, châu số 10 lại tiếp tục chủ động lao và tấn công châu số 11 sau khi mà hai châu đã có một cái thời gian nhất định để nghênh, để là thăm dò đối phương, thì châu số 10 luôn là châu chủ động tấn công. Lần thứ 3 trong trận đấu này, ông châu số 10 là người chủ động tung ra đòn đánh. Nhưng mà từng đó là chưa đủ để có thể tạo ra lợi thế cho mình. Không thể nói trước được điều gì đúng không ạ? Với những diễn tiến của từ đầu khắc đấu đến giờ thì luôn luôn cho thấy là ông châu số 10 là ông châu luôn chủ động tấn công châu số 11. Tuy nhiên là cũng phải hết sức cảnh giác là châu số 11 mà khi mà đã quyết định có một miếng đánh tấn công vào châu số 10 thì đó cũng là miếng đánh rất là bí hiểm. Và bây giờ thì châu số 11 có vẻ là thế đủ hơn. Châu số 10 thì chuẩn hơn. Ba miếng đánh mà chúng ta vừa theo dõi được, châu số 10 hướng về phía châu số 11 chưa đủ mạnh, và có vẻ như cả hai châu vẫn đang thăm dò nhau. Qua chứng kiến trên màn hình, các bạn cũng thấy là độ lì lầm của châu số 11. Vừa rồi là châu số 10 định tấn công châu số 11, tuy nhiên là thấy châu số 11 quay lại là định thủ đòn thì châu số 10 lại không dám tấn công nữa. Và thưa quý vị với các bạn, là châu số 10 lại một lần nữa chủ động lao vào tấn công đánh dập châu số 11. Tuy nhiên là châu số 11 vẫn rất là đĩnh đạc, chủ động là phá thế tấn công của châu số 10. Và hai châu vẫn tiếp tục nghênh nhau để tìm miếng đánh mới. Hiện nay thì châu số 11 đã ra sát cửa phía bắc. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của ban tổ chức lễ hội chọi châu Đồ Sơn, nếu châu nào mà chủ động đi ra khỏi cửa thì là châu đó là sẽ bị quyết định là thua. Chính vì vậy là ông chủ châu của châu số 11 hiện nay đang đứng ở cửa phía bắc để chặn không cho châu số 11 đi ra khỏi cửa phía bắc. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là châu số 11 đã bỏ chạy ra khỏi cửa phía bắc. Như vậy là châu số 11 của ông Đinh Đình Phú đã là châu bị thua ở khắp đấu này. Và châu số 10 tiếp tục lọt vào trận bán kết thứ hai của vòng chung kết đôi chọi châu Đồ Sơn năm 2023. Diễn biến của trận đấu vừa chúng ta vừa theo dõi cũng khá là bất ngờ. Không hiểu là có phải do tác động của cái trận đấu trước mà làm cho châu số 11 có cái phản ứng như vậy không, thì tôi không dám chắc, nhưng mà tôi nghĩ là với những gì mà chúng ta được chứng kiến thì rõ ràng là châu số 10 đã chủ động hơn trong những pha đánh, mặc dù những pha đánh đó chưa đủ mạnh, nhưng mà tôi nghĩ là cái sự ảnh hưởng về mặt thể lực do ở cái trận đấu trước bởi châu số 11 đã làm cho châu số 11 bỏ chạy trong cái tình huống vừa rồi.
Theo tôi là nhận định của anh Bạch Đàn là hoàn toàn chính xác, bởi vì ngay ở cái khăn đấu đầu tiên là châu số 11 là đánh dập, thì sau đó là hai châu đã bị choáng và cái thời gian để phục hồi lại cũng phải mất một thời gian khá dài. Và khi bước vào ở cái khắp đấu này ấy, thì là châu số 10 lại luôn là châu liên tục tấn công, và châu số 11 là khả năng là cũng bị ảnh hưởng từ cái vòng đấu ở bên ngoài, cho nên là đã bỏ chạy ra khỏi cửa. Rõ ràng là châu số 11 của ông Đinh Đình Phú đã dừng bước tại đây cũng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nói rằng là cái việc mà châu số 10 giành chiến thắng trong trận đấu này là xứng đáng. Vâng, như vậy là với chiến thắng này chúng ta đã xác định được đội thứ 3, ông châu số 3, ông châu thứ 3 có mặt tại vòng bán kết. Đây là những đòn đánh được thực hiện trong hiệp đấu tứ kết thứ 3 của hai ông châu số 10 và số 11. Ở đây thì ông châu chủ động, đó là ông châu số 10. Nhưng Bạch Đàn vừa chia sẻ thì rõ ràng là những ảnh hưởng ở trận đấu gặp ông châu số 16 đã tác động rất là nhiều đến cái màn thể hiện của ông châu số 11 trong cái khắp đấu này, khắp đấu tứ kết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị theo dõi trận đấu, sẽ tìm ra được tên của ông châu xuất hiện tại vòng bán kết cặp đấu giữa 01 và ông châu 09. Ván này là 09 và cả 01 nữa. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đạt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937 269 269. Châu số 01, chủ châu là ông Nguyễn Quang Linh ở phường Vạn Hương. Châu được mua về từ miền Tây với chiều cao 150 cm, chiều dài 232 cm, vòng ngực 232 cm, chiều cao sừng 45 cm, độ rộng của sừng là 100 cm. Với các đặc điểm 4 khoái trung, độc khoang, mắt đỏ, mi dày, khoái tam tinh lệch phải. Châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 158 cm, chiều dài 240 cm, vòng ngực 240 cm, chiều cao sừng 45 cm, độ rộng của sừng là 100 cm. Với đặc điểm 4 khoái trung. Trước mắt chúng ta sẽ là trận tứ kết thứ tư giữa hai ông châu số 01 và số 09. Ông châu số 01 là đại diện thứ 3 của phường Vạn Hương có mặt tại vòng tứ kết này, và ông châu số 09 là đại diện của phường Hải Sơn. Ông châu số 09 cũng được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch tại mùa lễ chọi châu Đồ Sơn năm 2023. Đồng chí ban tổ chức của hội chữ châu của phường Vạn Hương và phường Hải Sơn, với những gì đã thể hiện ở vòng đấu trước thì châu số 09 đang được nhiều khán giả trên sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn nhận định là châu sẽ giành thắng lợi ở trận đấu tứ kết mà chúng ta sắp theo dõi. Trong quá trình theo dõi những diễn biến của trận tứ kết thứ tư cũng như là vòng bán kết và chung kết
của lễ chọi châu năm nay, chúng tôi cũng rất muốn gửi đến quý vị và các bạn một thông tin, đó là việc quý vị có thể truy cập vào app TFPON. Với những ai mà chưa có app này thì hãy nhanh tay cài đặt để có được cơ hội tham gia vào cuộc bình chọn cho ông châu vô địch ở mùa giải năm 2023. Và phần thưởng của cuộc bình chọn này sẽ là một phần quà có trị giá tiền mặt là 10 triệu đồng, được trao tặng bởi đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ, đó là Hòa Bình Travel. Chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực của chúng tôi. Bình luận trả sóng để vào khán giả nhé. Chuyên nghiệp thì lễ hội chợ châu Đồ Sơn năm nay đã mang đến những nguồn cảm xúc rất tuyệt vời cho du khách gần xa khi đến tham dự lễ hội. Và chúng tôi xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này tới toàn thể quý vị qua những chia sẻ của một vị du khách đang có mặt tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn ngay lúc này. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết thêm về anh không ạ? Anh Thơ. Và lễ hội năm nay phải nói cực kỳ vui. Anh cảm thấy vui lắm. Anh thích lắm, phấn khởi lắm. Mà tổ chức cái này là cả mong cả tổ quốc nên về những ngày hội như này. Đấy, bây giờ dù buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 nên về chợ châu. Đấy, dù buôn bán trăm nghề, mùng 9 tháng 8 thì về mà xem hơi hay luôn. Bây giờ mà nóng bức như này, các bạn của miền tổ quốc nên về để xem, xong đó ra Đồ Sơn, chiều đến ra Đồ Sơn tắm mát thì cực kỳ hay. Vui lắm, thích lắm. Quý vị, chia sẻ vừa rồi của quý vị khán giả thì chúng ta cũng đã phần nào có thể cảm nhận được rõ về những cảm xúc của quý vị khán giả, những người mà đang trực tiếp có mặt tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, và có thể truyền tải cái không khí này, những nguồn năng lượng này tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi trên qua truyền hình và qua sóng live stream. Và chúng tôi sẽ cùng trở lại sau ít phút nữa. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để tiếp tục theo dõi trận tứ kết cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cuộc đọ sức giữa châu số 01 và châu số 09. Đây là châu số 01. Châu số 01 của ông Nguyễn Quang Linh, phường Vạn Hương, và châu số 09 của ông Lưu Đình Dũng, phường Hải Sơn. Từ sáng đến giờ chúng ta chưa thấy miếng hổ lao, gần hổ lao thôi, chính xác vẫn là một miếng đánh dập.
đúng như là trong cái xu hướng trong nhiều năm trở lại đây thì chúng ta gần như là chúng ta càng ít thấy cái miếng ánh hổ lao. Chắc chắn là như anh Duy đã nói ban đầu là cái miếng hổ lao nó thực ra nó như một con dao hai lưỡi. Và rất ít khi chúng ta chứng kiến, đặc biệt là những trận đấu đầu tiên, nhưng mà rất có thể ở những trận đấu cuối cùng này thì chúng ta lại chứng kiến. Anh Duy có nghĩ như vậy không ạ? Vâng, tôi nghĩ thì khả năng rất cao, bởi vì cái miếng ánh hổ lao như anh Bạch Đàn nói là con dao hai lưỡi ấy, thì tuy nhiên nó cũng có một cái là khi mà mình chủ động đánh miếng hổ lao ấy, nếu như mà Châu mà chủ động mà không bị mà chấn thương ấy, thì nó sẽ là một cái uy hiếp đối phương rất là khủng khiếp, và sau những miếng đánh ấy là dễ là Châu đối phương là bỏ chạy. Và khi bã đã vào sâu ở các cái vòng trong này ấy, thì cần phải giải quyết trận đấu càng nhanh càng sự càng tốt để bảo vệ cái thể lực của các ông Châu, nhất là đến thời điểm là gần trưa này thì cái nhiệt độ ở trên sân ấy, nó rất là cao và nó sẽ ổn ào cái thể lực của các ông Châu rất nhanh. Vâng, rõ ràng là cái sự lựa chọn đưa ra cái miếng đánh hổ lao hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm và tùy thuộc với cả đối phương của mình nữa. Và chúng ta cùng hy vọng là những miếng đánh hay không chỉ là hổ lao đâu, mà những miếng đánh cắn hầu rồi là mí mắt nữa chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. Tôi cũng rất là hy vọng ở cái các đấu này sẽ diễn thêm lại một cái cảnh đánh cắn hầu của Châu 09 rất thuyết phục ở cái khắp đấu ở ngoài vòng loại, ở khắp đấu thứ 8 ở vòng loại là Châu số 09 đã thực hiện được miếng đánh cáng hầu ngoạn mục và buộc Châu đối phương phải bỏ chạy. Và tôi cũng hy vọng là ở cái khắp đấu tiếp theo giữa Châu 09 và Châu 01 thì sẽ lại tiếp tục diễn ra một cái miếng đánh cáng và miếng cáng hầu lâu lắm mới lại thấy xuất hiện. Lúc này thì chúng ta đang cùng chờ đợi sự xuất hiện trên sân của ông Châu số 09. Đây cũng là một ông Châu có sự đầu tư rất lớn trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội này. Được đánh giá là một trong những ứng cử viên rất là tiềm năng cho chức vô địch. Ông Châu 09 đại diện cho phường Hải Sơn với ông chủ Châu là ông Lưu Đình Dũng, sẽ xuất phát từ cửa Bắc. Và lúc này chúng ta đã quan sát thấy là ông Châu 09 đang được dắt vào sân. Sự xuất hiện trên sân muộn như thế này có lẽ cũng là một trong những chiến thuật của ông chủ Châu đúng không ạ? Đúng rồi anh Dũng. Và chắc là theo quy định của ban tổ chức thì tất cả các cái trận đấu tứ kết là đều đưa vào chủ Châu, đều đưa Châu vào ở cửa phía Bắc. Và sau khi là Châu 01 đã vào vòng cửa phía Bắc sẽ là hổ lao chân rất hay, chưa đủ là khi vừa được tháo mũi thì là Châu 09 đã chủ động tấn công và Châu số 01 cũng đã lao vào nghênh chiến. Hay quá, trận đấu hay ngay từ những giây phút đầu tiên. Và khác với cái trận đấu trước thì Châu số 09 chủ động tấn công, nhưng mà đối phương của nó là trong trận đấu này thì cũng hoàn toàn chủ động để có thể đưa ra cái miếng đánh đáp trả. Và tôi nghĩ đây là một cái trận đấu rất là khó dự đoán. Ở cái góc máy này quý vị và các bạn có thể thấy được là gần như là không có một không gian nào giữa hai cặp sừng cả. Và nếu mà chúng ta chờ đợi và chúng ta hy vọng điều mà anh Lưu Duy nói, tức là cái miếng cáng đến từ phía số 09, thì tôi nghĩ là Châu số 01 hoàn toàn có khả năng làm điều tương tự với đối phương. Thể hình tương đồng cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để tạo ra cái sự ganh đua rất là đấy, vâng đấy, cáng hầu anh. Các bạn, vừa rồi lại là miếng đánh cáng rất hay của Châu số 09. Thưa quý vị và các bạn, đúng như mong đợi thì vừa rồi là Châu số 09 đã dùng miếng đánh sở trường của mình là miếng đánh cáng rất hay. Tuy nhiên là Châu số 01 là đã chủ động tháo được thế đánh cáng, miếng đánh cáng của Châu số 09. Ở góc máy này thì quý vị có thể thấy cái độ rộng rừng của hai Châu rất lớn, đặc biệt là Châu số 09 là lên tới cả mét. Ấy vậy mà Châu này vẫn có thể tung ra được cái miếng đánh cáng hầu. Miếng đánh mà cần phải có cái độ rộng sừng hẹp hơn, bởi hẹp hơn thì nó sẽ lách được vào sừng của đối phương dễ hơn, dàng hơn. Thế vậy mà Châu số 09 lại liên tục cho thấy những cái miếng đánh mà chúng ta tưởng chừng là rất là phi logic như vậy. Tiếp tục là một miếng cáng. Tiếp tục là miếng đánh cáng. Châu số 01 rất khôn, được một Châu có khả năng tin.
Châu Số 09 đang cho thấy sự toàn diện của mình khi có những miếng đánh rất đa dạng, đánh dập và cáng. Cho đến thời điểm này thì Châu Số 01 vẫn đang đứng vững, mặc dù thế chủ động đang thuộc về số 09, nhưng chúng ta hãy chờ đợi xem Châu Số 01 đứng vững được bao lâu nữa. Hơn 2 phút đã trôi qua, Châu Số 01 vẫn cho thấy sự bản lĩnh của mình rất lì lợm, và điều này ít nhiều cũng đang gây khó khăn cho Châu Số 09 trong việc quyết định trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, từ khi mà bước vào giao tranh ở cáp đấu này thì Châu 09 luôn thể hiện những miếng đánh sở trường của mình là các miếng đánh cáng. Tuy nhiên phải cũng phải cần phải là khen ngợi Châu Số 01 là luôn là chủ động để tháo những đánh cáng của Châu Số 09. Và cũng cho thấy là Châu Số 01 là Châu cũng rất là lì lợm, liên tiếp là chịu áp lực từ các cái miếng đánh cáng của Châu Số 09. Đúng là khả năng chịu đòn của Châu 01 là rất đáng nể. Và tôi nghĩ đây là một trận đấu sẽ xứng đáng được coi là một trong trận đấu có những miếng đánh hay nhất trong vòng chung kết năm nay. Lúc này thì yếu tố thể lực sẽ là yếu tố quyết định. Liên tục là các phía, thưa quý vị và các bạn, là Châu 09 liên tục là tháo cáng để dùng lấy cáng Châu Số 01. Vâng. Trong cái tình huống vừa rồi thì tưởng chừng là Châu Số 01 đã bỏ chạy, nhưng không phải. Châu Số 01 đang cho thấy những phẩm chất rất lì lợm của mình. Thưa quý vị và các bạn, là Châu Số 01 đã bị thương ở bên chân trước, chân phải ở bên phía trước là đầu sừng của Châu 09. Vâng, đây chính là lợi thế của cái độ rộng sừng Châu Số 09. Khi mà tì như vậy thì rõ ràng là cái lực nó cũng tác động rất lớn đến hai chân trước của Châu đối phương. Và hy vọng rằng là cái việc chấn thương này nó không ảnh hưởng đến quá nhiều đến thể lực của Châu Số 01. Trận đấu đang diễn ra rất là hay và đúng với kỳ vọng của người xem. Sau khi thực hiện liên tiếp các cái pha tháo sừng để đánh cáng thì Châu Số 09, đầu sừng của Châu Số 09 đã đánh vào đầu gối chân trước của Châu Số 01, và chúng tôi đã thấy là hiện tại là chân trước của Châu Số 01 là đã bị thương và đã thấy máu đổ. Từ đầu trận đấu đến giờ thì chúng ta thấy thế trận chủ động là nghiêng về Châu Số 09, nhưng mà chúng ta cũng hãy chờ đợi xem nếu như mà Châu Số 01 tiếp tục chống trả được và đứng vững ở những phố này thì rất có thể trong những phút tiếp theo thì Châu Số 01 sẽ là Châu có khả năng tấn công. Quý vị đang được chứng kiến hai trò đang thi đấu là Châu Số 09 và 04 gặp nhau và đang đi dừng để tiến các tung ra những phản ánh của phía đối phương. Chúng ta thấy là Châu Số 09 chủ động hơn, vừa rồi đã có đến 3 trận sừng để cán không được, bởi vì là Châu Số 01 rất kinh doanh, không thể mới cán được Châu Số 01. Đây rõ ràng là lại cân bằng. Đây rõ ràng là cáp đấu cho thấy sự can trường của các ông Châu. Vâng. Các bạn chưa bỏ chạy. Tiếp tục là lần thứ tư là Châu 09 đã lấy cáng được Châu 01. Tuy nhiên là Châu Số 01 cũng rất là nhanh. Thoát ngay ra được. Khả năng chịu đòn là tuyệt vời. Hai lưới đánh tương phản nhau. Một bên là chủ động tấn công, một bên là phòng ngự chủ động. Gần 7 phút trôi qua là khoảng thời gian mà chúng ta liên tục được chứng kiến những miếng đánh hay của ông Châu Số 09. Tiếp tục là cáng rồi, nhưng mà lại thoát ngay được. Trận đấu đang diễn ra phải nói là tuyệt vời. Khán giả trên sân là cực kỳ phấn khích. Tiếp tục là miếng đánh cáng.
Vâng. Thưa quý vị và các bạn. Vâng. Chạy rồi. Chắc chắn là châu số 9 đã thành thắng lợi. Bởi vì sau miếng đánh cán vừa rồi thì châu số 01 không thể chịu được. À, chúng ta phải dành nhiều lời ngợi khen cho cả châu 09 và châu số 01. À, tuy nhiên có thể nói là với những cái miếng cán liên tục như thế trong thời gian dài, và đặc biệt là cái miếng cán cuối cùng gần như nhấc bổng hai chân trước lên, thì cái việc mà chịu đựng có thể nói là đã giới hạn, và phần thắng đã thuộc về châu số 09. Một phần thắng, một phần thưởng có thể nói là hết sức xứng đáng. Như anh em bình luận chúng tôi đã đánh giá thì châu 09 là hình như là châu 09 là có miếng đánh bản quyền, là miếng đánh cáng rất hay, liên tục tấn công và đánh cáng đối phương, và ở sau hai trận đấu đều bằng những cái miếng đánh cáng, nhất ở trận đấu ở vòng loại, ở trận đấu khắp 8 thì châu số 09 đã đánh cáng hầu, buộc đối phương phải bỏ chạy, và tiếp tục ở trong trận tứ kết cuối cùng để xác định là châu vào vòng bán kết, thì châu số 09 lại tiếp tục dùng các miếng đánh cáng và buộc châu số 01 là châu rất là lì lợm, nhưng mà cũng không thể chịu được trước sức ép tấn công của châu số 09, và châu số 09 đã tiếp tục giành được vào quyền bán kết. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩ tới việc đó chính là châu số 09 cần phải có thời gian để hồi phục sức. Tôi nghĩ là với một cái thời tiết nóng như thế này thì việc mà châu số 09 tổn hao rất là nhiều thể lực trong trận đấu vừa rồi cũng là một điểm bất lợi ở trận bán kết tiếp theo. Với những gì mà đã thể hiện thì châu số 09 xứng đáng được coi là ứng cử viên nặng ký trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với ba châu còn lại. Liên tục là những đòn cáng được châu số 09 đưa ra, và trong tình huống quay chậm này thì chúng ta có thể nhìn thấy là kết quả của những miếng đánh đó đã mang lại chiến thắng cho châu số 09. Tuy nhiên thì cũng phải dành lời khen cho ông châu số 01 đúng không ạ? Vâng, chính xác là như thế. Lì đòn, sức bền tốt và chỉ chịu thua khi mà thể lực suy giảm. Trận đấu này kéo dài trong khoảng thời gian là 7 phút. Và như anh Bạch Ngành vừa chia sẻ thì rõ ràng là trong vòng bán kết khi mà ông châu số 09 gặp ông châu số 10 thì rõ ràng yếu tố thể lực sẽ lại là một bất lợi dành cho ông châu số 09. Ông châu số 9 và ông châu số 10 đều là những ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Thực ra thì 7 phút như anh Ngọc Dũng nói là 7 phút là tính thời lượng của khắp đấu. Nhưng điều quan trọng hơn 7 phút này chính là 7 phút thực chiến, gần như không có thời gian trống. Và trong vòng 7 phút đấy thì gần như các miếng đánh liên tục được tung ra từ phía châu số 09. Và điều hay ở đây chính là chỗ là cái khả năng thoát ra khỏi những cái miếng đánh đó của châu số 01. Tuy nhiên đến những tình huống cuối cùng, những thời điểm cuối cùng thì châu số 09 đã có một miếng cáng thực hiện tương tự như ở cái trận đấu ở vòng loại mà chúng ta được chứng kiến, đó là cáng và nhấc bổng cho đối phương lên trong một thời gian dài di chuyển như thế, thì tôi nghĩ khả năng chịu đựng về mặt thể lực là đã tới hạn rồi, và việc châu số 09 giành được thắng lợi là hết sức xứng đáng. Vâng, rõ ràng là cái diễn biến của trận tứ kết thứ tư này cũng đã mang đến những cặp đấu rất là ấn tượng trong cái vòng bán kết tới đây. Khi đó là cuộc đọ sức giữa ông châu số 09 và ông châu số 10. Trận bán kết đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa ông châu số 03 và ông châu số 13. Và trước khi đến với diễn biến của hai trận bán kết, chúng ta sẽ dành ít phút cho quảng cáo. Hải Phòng Travel Limousine 1900-1767, hãng xe uy tín chất lượng cao, chuyên tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu dàn xe limousine 9 chỗ, 11 chỗ, và đặc biệt dòng xe siêu sang, chuyên cơ mặt đất limousine 28 chỗ, sang trọng bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình, thời gian phục vụ liên tục từ 4 đến 22 giờ hàng ngày, đặc biệt với dịch vụ đón trả tận nhà, nội thành tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Hải Phòng Travel cam kết đem lại hành trình an toàn và những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy gọi ngay 1900-1767 để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao của Hải Phòng Travel. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đạt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269-269. Nơi niềm tin được tạo dựng,
từ gần 150 năm lịch sử, nơi có vị trí chiến lược trọng yếu của nền kinh tế, quốc phòng, an ninh, nơi cửa ngõ của những chuyến tàu giao thương quốc tế, nơi kết nối tất cả hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng, Việt Nam. Với kinh nghiệm Hải Phòng Travel Limousine 1900-1767, hãng xe uy tín chất lượng cao, chuyên tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu dàn xe limousine 9 chỗ, 11 chỗ và đặc biệt dòng xe siêu sang, chuyên cơ mặt đất limousine 28 chỗ, sang trọng bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình, thời gian phục vụ liên tục từ 4 đến 22 giờ hàng ngày, đặc biệt với dịch vụ đón trả tận nhà, nội thành tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Hải Phòng Travel cam kết đem lại hành trình an toàn và những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy gọi ngay 1900-1767 để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao của Hải Phòng Travel. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được chứng kiến những pháp đấu sôi động nảy lửa và kịch tính đến tận những giây cuối cùng của vòng tứ kết lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn 2023. Và quý vị cũng đừng quên là hãy lập tức tải app TSP One của chúng tôi, đăng ký tài khoản chính danh và lập tức bình chọn để xem là ông Châu nào theo ý quý vị sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong lễ hội năm nay và nhận về giải thưởng 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ là công ty du lịch Hòa Bình quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, lễ hội chợ châu Đồ Sơn với những giá trị truyền thống và những sự đổi mới văn minh hiện đại đã và đang tạo nên nét văn hóa riêng của vùng duyên hải Bắc Bộ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy thì điều gì đã làm nên sự sống bền bỉ của một lễ hội cư dân miền biển? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngay sau đây. Tháng 8 âm lịch, khi gió mùa thu nổi lên, trong tiếng trống hội rền vang, sau những nghi thức linh thiêng dưới mái đình làng biển, những pháp đấu tưng bừng sinh khí trời đất của những ông châu dũng mãnh lại diễn ra. Đó là không khí của lễ hội chọi châu Đồ Sơn, một lễ hội mang nhiều màu sắc văn hóa độc đáo của cư dân miền biển Hải Phòng. Nếu chưa một lần đến với lễ hội chợ châu Đồ Sơn, du khách gần xa có thể tìm đọc tản văn Chợ châu Đồ Sơn của nhà thơ Tô Ngọc Thạch hay qua nghiên cứu về ngôn ngữ lễ hội chợ châu của tiến sĩ Nguyễn Đức Thuận, một công trình nghiên cứu chuyên sâu mô tả chi tiết về lễ hội cổ xưa này. Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ. Rất là lạ là tại sao lại còn một dân đi biển mà lại tổ chức lễ hội chợ châu. Một con trâu của cái văn hóa của nước. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái người ngư dân, xuất phát ngư dân cũng là xuất phát từ bên nông dân. Trong gia đình thì có vợ thì trồng trọt, cấy lúa, chồng thì đi biển, con trai đi biển. Thế nó gắn bó giữa, thí dụ cái làng này cũng thế, cả một làng cũng thế, một nửa làng thì là nông dân, còn một nửa làng là ngư dân. Thì nó phải tạo nên một sự gắn bó, đấy là một cái đặc sắc rất là tiêu biểu và rõ nét. Là đối với cái lễ hội chợ châu Đồ Sơn, nó khác với các cái lễ hội chợ châu khác, trong đó thì như cái lễ hội chợ châu mùa xuân ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc ấy, thuần túy là một cái lễ hội mà có tính chất thi đấu thể thao. Còn đối với cái lễ hội chợ châu Đồ Sơn thì đây là một cái lễ hội mà nó gắn liền với cái tục hiến sinh, gắn liền với biển cả. Thì qua cái hình ảnh con trâu cặp sừng trâu, nó gợi nhớ về một cái hình ảnh trăng khuyết. Và mặt trăng thì nó liên quan đến cái yếu tố thủy triều, liên quan đến biển cả. Cái việc chọi trâu, hai con trâu chọi ở trên một cái vùng biển như vậy thì nó tạo lên một cái xung lực vũ trụ. Và khi chọi trâu xong thì có cái lễ hiến tế với thần biển ấy, thì nó cầu cho sóng yên biển lặng, cầu cho thuyền ra khơi được tôm cá đầy khoang. Vua hết sức lành mạnh và chọi trâu mang cái thể hiện tính đoàn kết cộng đồng. Chứ không phải chỉ có mà là đối chọi, người ta tưởng rằng là cái đối chọi giữa các sới nọ, sới kia, làng nọ, đằng kia. Nhưng đây là thể hiện một cái sự hòa đồng trong cái nền văn hóa chung. Như người ta vẫn thường có câu là thần các làng cùng thờ, thế rồi trống của các làng cùng nhau đánh. Chứ không phải là thần làng nào làm cái thờ và trống làng nào làm cái đánh. Đây là một cái đặc biệt rất là rõ.
giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của một lễ hội cổ xưa. Trong nhiều năm qua, chính quyền và người dân Đồ Sơn, đặc biệt là các nghệ nhân dân gian, luôn ý thức phục hồi vốn cổ, cùng với việc điều chỉnh các nghi lễ, tập tục cho phù hợp với nếp sống đương đại. Những nét đặc trưng cùng giá trị truyền thống lâu đời của lễ hội sôi động, độc đáo, bậc nhất nơi miền cửa biển Hải Phòng sẽ luôn được gìn giữ cho mai sau. Châu số 03, chủ châu là ông Lưu Đình Nam ở phường Vạn Hương. Châu được mua về từ Thái Lan, chiều cao châu 160cm, chiều dài châu 257cm, vòng ngực 200cm, chiều cóp sừng 2cm, độ rộng của sừng 80cm, với các đặc điểm tròn khoáy sau, đuôi móng sò, lông da đen, ngực nở. Thân mến, trước mặt chúng ta sẽ là trận bán kết đầu tiên. Cuộc đọ sức giữa châu số 03 và châu số 13. Thưa quý vị và các bạn, rất hay, châu số 03 chủ động tấn công số 13. Tuy nhiên, châu số 13 đã lé tránh châu số 03 và dồn ép châu số 03. Mặc dù là tầm thước của châu số 13 là so với châu số 03 thì không thể, về mặt hình thể là không thể bằng. Tuy nhiên nhưng mà châu số 03 rất là khôn khéo. Với thể hình vượt trội thì việc châu số 03 đưa ra miếng đánh chủ động đầu tiên là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên thật là ngạc nhiên, đến thời điểm này thì châu số 13 lại là châu đang có được cái miếng cáng đầu tiên. Rõ ràng cái việc mà chống chọi được với cái sức ép chủ động ngay từ đầu của đối phương như thế này thì đã giúp cho châu số 13 bình tĩnh trở lại. Và tôi tin là châu số 13 sẽ còn đứng vững trong thời gian nữa. Vấn đề ở đây là khả năng chịu đựng được sức ép trong vòng bao lâu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là thể hình nhỏ hơn nhưng mà chính châu số 13 vừa rồi là châu được lấy được cán châu số 03. Tuy nhiên là châu số 03 cũng đã kịp thoát được khỏi miếng đánh cán của châu số 13. Không chỉ có ưu thế vượt trội về mặt thể hình thì kể cả thời gian thực chiến châu số 03 trong... Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là miếng đánh cán của châu số 13. Vâng, hoan hô châu số 13. Và tiếp tục là miếng đánh cán nhấc bổng châu số 13 lên của châu số 03 của châu số 13. Rất hay. Không chỉ có lợi thế về mặt hình thể thì trong những trận đấu vừa qua châu số 03 gần như là không mất quá nhiều thể lực ở những phút thực chiến. Trong trận đấu gần đây nhất thì châu số 03 gần như không phải tốn một giọt mồ hôi nào, bởi vì đối phương vừa mới nhìn thấy đã chạy ngay rồi. Và đây mới là thử thách thực sự đối với châu số 03. Đúng như các cụ thường nói, nhỏ nhưng mà có võ. Thực ra từ khi mà châu số 03 chủ động tấn công châu số 13, không những né tránh được miếng đánh của châu số 03 và châu số 13 lại còn liên tục ở vào thế đánh cắn và nhấc bổng cả châu số 03. Trong khoảng hơn 10 mét thì châu số 03 mới phá được thế đánh cắn của châu số 13. Nếu như không nói về mặt thông số, không nhìn về mặt thông số thì quý vị và các bạn có thể thấy được là gần như không có bất cứ một cái sự vượt trội nào về mặt diễn biến cho đến thời điểm này. Ý tôi muốn nói tức là thế trận đang rất là cân bằng. Điều đấy nó cho thấy là châu số 13 khả năng chịu đòn ổn. Và với cái việc mà châu số 03 chủ động tấn công nhưng mà chỉ là một miếng đánh dập nhanh thì tôi nghĩ là chưa đủ để có thể hạ gục được châu số 13. Chúng ta thấy cái châu số 13 có được cách lấy cán vô cùng hiểm. Bất ngờ có lẽ là cảm giác của tất cả chúng ta khi mà theo dõi những diễn biến trong những phút vừa qua của cặp đấu đầu tiên trong vòng bán kết. Nhỏ hơn nhưng mà châu số 13 lại cho thấy sự can trường của mình, rất lì lợm và liên tục đưa ra những đòn đánh chủ động, và đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho ông châu có trọng lượng lớn nhất tại mùa giải năm nay, 1 tấn 3, đó là ông châu số 03. Rõ ràng là với lễ hội chọi châu Đồ Sơn, một lễ hội không có quy định về cân nặng của các ông châu, nhưng mà vẫn tiềm ẩn những cái diễn biến bất ngờ đến từ những cặp đấu nhỏ hơn nhưng lì lợm hơn, dũng mãnh hơn, vẫn có thể là ông châu sẽ giành được chiến thắng. Châu Bảo sẽ chiến thắng để đi vào danh hiệu, đi vào thi đấu trận chung kết.
nếu như có thể tung ra được miếng cáng về phía đối phương, tức là châu số 13 có thể tung ra miếng đánh này về phía đối phương, thì cái việc mà hạ gục được cũng tương đối khó khăn bởi vì trọng lượng của châu số 03 rất lớn. Ở góc máy này thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt về mặt thể hình đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. Có lẽ đây là trận đấu khó khăn đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội năm nay của châu số 03. Hai trận trước quá nhàn đúng không ạ? Vâng, thử thách thực sự. Và nếu như giành chiến thắng được trong trận đấu này thì châu số 03 mới thể hiện được họ đây là ứng cử viên của chức vô địch. Quý vị các bạn vừa theo dõi, châu số 03 đã phải quỳ cả hai chân trước xuống để hạn chế khả năng lấy đánh cáng của châu số 13. Xuất hiện tại vòng bán kết này thì rõ ràng đều là những ông châu được đánh giá rất cao, được huấn luyện rất kỹ càng, được trang bị những miếng đánh rất độc và mang bản sắc của châu chọi Đồ Sơn. Ngoài ra thì chúng ta không thể không nhắc đến cái yếu tố can trường của mỗi ông châu, sự lì lợm, yếu tố thể lực cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Đúng là mỗi châu một vẻ. Đây là miếng cáng rồi. Các bạn lại tiếp tục một miếng đánh cáng rất tay của châu số Hoano, châu số 01. Châu số 13. Và Hoano, châu số 13. Miếng đánh cáng lần này rất tay của châu số 13. Không biết là châu số 03 chịu được không? Nhưng cũng phải khen ngợi châu số 03 cũng rất là lì đòn. Vâng. Và thưa quý vị các bạn, sự thể hiện lì đòn của châu số 03 mặc dù đã bị luân phiên đánh cáng hai lần, nhưng cuối cùng châu số 13 phải bỏ chạy trước châu số 03. Bất ngờ đã không xảy ra. Bất ngờ là điều mà chúng ta đã tưởng chừng như xảy ra sau khi mà châu số 13 thực hiện một pha cáng hầu rất độc. Đến lúc này thì chúng ta có thể khẳng định một điều là châu số 03 không chỉ mạnh về mặt hình thể, châu số 03 còn có những phẩm chất rất hay nữa, đó chính là khả năng chịu đòn, đó chính là khả năng thoát ra khỏi những miếng đánh của đối phương, và đó chính là khả năng tấn công đa dạng. Và tôi nghĩ là vào được trận chung kết thì châu số 03 sẽ là một ứng cử viên rất là nặng ký, thậm chí có phần nhỉnh hơn hai châu còn lại ở trận bán kết mà chúng ta sắp theo dõi. Và rõ ràng là khi theo dõi diễn biến của khắp đấu vừa rồi thì những lời khen ngợi là điều mà chúng ta cần phải trao cho ông châu số 13 đúng không ạ? Bất lợi về thể hình nhưng lại là ông châu chủ động hơn trong suốt diễn biến của trận đấu. Tuy nhiên khi gặp phải một đối thủ có cái độ nhỉnh về thể hình thể lực thì từng đó là chưa đủ để ông châu số 13 có thể tạo ra bất ngờ tại vòng bán kết này. Vâng. Và tổng thời gian của khắp đấu đầu tiên trong vòng bán kết là 5 phút 40 giây. Vâng. Đây là một trong những miếng cáng tuyệt vời của châu số 13. Rất tiếc chưa thể quyết định được trận đấu từ pha đánh cho này. Châu số 13 mặc dù là chủ động đánh cáng và hai lần nhấc bổng được đầu châu số 03 lên, nhưng mà do về thể hình thể trạng của châu số 13 là quá nhỏ bé so với châu số 03, cho nên là cũng phải khẳng định cái độ lì lợm của châu số 03, chịu đòn rất tốt và liên tục phá được thế đánh cáng và chủ động tấn công. Và sau lần hai lần đánh cáng không thành công thì châu số 13 đã phải bỏ chạy. Rất tiếc cho châu số 13. Trong miếng đánh cáng mà quý vị vừa mới theo dõi ở góc độ làm chậm của camera thì chúng ta có thể thấy được là hầu hết những châu sẽ bỏ chạy. Và bởi vì đây là một miếng đánh rất là độc và kéo dài trong một thời gian. Ấy vậy mà châu số 03 vẫn đứng vững. Và gần như sau cái tình huống đó thì cái sức chịu đựng của châu số 13 đã tới hạn rồi. Và tôi nghĩ là nếu như châu số 13 hôm nay gặp một đối thủ có trọng lượng thấp hơn thì tôi nghĩ phần thắng có lẽ đã thuộc về châu này. Vâng, chính xác là như vậy. Và chúng ta đã xác định được ông châu xuất hiện trong trận chung kết. Đó là ông châu số 03, đại diện của phường Vạn Hương. Với việc tại vòng bán kết này có 4 ông châu đại diện đến từ 4 phường khác nhau, chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra được nhà tân vô địch. Sau khi mà ông châu của phường Bàng La bị loại ở vòng tứ kết, một trận đấu chắc chắn là mang đến cho quý vị khán giả có mặt trực tiếp tại sân cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình một cảm giác vô cùng thích thú, rất hào hứng. Có lẽ đây là phần thưởng xứng đáng dành cho sự nhiệt thành của đông đảo quý vị khán giả đến thời điểm này vẫn luôn có mặt rất đông tại sân vận động Đồ Sơn. Những điều kiện về mặt cơ sở hạ tầng ban tổ chức đã triển khai trong thời gian vừa qua cũng là một yếu tố mà rất đáng khen ngợi để tạo ra sức hút lớn hơn cho mùa giải năm nay.
Trước khi trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi thì hầu hết những nhận định của những người xung quanh ekip làm tại đây đều đánh giá là Châu số 03 sẽ dễ dàng giành chiến thắng bởi vì những cái yếu thế mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Ấy vậy mà thực tế thì không phải như vậy. Châu số 03 đã giành được một thắng lợi có thể nói là rất khó khăn ngoài sức dự kiến. Và chúng ta chờ đợi cái trận bán kết thứ hai giữa Châu số 9 và Châu số 10 cũng có được những miếng đánh hay như những trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi. Và tôi nghĩ rằng cái trận bán kết thứ hai sẽ ngang tài ngang sức và cân sức hơn. Không biết là ý kiến của anh Lưu Duy thế nào? Vâng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Bạch Đàn. Tuy nhiên thì tôi vẫn nghiêng về Châu số 09 hơn. Bởi vì là như tôi nói ở trong các đấu trước mà khi có Châu 09 tham gia thì Châu 09 là có miếng đánh cán rất độc đáo, rất hay. Và tôi cũng là hy vọng là nếu như ở cái trận bán kết thứ hai này mà Châu 09 mà vào được vòng chung kết thì hứa hẹn cái trận chung kết rất hay giữa Châu 09 và Châu số 03. Vâng, đúng như vậy. Đến lúc đó giả sử mình đặt một cái tình huống, chúng ta đặt một cái tình huống là Châu số 09 giành thắng lợi để vào chung kết thì chúng ta sẽ kỳ vọng được là những cái miếng cáng mà Châu số 09 đã từng thể hiện được tung về phía Châu số 03 thì không biết là lúc đấy khả năng chịu đựng của Châu số 03 như thế nào. Tất nhiên đấy mới là cái chữ nếu thôi, và trước mắt chúng ta sẽ là cái trận bán kết. Và hy vọng rằng Châu số 09 trong thời gian nghỉ vừa rồi, gần 15 phút vừa rồi thì sẽ hồi phục được thể lực và để cống hiến tiếp những cái trận đấu hay cho quý vị và các bạn. Trận bán kết thứ hai như nhà báo bình luận viên Phạm Bạch Đàn vừa chia sẻ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ông Châu được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Đó là ông Châu số 10 của chủ Châu Hoàng Gia Ivan tới từ phường Ngọc Xuyên. Ông Châu có đến 5 năm chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay và đối thủ là ông Châu số 09. Một ông Châu cũng đã thể hiện được rất nhiều những phẩm chất của mình thông qua các vòng đấu tại mùa giải năm nay, đó là ông Châu số 09 của chủ Châu Lưu Đình Dũng đến từ phường Hải Sơn. Và ngay sau đây sẽ là những thông số liên quan đến hai ông Châu này. Và chúng ta cùng lựa chọn một trường xem Châu nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. 10-9, 9-10. Go! Có phát clip Châu đây nghe, em vừa giới thiệu rồi. Châu số 10, chủ châu là ông Hoàng Gia Ivan ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Tây Ninh với chiều cao châu là 150cm, chiều dài 229cm, vòng ngực 229cm, chiều cao sừng là 40cm, độ rộng sừng 102cm. Với các đặc điểm, một khoang, bốn khuấy, đuôi chai bóng sò, lông da đen. Châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 158cm, chiều dài 240cm, vòng ngực 240cm, chiều cao sừng 45cm, độ rộng của sừng là 100cm, với đặc điểm 4 khuấy chung. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi các hạp đấu vô cùng kịch tính, sôi động và hấp dẫn nằm trong khuôn khổ của lễ hội Châu Đồ Sơn năm 2023. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng có thể lựa chọn app On Plus và FPT Play để có thể theo dõi những diễn biến này. Diễn biến của lễ hội Châu Đồ Sơn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ dành sự quan tâm, sự ủng hộ cho các ông Châu. Đến giờ phút này thì chỉ còn một hạp đấu nữa thôi thì cổng bình chọn dành cho ông Châu vô địch tại app DFBO của chúng tôi sẽ chính thức đóng lại. Và đây là khoảng thời gian còn lại để quý vị và các bạn có thể tham gia vào và có cơ hội trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Hòa Bình Travel. Châu giành chức vô địch sẽ được trao giải thưởng 100 triệu, châu thứ nhì 60 triệu và hai châu đồng giải ba là 30 triệu.
Năm nay thì mức giải thưởng dành cho các ông châu giành ngôi vô địch, giải nhì và đồng hạng ba đã được tăng lên so với mùa giải năm ngoái. Và đây cũng là một nguồn động viên khích lệ dành cho các ông chủ châu và cũng là phần thưởng xứng đáng cho sự tâm huyết của họ trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta cùng chờ đợi một trận bán kết thứ hai hấp dẫn và hay như trận mà thứ nhất vừa mới diễn ra cách đây ít lâu. Cuộc đọ sức giữa châu số 9 và châu số 10 được kỳ vọng là cân sức hơn so với trận bán kết thứ nhất. Châu số 9 và châu số 10 đều thể hiện được những gì mà giới chuyên môn kỳ vọng. Nếu như châu số 9 rất là mạnh trong những pha cáng mà chúng ta đã được theo dõi, thì châu số 10 lại có lối đánh khá là toàn diện, khả năng chịu đòn tốt, bền bỉ. Tuy nhiên khá giống với châu số 3 thì châu số 10 có gặp những cái thử thách ở những cái vòng đấu trước không quá nhiều. Tôi nghĩ như vậy. Những đối thủ rõ ràng nhất của châu số 10 chỉ là châu số 11 thôi. Nhưng châu số 11 ở cái trận đấu gặp châu số 10 thì đã bị tổn hao rất nhiều ở trận vòng đấu trước. Và trước khi đến với trận bán kết thứ hai này thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số khoảnh khắc đẹp của các mùa lễ chọi châu. Và các bạn, trước mắt chúng ta sẽ là trận bán kết rất đáng chú ý giữa hai ông châu số 9 và số 10. Có thể nói đây là một trận chung kết sớm khi mà đây đã là vòng bán kết nhưng mà lại có sự xuất hiện của hai ông châu được đánh giá rất cao. Và ông châu nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ bước vào vòng chung kết để đối đầu cùng ông châu số 03. Hơn 30 năm kể từ ngày được khôi phục trở lại vào năm 1990 thì trong những năm qua, người dân, các nghệ nhân như là các chủ châu tại Đồ Sơn dành rất nhiều sự tâm huyết để có thể mang đến sự chuẩn bị tốt nhất cho ông châu của mình. Và những khắp đấu hay, hấp dẫn mang lại nhiều hứng thú cho quý vị khán giả. Đó là mong muốn lớn nhất của những người chăm châu, những người huấn luyện châu tham dự các mùa lễ hội. So với phần thưởng mà ban tổ chức dành cho châu đoạt giải ở các mùa
thì định theo tôi nghĩ nó chỉ là câu chuyện về mặt động viên thôi, chứ chi phí mà mỗi công chủ châu bỏ ra để chăm sóc châu để lọt vào cái trận chung kết nó rất là lớn, có thể con số lên tới vài trăm triệu. Nhưng mà người dân Đồ Sơn và các ông chủ châu vẫn gắn bó với lễ hội này bởi vì đây là một cái nét văn hóa tâm linh rất quan trọng đối với họ. Đó là một yếu tố về tinh thần đúng không ạ? Vâng, chính xác là họ đến với lễ hội với một cái tâm thế rất là tuyệt vời. Khoảng thời gian một tháng trước khi mà lễ hội diễn ra thì có thể thấy rằng người dân Đồ Sơn từ người già cho đến người trẻ, từ nam cho tới nữ đều dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều người có thể tạm gác lại công việc hàng ngày của mình để có mặt tại những buổi chăm trâu, đập trâu. Và đặc biệt là ngày hôm nay khi mà lễ hội được chính thức diễn ra, một lượng lớn người dân Đồ Sơn nói riêng và đông đảo du khách đã có mặt tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để có thể trực tiếp theo dõi những khạp đấu nằm trong khuôn khổ của lễ hội. Và đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, tiếp tục cái mạch thể thao đầy tinh thần thượng võ của người dân miền biển Hải Phòng nói chung, người dân Đồ Sơn nói riêng. Một mùa lễ hội đã được tổ chức với rất nhiều những đổi mới, nét văn minh và hiện đại. Có thể nói đến thời điểm này thì lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2023 đã thành công. Không chỉ là cái câu chuyện không khí trên sân, nó còn đến từ các cái khán đài, đó đến từ các cái công tác tổ chức và đặc biệt là đến từ các cái trận đấu mà chúng ta đang và sẽ theo dõi sắp tới. Và một lần nữa lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn đã khẳng định được cái sức hút đối với khán giả trong cả nước. Và chúng ta hy vọng là qua mỗi một năm thì ban tổ chức sẽ có những cái biện pháp, có những cái cải tiến để làm sao công tác tổ chức nó ngày càng hoàn thiện hơn để cống hiến nhiều trận đấu hay hơn và tạo ra cái sức hút đối với khán giả của cả nước. Với tâm huyết và tình yêu dành cho lễ hội thì tôi tin chắc rằng điều này sẽ được hiện thực hóa và sẽ có những mùa lễ hội được tổ chức rất là tuyệt vời dành cho người dân cũng như đông đảo du khách. Và với quý vị khán giả truyền hình thì có lẽ chúng ta chỉ còn lại một khoảng thời gian rất ít nữa thôi để có thể tham gia vào chương trình bình chọn cho ông Châu vô địch tại lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm 2023. Quý vị và các bạn hãy tải và đăng nhập vào app TFPON để có thể tham dự. Là giải thưởng dành cho cuộc bình chọn này sẽ là phần tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ Hòa Bình Travel. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với những thông số của hai ông Châu sẽ có mặt trong trận bán kết thứ hai này. Châu số 10, chủ châu là ông Hoàng Gia Ivan ở phường Ngọc Xuyên. Châu được mua về từ Tây Ninh với chiều cao châu là 150cm, chiều dài 229cm, vòng ngực 229cm, chiều cao sừng là 40cm, độ rộng sừng 102cm. Với các đặc điểm, một khoang, bốn khoáy, đuôi chai bóng sò, lông da đen. Châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 158cm, chiều dài 240cm, vòng ngực 240cm, chiều cao sừng 45cm, độ rộng của sừng là 100cm, với đặc điểm bốn khoái chung. Bây giờ đã là gần 12 giờ trưa, thời tiết cũng khá là oi bức. Tuy nhiên, so với sự nhiệt huyết mà đông đảo quý vị khán giả dành cho lễ hội Đồ Sơn thì không thấm vào đâu. Trên khắp các khán đài ABCD của trung tâm của Đồ Sơn lúc này vẫn được đầy bởi một số lượng lớn khán giả, những người đã có mặt từ rất sớm trong buổi sáng ngày hôm nay và đã trải qua hành trình gần 4 đồng hồ đi cùng với lễ hội Chợ Châu. Đây thực sự là một cái nguồn động lực rất lớn cho ban tổ chức lễ hội, cho những người tâm huyết với lễ hội Chợ Châu để họ ngày càng cố gắng hơn trong công tác tổ chức, sẽ có nhiều nét cải thiện để lễ hội ngày càng trở thành một món tinh thần không thể thiếu được của người dân Hải Phòng nói riêng và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung. Và lúc này theo quan sát của chúng tôi thì tại cửa Nam đã có sự xuất hiện của Châu số 10. Ông Châu số 10. Vâng. Chủ châu là ông Hoàng Gia Ivan. Hoàng Gia Ivan. Ông Hoàng Gia Ivan chính là con trai của ông Hoàng Gia Bổn, một ông chủ châu của thế hệ đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn,
để lọt được vào trận bán kết 2 này thì châu số 10 của ông Ivan đã giành thắng lợi châu số 08 ở trận đấu loại và ở trận đấu tứ kết thì thắng châu số 11 của ông Đinh Đình Phú. Thế còn châu số 09 để lọt được vào trận bán kết 2 này thì châu số 09 đã giành thắng lợi là châu số 01 ở vòng loại, châu số 06 ở vòng loại và thắng châu số 01 ở vòng tứ kết. Và đây là trận bán kết thứ hai giữa hai chủ châu là châu số 10 và châu số 09. Châu số 09 là chủ châu là ông Lưu Đình Dũng, còn châu số 10 là châu của ông Hoàng Gia Ivan ở phường Ngọc Xuyên. Quý vị thân mến, lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2023 ngoài việc được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của TSV, ứng dụng OnPlus, FPT Play thì cũng được tiếp sóng đồng thời trên hệ thống các đài phát thanh truyền hình khu vực. Và lúc này thì chúng tôi đang ghi nhận được sự tiếp sóng của các đài Bình Phước 2, Đà Nẵng 2, Nghệ An, Thái Bình và Quảng Ninh 3. Điều này cũng rất ý nghĩa trong việc lan tỏa những hình ảnh của lễ hội đến với đông đảo người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Lúc này chúng ta đang chờ đợi ông châu số 09 sẽ được dắt vào sân. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì trận đấu này sẽ là một trận đấu ngang sức hơn là cặp bán kết mà chúng ta vừa mới theo dõi cách đây ít lâu. Châu số 09 là một châu đã chứng minh được những gì mà giới chuyên môn đánh giá rằng là châu hay và là châu có khả năng tiến xa, đặc biệt là với những miếng đánh cáng. Và đối thủ của châu số 09 trong trận bán kết này là châu số 10. Nếu như có thể giành được thắng lợi trước châu số 10 thì trận chung kết giữa châu số 03 và châu số 09 sẽ rất đáng xem. Có thể nói là đường đi của châu số 03 khá là thuận lợi, không chỉ có thể hình vượt trội mà châu số 03 cũng đã chứng minh được những phẩm chất khác của mình. Thời gian nghỉ của châu số 03 cũng khá dài, đây là một lợi thế vô cùng lớn. Chúng ta hãy chờ xem cuộc đọ sức giữa châu số 09 và châu số 010 như thế nào. Trận bán kết thứ hai đã bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, châu số 09 đã chủ động lao vào tấn công châu số 10. Châu số 09 đang thể hiện có miếng đánh rất độc đáo là miếng đánh cáng. Rõ ràng là việc mà chủ động tấn công đang nằm trong cái toán tính của ông chủ châu số 09. Nếu như giành thắng lợi trong trận đấu này, thắng được châu số 10 trong thời gian ngắn thì đây là một cái yếu tố quan trọng, bởi vì châu số 09 đã bị bào mòn thể lực ở những trận đấu trước rất nhiều và đối thủ đang chờ châu số 09. Nếu như giành được thắng lợi thì là châu số 03 chúng ta đã biết rồi có vô bàn nhiều. Miếng đánh cáng của châu số 09. Thưa quý vị và các bạn, là châu số 09 vừa rồi đã lấy cáng được châu số 10. Tuy nhiên là cũng không bốc đầu được châu số 10 lên, bởi vì châu số 10 đã phá được thế đánh cáng của châu số 09. Cho dù là trận bán kết thứ hai này châu nào giành thắng lợi thì cũng là rất là thiệt thòi so với cái thời gian hồi phục của châu số 03 ở trận bán kết 1 đã giành chiến thắng. Và cái lợi thế không chỉ về thể hình và về cả thời gian phục hồi, thì cho dù châu 09 hoặc là châu số 10 ở trận bán kết thứ hai này có giành thắng lợi vào trận chung kết gặp châu số 03 cũng là một cái thiệt thòi cho một trong hai châu đang hai châu vẫn đang tiếp tục là đang ghim sừng nhau, để đặc biệt là châu số 10 đang ghi sừng để không cho châu số 9 là có thể rút sừng ra để đánh cáng được châu số 10. Có vẻ như châu số 09 đang muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà đối phương là châu số 10 thì không cho châu số 09 làm đến một điều dễ dàng. Chúng ta có thể thấy là châu số 09 đang lấy cáng và chính xác là đã có hai miếng rồi, nhưng mà châu số 10 đã cho thấy cái khả năng ứng biến bằng cách là thoát ra rất là nhanh. Và bây giờ thì cái trạng thái đang là khá cân bằng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi mà yếu tố thể lực sẽ cần hai ông châu tiết kiệm để có thể, nếu như góp mặt tại trận chung kết, sẽ có đủ những yếu tố cần thiết để đọ sức với châu số 03.
Đúng là một cặp cân tài cân sức. Vâng, có thể nói là Châu 09 vừa rồi định lấy sừng để đánh cáng, nhưng Châu số 10 rất nhanh đã quỳ hai chân xuống và tiếp tục đè sừng của Châu 09 để không cho Châu 09 có thể đánh miếng đánh cáng được. Phản ứng rất linh hoạt của Châu số 10 trong tình huống vừa rồi. Nếu như không quỳ xuống thì rất có thể Châu số 9 đã có được một miếng cáng, và đây sẽ là một tình thế nguy hiểm đối với Châu số 10. Tiếp tục là miếng đánh cáng của Châu số 9, rất nhanh, rất hay. Châu số 9 đã lấy được cáng của Châu số 10 và tiếp tục là đang đẩy lùi. Đây sẽ là tình huống quyết định. Là chạy rồi. Dự kiến của chúng tôi, đúng như dự đoán của chúng tôi, là Châu số 09 sau khi mà đánh cáng được Châu số 10 thì Châu số 10 rất nhanh đã phá được thế đánh cáng. Tuy nhiên đã bị Châu 09 dồn ép và Châu số 10 đã phải bỏ chạy. Và thưa quý vị các bạn, là như vậy là Châu số 09 của ông Lưu Đình Dũng sẽ lọt được vào trận chung kết để gặp Châu số 03. Hai Châu số 03 của ông Lưu Đình Nam. Hai Châu số 03 và Châu số 09 lọt vào trận chung kết, trận đấu cuối cùng, trận đấu được chờ đợi nhất, là hai Châu thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Và đúng như là như bọn tôi, chúng tôi có trao đổi với nhau trước khi trận bán kết này diễn ra, thì chúng tôi cũng cầu mong là Châu số 09 có thể kết thúc trận đấu này một cách nhanh nhất có thể, và cuối cùng thì cái mong muốn đấy cũng đã trở thành hiện thực. Nếu như mà Châu số 09 có thể kết thúc trận đấu nhanh thì cái việc hồi phục thể lực nó sẽ giúp cho trận chung kết hấp dẫn hơn, hay hơn đối với quý vị và các bạn. Thưa quý vị các bạn, chúng tôi hy vọng ở cái trận chung kết giải chọi châu, lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2023 sẽ là hứa hẹn một cái trận đấu rất hay, bởi vì cả hai châu đều có những miếng đánh cáng, kể cả về thể lực hoặc là về thể hình, nhưng hai châu là đều là châu có những miếng đánh rất kỹ thuật. Và chính vì vậy là chúng tôi hy vọng cái trận chung kết sẽ diễn ra mãn nhãn, đáp ứng được yêu cầu và cái nguyện vọng của khán giả truyền hình đang xem truyền hình của truyền hình Hải Phòng. Đây cũng chính là trận đấu mà Châu số 09 gặp nhiều khó khăn. Nếu như các trận đấu trước thì chúng ta thấy Châu số 09 liên tục tung ra những miếng cáng khá là dễ dàng, nhưng mà trong trận đấu mà chúng ta vừa mới theo dõi thì điều đấy đã không xảy ra. Phải khá khen cho Châu số 10 bằng cái việc là thoát ra khỏi những cái miếng đánh này. Trong hầu hết thời lượng của trận đấu mà quý vị vừa mới theo dõi thì hai chân trước của Châu số 10 gần như là quỵ xuống để tránh những miếng đánh của Châu số 9. Tuy nhiên vào đến thời điểm cuối cùng thì rõ ràng là những ưu thế của Châu số 09 đã phát huy được đúng lúc và chiến thắng đã thuộc về Châu số 09. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau khi trận bán kết thứ hai kết thúc thì tổng đài bình chọn cho ông Châu vô địch tại mùa lễ hội năm nay cũng đã chính thức đóng lại, và cũng rất mong là những quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm và tham gia vào cuộc bình chọn này sẽ có thể trở thành chủ nhân may mắn của phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và trước khi đến với trận chung kết, trận đấu quan trọng nhất của lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2023, chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho quảng cáo. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đặt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269-269. Nơi niềm tin được tạo dựng từ gần 150 năm lịch sử. Nơi có vị trí chiến lược trọng yếu của nền kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nơi cửa ngõ của những chuyến tàu giao thương quốc tế. Nơi kết nối tất cả hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không.
Cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng, Việt Nam. YM Education là học viện ngôn ngữ, trung tâm đào tạo tiếng Hàn và tư vấn du học Hàn Quốc hàng đầu tại Hải Phòng. Tại YM Education, chúng tôi có cơ sở vật chất, hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đội ngũ giáo viên người Hàn và người Việt đã tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Chúng tôi là đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quản lý, liên kết trực tiếp tại hơn 30 trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Đến với YM, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với học viên trong suốt hành trình du học của các bạn du học sinh. Hàng năm, YM Education thành công đưa hàng trăm du học sinh sang học tập tại Hàn Quốc. YM Education, du học Hàn Quốc, tầm nhìn tương lai. Khương Thảo Đan Khô, công thức mới, cải tiến vượt trội. Bổ sung hoạt chất creatine không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan đã tốt, Khương Thảo Đan Khô này còn tốt hơn. Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng. Công ty cổ phần thực phẩm Thái Bình Dương, số 6/726 đường Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng, tự hào là nhà cung cấp thực phẩm sạch và suất ăn công nghiệp tại các trường học, nhà máy, khu công nghiệp ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, nguồn nguyên liệu sạch được chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng đội ngũ công nhân viên lành nghề được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên, công ty cổ phần thực phẩm Thái Bình Dương, đơn vị uy tín trong ngành thực phẩm sạch và suất ăn công nghiệp, hotline 0912 329 879. Với nhiều sự kiện giải trí hấp dẫn, VTC triển khai chính sách ưu đãi chưa từng có. Duy nhất một gói kênh VTC HD chỉ 30.000 đồng một tháng. Thưởng thức trọn vẹn các nội dung giải trí, thể thao, văn hóa, tin tức đặc sắc, hấp dẫn trong nước và quốc tế. Liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 1530, nhánh số 1, hotline 0988 165 858 và các đại lý VTC chính hãng trên toàn quốc. Xem nét, xem hay, có ngay trên VTC HD. Trevor Limousine 1900 1767, hãng xe uy tín chất lượng cao, chuyên tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu dàn xe limousine 9 chỗ 11 chỗ và đặc biệt dòng xe siêu sang chuyên cơ mặt đất limousine 28 chỗ sang trọng bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp tận tình, thời gian phục vụ liên tục từ 4 đến 22 giờ hàng ngày, đặc biệt với dịch vụ đón trả tận nhà nội thành tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Hải Phòng Trevor cam kết đem lại hành trình an toàn và những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy gọi ngay 1900 1767 để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao của Hải Phòng Travel. Kết hợp kinh nghiệm lâu năm với công nghệ hiện đại đã làm nên sản phẩm bún tươi lần đầu tiên có trên thị trường Hải Phòng. Bún tươi Phương HP chuẩn sạch, không phụ gia, không chua, sợi bún dài, dày, thơm, ngon và có thể sử dụng cho cả người bị đau dạ dày. Đặc biệt, bún được hút chân không có thể để được 3 ngày ở nhiệt độ thường, 7 ngày ở nhiệt độ mát. Cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Bún tươi Phương HP, bún sạch của người Hải Phòng. Bún tươi Phương HP, thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Hòa Bình Travel, chuyên nghiệp các tour châu Á, châu Âu, châu Mỹ và trong nước, luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mỗi hành trình. Hòa Bình Travel, top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2016. Hòa Bình Travel, thành viên liên minh của Hiệp hội Lữ hành Quốc tế. Hòa Bình Travel, đặt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Hòa Bình Travel, giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021. Hòa Bình Travel, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hải Phòng, top đầu Việt Nam. Hòa Bình Travel, điểm đến ước mơ. Hotline 0937-269-269. Châu số 03, chủ châu là ông Lưu Đình Nam ở phường Vạn Hương. Châu được mua về từ Thái Lan. Chiều cao châu 160 cm, chiều dài châu 257 cm, vòng ngực 257 cm, chiều cao sừng 42 cm, độ rộng của sừng 80 cm. Với các đặc điểm tròn khoáy sau, đuôi chai móng sò, lông da đen ngực nở. Châu số 09, chủ châu là ông Lưu Đình Dũng ở phường Hải Sơn. Châu được mua về từ Hải Dương với chiều cao 158 cm, chiều dài 240 cm, vòng ngực 240 cm, chiều cao sừng 45 cm, độ rộng của sừng là 100 cm. Với đặc điểm bốn khoái chung. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với sân vận động trung tâm của Đồ Sơn để đón xem trận đấu quan trọng nhất của lễ hội, trận chung kết. Cuộc đối đầu giữa hai ông châu số 03 và số 09.
Trên chặng hành trình đến với trận chung kết này thì cả hai ông Châu đã thể hiện được rất nhiều phẩm chất của mình. Những lợi thế về thể hình, về trọng lượng đã được ông Châu số 03 tận dụng một cách triệt để và đã có được những bước đi rất là quan trọng để có mặt trong trận chung kết. Ở chiều ngược lại, bên phía ông Châu số 09 cũng là những kháp đấu đã thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời của ông Châu này. Sự dũng mãnh, sự lì lợm, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt là đã mang đến cho quý vị khán giả có mặt trực tiếp trên sân cũng như là quý vị khán giả truyền hình rất nhiều những miếng đánh độc đáo, đặc sắc. Đó là những cái đặc trưng riêng của Châu Chọi Đồ Sơn. Với nhà báo Phạm Bạch Đàn thì anh có những cái nhận định gì về cái diễn biến trên sân cũng như cách tiếp cận của hai ông Châu trong trận chung kết này ạ? Tôi nghĩ là để trong cái quãng đường mà Châu số 03 bước vào trận chung kết này thì đã trải qua một vài trận đấu chúng ta đã theo dõi. Nhưng mà cái trận đấu mà Châu số 03 gặp khó khăn nhất chính là cái trận bán kết mà chúng ta đã theo dõi cách đây ít phút. Trong trận đấu này thì Châu số 13 đã nhiều lần làm khó được Châu số 03 bằng cách là duy trì được một cái thế trận khá là cân bằng. Thậm chí là có những thời điểm là Châu số 13 mới là Châu chủ động tấn công, nhưng mà chừng đấy là chưa đủ để có thể khuất phục được Châu số 03. Rõ ràng là cái việc mà vượt trội về mặt thể hình đã giúp cho Châu số 03 đã phát huy được rất nhiều lợi thế ở quãng đường mà Châu này đã vào chung kết. Tuy nhiên ở trong trận chung kết này thì tôi nghĩ nó là một cái trường hợp rất là khác, bởi vì Châu số 09 đã cho thấy được những cái phẩm chất của mình. Và tôi nghĩ là đến thời điểm này thì cái việc mà sở hữu cái độ rừng, cặp rừng sọng, độ rừng sọng lên tới cả 1 mét đấy, có khả năng đây chính là cái yếu tố mà giúp cho 09 có thể đối chọi được những cái ưu thế về mặt thể hình đối với là đối phương là Châu số 03. Theo anh Duy thì anh có nghĩ là đâu sẽ là cái điểm mấu chốt để Châu số 09 có khả năng khuất phục được Châu số 03 và những cái miếng đánh mà Châu này đã thể hiện, thí dụ như cáng chúng ta đã trực chiến nhiều lần thì sẽ phát huy được như thế nào và đâu là điểm yếu của Châu số 03? Như anh Bạch Đàn đã nói đấy, thì thực ra thì trên cơ sở theo dõi 3 cái vòng đấu từ vòng ngoài để gặp nhau ở trận chung kết này của Châu 03 và Châu số 09 ấy, thì thực ra thì cái lợi thế về thể hình, về thời gian nghỉ thì đang thuộc về Châu số 03. Tuy nhiên thì Châu số 09 lại có được những cái kỹ năng, các cái miếng đánh cán rất hay và đều hạ đo bắn cả 3 trận đấu bằng các cái miếng đánh cán của mình. Thì cái độ khoảng rộng của sừng Châu 09 thì rộng hơn, thì cái khả năng đánh cán nó sẽ rộng hơn, nó không như là ở cái trận bán kết thứ nhất Châu số 13 liên tiếp đánh cán nhưng mà chỉ đánh cán vào được cái vùng đầu và có thể nhấc bổng đầu được Châu số 03 lên. Nhưng đối với lại Châu số 09 thì có lợi thế hơn, đánh cáng được rộng hơn do cái độ sừng rộng, cho nên là khả năng. Và khi mà 09 vừa ấy ở đánh xong giành thắng lợi ở cái trận đấu là bán kết 2 thì nó còn đang hưng phấn, còn đang sung đấy, và nó lại cũng có cái lợi thế hơn là Châu số 03 là đã có cái thời gian nghỉ rồi thì nó sẽ bị trùng xuống đấy, cho nên là cái sự cân bằng ở cái trận chung kết này tôi nghĩ là 50-50, và Châu nào mà thể hiện được miếng đánh kỹ thuật của mình, miếng đánh sở trường của mình thì sẽ giành chiến thắng ở cái trận chung kết năm nay. Tôi hiểu và tôi chia sẻ những cái thông tin và cái đánh giá của anh Lưu Duy. Tôi nghĩ rằng là có thể là đến cái trận chung kết này chính là thời điểm tốt nhất để Châu số 09 phát huy được những ưu thế về mặt thể hình, ưu thế về mặt các chỉ số, về thông số, đặc biệt là về cái độ rộng của sừng. Chúng ta đã nói nhiều lần trong cái buổi sáng ngày hôm nay rằng là với cái độ rộng lên tới cả mét đấy thì nó không hề phù hợp với những miếng đánh cáng. Nhưng mà trên thực tế thì những gì xảy ra thì nó lại diễn biến theo chiều ngược lại. Nhưng đến lúc này thì cái độ rộng đấy nó sẽ được phát huy tối đa. Đúng là với cái trọng lượng lên tới cả 1,3 tấn thì cái việc mà anh tấn công vào đầu của đối phương mà để hy vọng để giành thắng lợi bằng cách là anh phải nhấc được đầu đối phương lên để duy trì một cái sức nặng như thế thì quãng rộng của sừng nó là yếu tố quan trọng. Rất đáng tiếc cho Châu số 13 là vừa rồi cái chênh lệch về mặt trọng lượng nó lớn quá. Nhưng mà tôi nghĩ là trận chung kết nó là một câu chuyện khác. Tôi thì tôi nghĩ rằng anh đánh giá là tỷ lệ là 50-50, nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là tỷ lệ thì tôi cho rằng là 51 là nghiêng về Châu số 03 và 49 nghiêng về Châu số 09. Nhưng cái ý của anh nói rằng là việc mà Châu số 09 đang có được cái nhịp phong độ
chúng ta hay nói nhiều lần về mặt thể thao gọi là điểm rơi thì đang là ổn nghiêng về 0-9 thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh ý kiến này. Xin được cảm ơn những nhận định và chia sẻ của hai bình luận viên Bạch Đàn và Lưu Duy. Kính thưa quý vị, và trước mắt chúng ta sẽ là trận chung kết. Một trong những yếu tố mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh ở cái mùa giải năm nay đó là cái sự cố gắng nỗ lực rất lớn từ phía ban tổ chức để mang đến những điều kiện tốt nhất cho các ông chủ châu, có sự chuẩn bị tốt nhất cho các ông châu, và phần thưởng quan trọng nhất dành cho chúng ta đó là những hiệp đấu rất kịch tính, rất sôi động và gay cấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng ấn tượng sẽ có trong mùa lễ hội năm nay. Năm nay, ban tổ chức lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn 2023 nâng mức giải thưởng lên cao nhất trong lịch sử với giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, hai giải ba mỗi giải 30 triệu đồng, giải bình chọn ông châu vô địch trên app TSP On của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng dành cho khán giả bình chọn nhanh và chính xác nhất trị giá 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, đây là quang cảnh cũng như là không khí tại sân vận động trung tâm của Đồ Sơn, thời điểm mà chúng ta chuẩn bị theo dõi trận đấu cuối cùng của lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2023. Những hiệp đấu rất tuyệt vời đã diễn ra và nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo quý vị khán giả. Bên cạnh những quý vị khán giả có mặt tại sân thì chúng tôi cũng đã nhận được sự hưởng ứng, sự quan tâm theo dõi của rất đông quý vị khán giả lựa chọn các kênh sóng, các nền tảng số của THP, các kênh truyền hình địa phương, các app, các ứng dụng như là OnePlus, FPT Play hay THP On. Và chúng tôi cũng ghi nhận con số 41.000 khán giả đang xem đồng thời ở thời điểm chuẩn bị diễn ra trận chung kết. Đó là một nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể có những chương trình chất lượng chuyển đến quý vị và các bạn trong các sự kiện không chỉ là lễ hội chọi châu Đồ Sơn mà còn là những sự kiện văn hóa nghệ thuật, giải trí sẽ được triển khai trong thời gian tới đây. Quang cảnh rất tuyệt vời tại sân vận động trung tâm của Đồ Sơn với góc nhìn từ trên cao. Bốn khán đài vẫn được lấp đầy bởi số đông khán giả. Và phần thưởng dành cho sự nhiệt tình này đó sẽ là những diễn biến trong trận chung kết giữa ông châu số 03 và ông châu số 09. Và theo quy định của ban tổ chức thì xuất hiện tại cửa Nam sẽ là ông châu số 03 và xuất hiện tại cửa Bắc sẽ là ông châu số 09. Một trận đấu mà mỗi sẽ có cho riêng mình những nhận định, đặt để vào trong đó sự ủng hộ, sự yêu thương dành cho mỗi ông châu. Và như chia sẻ của các bình luận viên thì đây là một trận đấu mà mọi diễn biến trên sân sẽ khiến cho kết quả kèm theo sự bất ngờ xảy ra. Mặc dù có lợi thế hơn về mặt thể hình, thể lực và chặng hành trình đến với trận chung kết dễ dàng hơn một chút, nhưng mà không vì thế mà ông châu số 09 bị đánh giá thấp trong trận đấu ngày hôm nay so với ông châu số 03. Sẽ là một cái kết thật đẹp cho lễ hội chọi châu truyền thống năm nay khi mà chúng ta được chứng kiến những pha đánh độc đáo, những diễn biến sôi động và kịch tính. Rõ ràng là hai ông châu của chúng ta cần phải có một khoảng thời gian nghỉ nhất định để có thể hồi phục thể lực và sẽ cống hiến những gì hay nhất, những phẩm chất tinh túy nhất của mình. Theo quy định của ban tổ chức, theo quy định của ban tổ chức thì châu số 03 sẽ được đưa vào từ cửa Bắc nhưng mà sẽ lại di chuyển vào vị trí từ về phía cửa Nam, và ở chiều ngược lại thì đương nhiên là châu số 09 sẽ đối diện ở cửa phía ở cửa Bắc. Không biết là vào cái thời điểm này chỉ còn một trận nữa thôi thì
Nếu là anh, nếu anh là huấn luyện viên của Châu số 03 thì anh có đưa ra cái phương án là để cho Châu 03 quyết định tấn công bằng miếng hổ lao không? Bởi vì ưu thế của anh về mặt thể lực là rõ ràng đã khẳng định rồi, và chúng ta chỉ còn có một trận đấu nữa thôi. Như tất cả các cặp đấu trước thì khi anh Bạch Đàn hỏi thì tôi cũng đã có nêu lên một số cái ý đấy. Thì đối với cái trận chung kết này thì nếu như mà thực hiện được miếng đánh hổ lao thì nó cũng rất là cái miếng đánh quyết định rất nhanh. Thế nhưng mà nó bao giờ thế, nó đều có hai mặt của một vấn đề. Nếu như mà Châu 09 mà thực hiện tốt cái miếng phản đòn của cái miếng hổ lao ấy thì là Châu 03 là lúc đó thì lại trở thành là đối tượng là thiệt thòi. Đấy, bởi vì các cái miếng đánh hổ lao ấy thì thường thường nó hay gây ra những cái chấn thương cho kể cả là hai Châu. Đấy, tuy nhiên nếu như mà Châu 09 là đã có những cái miếng đánh tuyệt vời như vậy ấy, thì chưa chắc là miếng đánh hổ lao đã giải quyết được vấn đề. Đây đã là trận đấu cuối cùng rồi và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một pha đánh hổ lao đúng không ạ? Từ các trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu cuối cùng này thì cái điểm khao khát được chứng kiến một cái biến đánh đã tạo nên thương hiệu của Châu Chọi Đồ Sơn vẫn chưa thực sự diễn ra đúng không anh Đạt? Vâng, chính xác là như thế. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là đúng là cái thời điểm này thì là thời điểm rất là nhạy cảm và nó đòi hỏi chủ Châu sẽ phải có những phản ứng linh hoạt. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Duy, nó chính là cái khả năng ứng biến của Châu số 09 rất là hay, rất là linh hoạt trong các cái miếng đánh của mình, và khả năng chịu đòn thì cũng khỏi phải chê rồi. Vừa rồi thì có một hình ảnh rất là hay tôi quan sát, đó chính là một trong những người dắt Châu số 03 là vừa quỳ xuống ở trên sân vận động và cầu xin một cái điều gì đấy, chắc là đang cầu xin thần linh phù hộ cho Châu số 03 của mình. Và chúng ta hy vọng là Châu số 09 sẽ được đưa sân vào sớm hơn để cống hiến cho một trận đấu hay, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đối thủ của Châu số 03 sẽ là ông Châu số 13 của phường Minh Đức. Cuộc đối đầu giữa hai đơn vị phường Vạn Hương và phường Minh Đức. Để lọt được vào trận chung kết lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2023, Châu số 03 của ông Lưu Đình Nam ở phường Vạn Lương đã phải vượt qua 3 trận đấu, và có lẽ là ở trận đấu bán kết 1 là cái trận đấu mà gây khó khăn nhất cho Châu là số 03. Xin lỗi quý vị. Thời điểm này thì Châu số 03 đã được đưa vào sới chọi. Tuy nhiên thì Châu số 09 của ông Lưu Đồng Đình Dũng hiện tại là vẫn chưa xuất hiện ở cửa phía Bắc. Chúng tôi đang rất háo hức muốn nhìn thấy sự xuất hiện của ông Châu số 09 ở bên phía cửa Bắc. Để lọt vào được trận chung kết của lễ hội Chợ Châu năm nay thì Châu số 09 của ông Lưu Đình Dũng đã trải qua 3 trận là thắng Châu số 06 ở vòng loại và thắng Châu 01 ở tứ kết, và ở trận bán kết 1 thì đã thắng Châu số 10, và Châu 09 sẽ gặp Châu số 03 ở trận chung kết này. Hiện nay thì các người chăm sóc Châu đang tưới làm mát cho Châu số 03. Điều này là cần thiết thôi, bởi vì thời tiết tại Đồ Sơn vào thời điểm này khá nóng, đã gần 12 rưỡi trưa rồi, và trước mắt thì chỉ còn có một trận đấu nữa thôi. Và không hiểu là Châu số 03 này sẽ có cái miếng đánh đầu tiên như thế nào. Tôi thì tôi kỳ vọng là Châu số 09 sẽ phát huy được cái mạch thi đấu đang rất là tốt của mình ở những trận đấu trước đây, và sẽ chủ động tấn công. Tôi nghĩ rằng là chỉ có chủ động tấn công thì Châu 09 mới có khả năng thắng được Châu số 03. Còn để phòng ngự, kể cả là phòng ngự chủ động, cũng rất khó khắc phục Châu số 03 với một cái thể hình vượt trội như vậy. Tôi cũng thống nhất với ý kiến của anh Bạch Đàn, bởi vì Châu 09 là Châu luôn chủ động là tấn công Châu đối phương, và với kỹ thuật là đánh cám của mình rất tốt, cho nên là Châu số 09, và tôi nghĩ là ở trận chung kết này Châu số 09 cũng sẽ là Châu chủ động tấn công. Và ở ngay trận bán kết 1 là Châu số 03
cũng không phải là Châu chủ động. Mặc dù là Châu số 03 là Châu tấn công trước, nhưng sau đó thì Châu số 13 lại là Châu chủ động và liên tiếp đánh cáng Châu số 03. Đã có những thời điểm là tôi nghĩ rằng ở cái trận chung kết này thì Châu 03 vẫn là Châu là chủ động để phòng ngự. Với những ai đặt niềm tin vào Châu số 09 thì họ sẽ có ý nghĩ rằng là Châu số 09 sẽ cần phải làm tốt hơn những gì mà Châu số 13 đã làm với Châu số 03. Nói như thế không có nghĩa là Châu số 03 không xứng đáng đoạt chức vô địch, mà vấn đề ở đây là câu chuyện là phong cách và cái trường phái tấn công của hai Châu này là rất tương phản nhau, và chúng tôi kỳ vọng rằng là cả hai đều phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình trong trận chung kết này. Đây cũng là cơ hội để các ông chủ Châu 03 và 09 thể hiện những cái phẩm chất và khả năng huấn luyện của mình. Mỗi ông chủ Châu thì đều đã có được những kinh nghiệm trong suốt những năm qua khi tham gia vào công tác chơi Châu chọi, và đây cũng là thời điểm để họ thể hiện những điều đó cho đông đảo quý vị khán giả. Có lẽ là vâng, rõ ràng là Châu số 03 đã tiến rất vào sâu. Vâng. Vâng, thật là bất ngờ, hai Châu lại đang nghênh nhau rồi. Cũng phù hợp cho tính chất của một trận chung kết đúng không ạ? Thận trọng, vâng, bình tĩnh. Vâng, trái với suy nghĩ và những ý kiến mà tôi hỏi với anh Duy rằng là sẽ có một pha chủ động tấn công như kiểu hổ lao hay không, nhưng mà đúng là không xảy ra. Một cái sự thận trọng có thể nói là rất đúng mức với trận chung kết như thế này. Hai đối thủ đồng cân đồng lạng. Chính vì thế mà các bạn đang theo dõi trên màn ảnh truyền hình là hai Châu đang đứng nghênh nhau. Bởi vì là ở trong những giai đoạn đầu tiên, những cái phút đầu tiên của cái trận chung kết này, hai Châu đang nghênh nhau và đều thăm dò tất cả những cái phương án tấn công của nhau để đề phòng. Hai ông Châu cũng rất biết cách thử thách cái sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Đây đã là trận đấu cuối cùng rồi, và chắc chắn sẽ là những pha đánh đẹp mắt. Dự đoán là Châu số 09 là chủ động tấn công trước Châu số 03. Vâng, đã có miếng cáng rồi. Và Châu số 03 lấy được cáng Châu số 03. Diễn biến giống như ở trận bán kết đúng không ạ? Vâng. Rất giống với trận bán kết là Châu số 03 đã có kinh nghiệm để phá cái miếng đánh cáng của các cái Châu đối phương của mình. Và ở ngay phút đầu tiên của Châu 09 tấn công và lấy cáng được Châu 03 thì Châu 03 cũng đã lại phá được thế đánh cáng của Châu 09. Vấn đề ở đây là Châu số 09 duy trì được khả năng tấn công liên tục trong vòng bao lâu, bởi vì thể hình của Châu số 03 thì chúng ta không phải bàn rồi. Nhưng mà trước một cái sức ép liên tục và những miếng cáng liên tục mà Châu số 09 tung về phía Châu số 03 thì tôi nghĩ đây là yếu tố quyết định. Tiếp tục là miếng đánh cáng của Châu 09. Rất tay rồi. Lại tiếp tục là miếng đánh cáng của Châu 09. Miếng cáng thứ hai. Miếng đánh sở trường của Châu 09 ở mùa giải năm nay. Đây là một trận chung kết xứng đáng đối với tất cả những sự chờ đợi trong buổi sáng ngày hôm nay. Gần 4 giờ đã trôi qua và trận hay nhất tất cả đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên độ lì lợm của Châu 03 đã giành thắng lợi trước Châu 09. Đúng là rất là lì lợm, Châu 03 đã phá được thế đánh cáng của Châu 09 và đuổi Châu 09 ra khỏi cửa phía Bắc, giành chức vô địch lễ hội trò Châu Đồ Sơn năm 2023. Đến lúc này thì chúng ta có thể khẳng định, không thể nói là Châu số 03 đã hay là còn may nữa. Châu số 03 đã hay, đã may, nhưng đã thể hiện được tất cả những phẩm chất cần có của một Châu vô địch. Đó là khả năng chịu đòn, đó là khả năng tấn công và có khả năng rất ứng biến trong các cái việc mà thoát ra khỏi các miếng đánh của đối phương. Châu số 09 cũng đã phát huy được những phẩm chất của mình, nhưng mà đúng như là tôi và anh Duy đã trao đổi với nhau trước đó là thời gian phục hồi là chưa đủ. Nếu anh để ý là trong những giây đầu tiên mà khi các góc máy cận thì Châu số 09 thở rất là nhiều. Đứng thở là Châu 09 đứng thở rất là dốc rồi. Đúng rồi. Thở dốc là cái thể lực là nó xuống quá rồi. Vâng. Còn nếu như mà trận chung kết mà được giao tranh ngay từ khi mà
Châu 09 giành thắng lợi ở Châu 010 thì nó sẽ chưa có biết lợi điều thế. Gì xảy ra. Nó sẽ có lợi thế cho 09, nhưng mà nó có cái một thời gian nghỉ rồi thì cái đội trụ đã xuống rồi. Vâng, rất là đáng tiếc thưa quý vị các bạn. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận được cái việc mà lên ngôi vô địch của Châu số 03. Chỉ có một điều là quý vị và các bạn và bao gồm cả chúng tôi nữa là mong muốn một trận đấu nó kéo dài hơn với những miếng đánh hay hơn nữa, nhưng mà rất tiếc điều đấy không xảy ra bởi cái sự bào mòn về mặt thể lực của Châu 09 đã không giúp cho Châu này có khả năng duy trì được nhiều hơn. Vậy như vậy là ông Châu số 03 của phường Vạn Hương là ông Châu được chọn để trở thành tân vương của lễ hội chọi Châu truyền thống Đồ Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đáng chú ý trong trận chung kết này. Châu 09 chủ động hơn, chủ động tấn công, nhưng mà giống như trận bán kết, giống như cuộc đối đầu với Châu số 13 thì ở trong trận chung kết này Châu số 03 vẫn rất bình tĩnh hóa giải những đòn thế miếng cáng rất hiểm. Tuy nhiên Châu 03 với thể hình và thể lực và khả năng chịu đòn rất tốt của mình đã thoát ra được, và sau đó có những phản đòn, những pha phản đòn cũng hết sức ấn tượng. Có thể nói Châu 03 rất là khôn lanh, dùng là cái thể hình thể lực của mình quỳ cả hai chân xuống để liên tục là chống lại các cái miếng đánh cáng của Châu 09. Đó là những cái miếng đánh sở trường của Châu 09 mà đã giành chiến thắng thuyết phục từ vòng loại cho đến vòng tứ kết và bán kết bằng các cái miếng đánh cáng của mình. Tuy nhiên là Châu 03 với những cái đội là lì lợm hơn và đã được trải nghiệm qua cái trận bán kết thứ nhất là giành thắng lợi trước Châu số 13, cho nên là tất cả các cái miếng đánh cáng của Châu 09 không còn tác dụng đối với Châu 03. Cũng rất là hay bởi cái biểu đồ phong độ của Châu số 03 lại đi lên qua từng trận đấu, và cái bài test của Châu số 03 trong trận bán kết đã giúp cho Châu này phát huy được rất đúng lúc những điểm mạnh nhất của mình ở trận chung kết. Những ai yêu mến và đặt niềm tin vào Châu số 09 có thể hơi buồn một chút, nhưng mà tôi nghĩ là trận chung kết này đã diễn ra rất đúng với những gì mà mọi người kỳ vọng. Chỉ có một điểm tiếc duy nhất, đó chính là thời lượng có vẻ là ngắn một chút thôi, chứ chất lượng chuyên môn thì tôi nghĩ là không phải bàn. Rất có thể việc Châu số 03 lên ngôi vô địch sẽ tạo ra một cái xu hướng cho những mùa giải tới, đó là các ông Châu sẽ đi tuyển chọn những Châu có trọng lượng lớn để phát huy về mặt thể hình. Tuy nhiên thể hình chưa phải là điểm mạnh nhất của Châu số 03 như chúng tôi đã nói nhiều lần với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Càng vào sâu thì Châu này lại cho thấy cái sự linh hoạt rất là nhiều. Năm nay, ban tổ chức lễ hội chọi Châu truyền thống Đồ Sơn 2023 nâng mức giải thưởng lên cao nhất trong lịch sử với giải nhất 100 triệu đồng